Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 97. Chương 961, Hoàng Tuyền Hoàn và thí luyện bắt đầu. Có người nhận mệnh, cũng có người liều mạng. Ngay lúc thanh niên áo tím trở về nhà, trong một thính đường rộng 30 trượng, đang có hơn 20 vị tu sĩ hóa thần kỳ tu vi khác nhau, đang ngồi vây quanh một cái bàn đá hình tròn. Tướng mạo những tu sĩ hóa thần này đều thập phần trẻ tuổi, giờ phút này hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là ánh mắt trôi nổi trên mặt đất không tĩnh tâm nổi. Nhưng đều không ngoại lệ, đều không lén nghị luận, khiến cho toàn bộ sảnh đường đều nghe được tiếng kim rơi. Rốt cục, trên vách tường đá hiện ra một tòa ngọc môn, một thanh niên thần sắc u ám đi vào thính đường rồi ngồi xuống. Một vị thanh niên áo bào trắng trong đám người đột nhiên mở miệng nói: "Có thể tới đều tới, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền bắt đầu một lần tụ hội cuối cùng trước khi long huyết thí luyện." Ừ, dòng dõi dòng chính kia thực sự là càng ngày càng không được, lần này vậy mà không có một ai tới, nhất định là tất cả đều nhận mệnh, chuẩn bị dâng ra long huyết của bản thân. Thanh niên u ám kia hung hăng nện xuống bàn đá, dùng khí tức che giấu sự sợ hãi của mình nói: "Đích hệ bên kia quả thật có cổ quái, từ trước đến nay long huyết thí luyện đều không xuất hiện qua loại tình huống này, có lẽ có biến số gì đó mà chúng ta không biết." Một nữ tử có khuôn mặt oai hùng sờ cằm, có chút hoài nghi nói: "Có thể có biến số gì, ta thấy bọn họ chính là sống an nhàn sung sướng quen rồi, sớm đã không còn khí phách của tổ tiên Lũng Gia ta bệ nghệ thiên hạ." Mâu thuẫn giữa dòng chính và dòng họ bất kể ở thế gia nào cũng không thể ngoại lệ, lúc này có người hạ thấp giọng nói: "Được rồi, phàn nàn ở đây thì có ích lợi gì, chúng ta không nên lãng phí thời gian, mau thảo luận phương pháp đối phó đi." Một thanh niên Lũng Gia với khuôn mặt lạnh lùng lý trí nói: "Trần Lương biểu đệ nói rất đúng, phàn nàn là không có ý nghĩa, trận long huyết thí luyện này chúng ta đều trốn không thoát, mặc kệ thế cục hỏng bét như thế nào, chúng ta đều phải đối mặt. Hóa thần từ Thiên Uyên Thành tới viện bên ngoài viện cực ít ngày nữa là có thể tới, tin tức tương ứng mọi người cũng đã nhận được. Chúng ta muốn cùng thuyền phục, nghịch thiên cải mệnh, nhất định phải khống chế một đội hóa thần của mình. Bằng không, bọn họ vì theo đuổi huyết ấn mà đánh nhau, chúng ta thật sự không có nửa phần thắng." Thanh niên áo bào trắng có thể chủ trì tụ hội, tự nhiên là rất có uy vọng trong đám người. Lời vừa nói ra, phòng khách đang lộn xộn liền yên tĩnh trở lại. "Quảng ca, chúng ta đều biết lợi hại trong chuyện này, nhưng về thực lực, chắc chắn chúng ta không chống lại được ba hóa thần ngoại viện. Lợi dụ lại không có lợi ích gì để đối phó với sự khen thưởng của gia tộc ngang hàng. Thực sự không có cách nào có thể khống chế được bọn họ." Một lát sau, thanh niên u ám kia sắc mặt khó xử nói: "Ta cũng biết việc này không dễ, cho nên đã chuẩn bị tốt thủ đoạn khống chế cho các vị." Thanh niên áo bào trắng đã sớm có chuẩn bị, mới cố ý khơi mào câu chuyện này. Chỉ thấy hắn vung tay áo lên, hơn 20 đạo lưu quang liền bắn ra, phân biệt rơi vào trước mặt mỗi tộc nhân Lũng Gia tham dự tụ hội. Linh quang tán đi, trong lưu quang kia đúng là từng cái bình ngọc đen. Không đợi mọi người hỏi, thanh niên mặc bạch bào liền chủ động giải thích, mỗi một cái bình ngọc đen đều có 3 viên hoàng tuyền hoàn. Chỉ cần lẫn vào trong nước trà, lừa gạt những ngoại viện hóa thần kia ăn vào, liền có thể khống chế tính mạng bọn họ. "Ha ha, Quảng ca nếu nguyện ý tặng ra nhiều hoàng tuyền hoàn như vậy, sao không đem Bích Lạc đan cùng lấy ra? Bằng không chỉ dựa vào hư ngôn, đến lúc đó chỉ sợ sẽ biến khéo thành vụng." Sau khi xác nhận trai, thanh niên lạnh lùng Lũng Trấn Lương không chút khách khí xin Bích Lạc đan. Hoàng tuyền hoàn tan trong nước, sau đó không màu không vị, quả thật có thể độc hại tu sĩ hóa thần kỳ, nhưng không có vị thuốc giải như Bích Lạc đan, làm sao có thể nói là khống chế. Cường Lương biểu đệ có chỗ không biết, chỉ là luyện chế những hoàng tuyền hoàn này, vi huynh đã hao hết dư tài, thực sự không có thời gian và tài nguyên kia lại luyện chế Bích Lạc đan. Cho nên, đến lúc đó chư vị chỉ có thể tự mình nói dối có giải dược trong tay. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng vẫn còn hơn không có lực trưởng khống, chư vị cứ suy nghĩ cho kỹ. Thanh niên áo bào trắng vẻ mặt khẩn thiết nói: "Không cần, tại hạ cũng không muốn mạo hiểm, trả lại 3 viên hoàng tuyền đan này cho Quảng ca là được rồi." Lũng Trấn Lương không có nửa phần do dự, thần niệm vừa động,
liền đem bình ngọc màu đen đưa đến trước người Lũng Quảng. Nói đùa, nếu như hắn làm theo lời của Lũng Quảng, đợi đến lúc thí luyện đối phương đột nhiên lấy ra Bích Lạc Đan, hóa thần bên mình chẳng phải sẽ chuyển sang người khác sao? Phải biết rằng, sở dĩ bọn họ tập hợp lại cùng một chỗ, chính là không muốn mất đi máu chân long. Thậm chí có không ít người còn ôm dã tâm thắng thí luyện, cho nên tuyệt đối không có khả năng chân chính báo đoàn sưởi ấm. Sau khi bị Lũng Chấn Lương quả quyết từ chối, đáy mắt thanh niên áo bào trắng hiện lên một tia lo lắng. Nhưng trên mặt lại mỉm cười nói, Chấn Lương biểu đệ nếu có thủ đoạn khác, vi huynh tất nhiên là sẽ không cưỡng cầu. Các ngươi cũng vậy, nếu tin tưởng Lũng Quảng ta sẽ nhận lấy Hoàng Tuyền Hoàn, không muốn thì thôi. Lời vừa nói ra, lập tức lại có 5 bình đan dược bay vụt đến trước mặt Lũng Quảng, ánh mắt của hắn quét qua, liền nhận ra 5 người kia đều giống như Lũng Chấn Lương, thực lực bảng chi hùng hậu. Đối với việc này, Lũng Quảng vẫn chưa cảm thấy thất vọng, dù sao lúc này còn đang chần chừ đồng tộc, kỳ thật mới là mục tiêu chân chính của hắn. Đám người Lũng Chấn Lương vốn không nằm trong kế hoạch của hắn. Thụy Vân biểu muội, vi huynh biết rõ khó xử của muội, đừng chần chừ nữa, chẳng lẽ muội cho rằng Quảng ca ca sẽ hại muội sao? Thấy nửa ngày cũng không ai tỏ thái độ, Lũng Quảng đột nhiên hướng một thiếu nữ vẻ mặt ngây thơ, nhìn chỉ có 16-17 tuổi truyền âm nói. Hắn cần phải có người đi đầu, mà đối phương chính là người công phá tốt nhất kia. Đúng vậy, Quảng ca ca và muội quen biết từ nhỏ, sao hắn có thể hại muội được? Nhưng gia gia bảo ta chờ hắn trở về rồi hãy nói, chắc hẳn đã đang chuẩn bị, ta tự tiện hành động, chỉ sợ sẽ làm rối loạn kế hoạch của gia gia. Lũng Thụy Vân mím chặt môi, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Lại suy nghĩ một lát, ánh mắt của Lũng Thụy Vân đột nhiên ngưng tụ, cầm bình ngọc đen trước mặt lên chắp tay nói, tiểu muội đương nhiên là tín nhiệm Quảng ca ca, ta nhận dược này. Thế lực bàng chi của Lũng Thụy Vân cực nhỏ, bên gia gia nàng cũng không nhất định có thể thành công, lúc này nhận lấy Hoàng Tuyền Hoàn chính là có thêm một đường lui, có cần nói thêm không? Còn tình huống như Lũng Thụy Vân, trong sảnh đường này mới là đại đa số. Thật ra bọn họ không có lựa chọn nào, cho nên bây giờ cũng chỉ có thể liều mạng như ngựa chết. Có người dẫn đầu phía sau, lại liên tiếp có hơn 10 người nhận lấy Hoàng Tuyền Hoàn. Cho dù trong đó chỉ có một nửa số khiến cho hóa thần ngoại viện của mình ăn vào thuốc này, liên hợp lại cũng là một cỗ lực lượng không nhỏ, thao tác tốt, chưa hẳn không thể hố chết Long Tử. Không bao lâu, bình ngọc đen trên bàn đá đều biến mất không thấy gì nữa, chuyện này mang ý nghĩa tất cả mọi người đã đưa ra lựa chọn của mình. Sau đó, mọi người lại nói một ít nội dung người xưa thường nói, đơn giản là kết thành liên minh. Trước tiên đem mệnh định Long Tử một phương đấu bại, sau đó dựa vào bản lĩnh mà tranh đoạt vị trí thứ nhất thí luyện. Mấy canh giờ sau, Lũng Thụy Vân mới xuyên qua cửa ngọc đá xanh, kích hoạt cấm chế, truyền tống ra bên ngoài. Kết quả nàng vừa mới đi ra, vốn bị cấm chế ngăn trở, không cách nào tiến vào phòng kim kiếm truyền thư liền bay vụt đến. Lấy ngọc giản xuống xem, vẻ mặt Lũng Thụy Vân lập tức lộ ra vẻ vui mừng, hưng phấn lẩm bẩm, gia gia đã trở về, còn giúp ta thu phục 3 người ngoài hóa thần đáng tin. Thật sự là quá tốt, tin tức tốt tới quá đột ngột, Lũng Thụy Vân bình phục một lát mới bỏ chạy về chỗ ở của mình. Ước chừng một nén nhang sau, độn quang của nàng dừng ở bên ngoài một tòa lầu các, đi bộ tiến vào trong đó không lâu. Liền thấy 3 gã tu sĩ hóa thần trung kỳ đang cùng gia gia nàng cùng nhau tĩnh tọa trong nội đường. 3 người này chính là người giúp đỡ của ta sao? Ngoại trừ thanh niên bình thường không có gì lạ kia, tu vi cũng không tệ, không biết gia gia thu phục bọn họ như thế nào. Lũng Thụy Vân thầm nghĩ, dừng bước, chắp tay nói với Lũng Liệt đang ngồi ở chủ tọa, gia gia, cháu gái đã trở về. Đến gặp một chút đi, lần này ngươi có thể bảo toàn tính mạng hay không, toàn bộ đều dựa vào 3 vị tiểu hữu này. Lũng Liệt khẽ gật đầu, lúc này liền dẫn đường cho Lũng Thụy Vân. Gia gia, cháu gái dù sao cũng là tu sĩ hóa thần sơ kỳ, bảo trụ tính mạng đâu cần người bên ngoài hỗ trợ. Lũng Thụy Vân chề môi, có chút bất mãn nói. Thụy Vân, ngươi chớ có đùa, lần thí luyện này không giống trước kia, cho dù là tộc nhân Lũng gia cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Gia gia đã giao cho 3 vị tiểu hữu này, để bọn họ và ngươi sau khi thí luyện bắt đầu liền ẩn núp, trốn đến khi thí luyện kết thúc. Lũng Liệt có chút đau đầu nhìn Lũng Thụy Vân nói. Cái gì? Gia gia, điều này không giống với chúng ta đã nói, người đã nói sẽ ủng hộ ta giành chiến thắng trong thí luyện. Lũng Thụy Vân nghe vậy khẩn trương, lập tức cao giọng nói. Trước khác nay khác, trước đó ngươi không có nguy hiểm đến tính mạng,
Gia Gia tự nhiên tùy ý ngươi hồ nháo, nhưng hiện tại ngươi phải nghe theo Gia Gia an bài. Lũng Liệt lúc này trừng hai mắt, bày ra tư thế không thương lượng nói. Hồ đồ, thì ra trước kia Gia Gia ngươi đều lừa ta. Sắc mặt của Lũng Thụy Vân trắng nhợt, chịu đả kích rất lớn mà lui về phía sau một bước, nhưng rất nhanh đã lộ ra vẻ kiên nghị nói, lần này ta sẽ không nghe lời ngươi. Muốn để cho ta ngoan ngoãn giao ra chân long huyết mạch, trừ khi ta chết. Dứt lời, Lũng Thụy Vân liền độn ra khỏi phòng, trong nháy mắt đã không còn bóng người. Thấy tình cảnh này, Lũng Liệt uy nghiêm vạn phần ở trên chiến thuyền không khỏi chán nản thở dài, nếp nhăn trên mặt co rút lại, phảng phất như già đi rất nhiều. Để ba vị tiểu hữu chê cười rồi, lão phu từ nhỏ đã có thiên tư trác tuyệt, mang 24 châu chân long huyết mạch, trước đây vẫn luôn tu luyện ở Vọng Long Thành. Ít khi ra ngoài lịch luyện, tâm trí này đến nay vẫn giống như thiếu nữ, có chút không rõ lý lẽ, mong ba vị sẽ đối đãi nhiều hơn. Thụy Vân đạo hữu thật ngây thơ lãng mạn, chính là tâm tính vô cùng tốt, chúng ta đương nhiên sẽ không để ý, nhưng lời nói trách nhiệm lại là nói quá lời. Hứa Tuyết Xuyên lúc này đã hoàn toàn hiểu được lựa chọn của Lũng Liệt, để cho Lũng Thụy Vân tùy ý hành động trong long huyết thí luyện lần này, giống như là để cho nàng đi chịu chết. Lũng tiền bối, chẳng lẽ ngươi không nói cho Thụy Vân đạo hữu biến hóa của thí luyện sao? Lê Mỗ nghĩ thầm, nếu nàng biết, hẳn là sẽ hiểu được khổ tâm của ngươi. Lê Quân lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Không nói đến chuyện Thụy Vân có thể giữ được bí mật hay không, chỉ riêng tính tình bướng bỉnh kia của nàng, chỉ sợ biết cũng không làm nên chuyện gì. Các ngươi không cần biết ẩn tình trong đó, dù sao nàng tuyệt đối không phải đối thủ của ba người các ngươi, đến lúc đó cho dù các ngươi dùng sức mạnh cũng phải làm việc theo lời lão phu dặn dò. Lũng Liệt lắc đầu không muốn nhiều lời, cuối cùng cắn răng nhẫn tâm nói. Chúng ta đã hiểu, nếu không có chuyện gì khác, xin được cáo lui trước. Hứa Tuyết Xuyên rất rõ ràng ai mới là thù lao, giờ khắc này đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Các ngươi về phòng nghỉ ngơi đi. 3. Ngày sau chính là thí luyện long huyết, trước đó xin chớ có rời khỏi Liệt Vân Các. Lũng Liệt có chút mỏi mệt dặn dò nói. Bên kia, Lũng Thụy Vân đã đi tới đỉnh một ngọn núi, nhìn biển mây cuồn cuộn trước mặt. Nàng trầm mặc hồi lâu, mới lấy từ trong túi trữ vật ra một tấm lệnh bài bị hư hại. Nhìn chằm chằm vào hai cái, Lũng Thụy Vân đột nhiên nắm chặt nó, trên khuôn mặt non nớt lộ ra vẻ kiên nghị. Trong miệng lẩm bẩm, yên tâm đi phụ thân, ta tuyệt đối sẽ không để cho người lấy đi huyết mạch chân long của ta. Nói xong, trong lòng bàn tay kia của nàng liền nhiều ra một bình nhỏ hắc ngọc. 3 ngày thời gian chợt lóe lên, rất nhanh đã đến đêm trước khi long huyết thí luyện mở ra. Lúc này, ba người Lạc Hồng và Lũng Thụy Vân đi tới một tòa đại điện ở nội thành. Bên cạnh bọn họ đứng từng tiểu đội giống nhau, ngay cả bọn họ ở bên trong, tổng cộng 7749 chi, cũng chính là 196 người. Đối với một trận thí luyện cỡ lớn mà nói, chút nhân số này hiển nhiên cũng không tính là nhiều, nhưng cân nhắc đến 196 người này đều là tu sĩ hóa thần, vậy thì không cách nào khinh thường. Đáng nhắc tới chính là, bố cục của tòa đại điện này có chút đặc thù, không giống như là đại điện nghị sự tầm thường, mà giống như là một phòng đấu giá, bàn đều đang vờn quanh ở biên giới, chỗ trung tâm để chống một mảng lớn sân bãi. Nhìn dáng vẻ của những tu sĩ luyện hư đến từ các thế lực, chắc hẳn trận thí luyện này có thể cung cấp cho bọn họ quan sát, ha, thật làm người ta không thoải mái. Lạc Hồng nhìn quét một vòng, thấp giọng bất mãn nói. Người thắng thí luyện lần này cơ bản chính là gia chủ tương lai của Lũng gia lựa chọn công khai cũng là muốn để vị thiếu chủ kia lập uy, Lạc đạo hữu chỉ coi như không có chuyện này là được. Lê Quân cười khổ khuyên nhủ, mà trong lúc đối phương nói chuyện, Lạc Hồng cũng đã dùng thần thức dò xét cấm chế trong đại điện, phát hiện quả thật có thần thông loại truyền ảnh vạn dặm. Bất quá, cấm chế này cũng không huyền diệu đi nơi nào, chỉ có thể truyền về ảnh tượng, không cách nào phục chế khí tức, chỉ cần che giấu một chút, liền không cần lo lắng chuyện hắn cướp đoạt long huyết bại lộ. Hiển nhiên, Lũng gia cũng không muốn triển lộ quá nhiều thần thông cho người ngoài xem. Giờ lành đã đến, cho mời lão tổ. Theo một tiếng sướng vang dội truyền đến, một vị trung niên nhân mặt vàng trong nháy mắt xuất hiện ở không trung trước mặt mọi người, thoáng lộ ra khí tức, liền để cho mọi người trong điện cùng lên tiếng chào hỏi. Cung nghênh Lũng gia lão tổ, đây chính là khí tức pháp lực của tu sĩ hợp thể hậu kỳ sao? Quả nhiên đáng sợ. Bởi vì cái gọi là không biết sợ, Lạc Hồng trước đây không có sử dụng át chủ bài, lại càng vượt qua cấp chém giết tu sĩ luyện hư sơ kỳ, thực tại để lòng tự tin của hắn bành trướng một phen. Hiện giờ bị pháp lực của Lũng gia lão tổ đánh một trận,
Hắn nhất thời giống như bị tạt một gáo nước lạnh, ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Thì ra, đối thủ lần này của hắn khi lựa lần chân long huyết cũng không phải là tu sĩ hóa thần trong thí luyện, mà là vị Lũng Gia lão tổ này. Một khi hành vi của hắn bị vị lão tổ này phát hiện, hắn nhất định là thập tử vô sinh. Không được, ta cần một tấm bia đỡ đạn hoàn mỹ, nếu không bất kỳ điểm đáng ngờ nào cũng có thể là chí mạng. Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng suy nghĩ, dần dần đem ánh mắt liếc đến trên người Lũng Thụy Vân. Sau khi Lũng Gia lão tổ hiện thân, không có bất kỳ ý mới nào nói một phen về tình cảnh. Sau đó liền tuyên bố bắt đầu long huyết thí luyện, nhất thời dưới chân đám người Lạc Hồng liền sáng lên cấm chế quang mang. Đợi linh quang tán đi, Lạc Hồng phát hiện mình đi tới một không gian nhỏ giống như thùng xe. Chương 962, Hạ độc. Đây là địa mạch xa, có thể thuận theo địa mạch đi trong đất đá, độn tốc cực nhanh, không cần hai canh giờ, liền có thể chở chúng ta đến thí luyện chi địa. Thấy ba người Lạc Hồng lộ vẻ tò mò, lúc này Lũng Thụy Vân ôn nhu giải thích. Địa điểm thí luyện long huyết lần này là Hãn Hải sa mạc, cách Vọng Long thành mấy chục vạn dặm. Ta vốn tưởng rằng Lũng gia định vận dụng truyền tống trận cỡ lớn, không ngờ lại còn có loại pháp bảo huyền diệu như địa mạch xa. Hứa Tuyết Xuyên cũng là lần đầu tiên chứng kiến địa mạch xa, thần thức thoáng dò xét một chút, liền cảm ứng được tốc độ của bọn họ lúc này nhanh đến thần kỳ. Hoàn toàn có thể so với tốc độ tu sĩ luyện hư toàn lực phi độn, cho nên không khỏi sợ hãi thán phục. Lũng đạo hữu, nơi thí luyện này là trước khi xuất phát mới nói cho chúng ta biết, ngược lại là để Lê Mỗ chưa kịp hiểu rõ tình huống. Nhưng ngươi quanh năm tu luyện ở Vọng Long Thành, hẳn là thập phần rõ ràng, có thể giới thiệu một hai cho chúng ta hay không? Lê Quân nghĩ thầm, nơi thí luyện mà Lũng gia lựa chọn không thể vắng vẻ vô danh, Lũng Thụy Vân thân là địa chủ, tự nhiên ít nhiều cũng biết chút ít tình huống. Mặt khác, lúc này hắn hỏi cũng là muốn thăm dò thái độ của Lũng Thụy Vân. Dù sao từ lần trước sau khi vội vàng gặp mặt một lần, cho đến trước khi thí luyện bắt đầu, bọn họ cũng chưa từng gặp lại nhau. Nếu nàng dễ nói chuyện phối hợp, tất nhiên có thể tiết kiệm được chuyện của bọn họ, mà nếu vẫn cáu kỉnh, bọn họ phải dùng sức mạnh. Sông sa mạc Hãn Hải cũng không phải là vùng đất hiền lành gì, trên mặt đất chẳng những tràn ngập vô số cổ thú hung tàn, mà còn bị một mạch khoáng huyền từ khổng lồ bao trùm. Cho dù là tu vi của chúng ta, phi độn cũng sẽ cực kỳ phí công, đa số tình huống chỉ có thể cách mặt đất trăm trượng, độn tốc cũng không thể so sánh với hoàn cảnh bình thường. Cho nên muốn ở trong sa mạc Hãn Hải mượn nhờ tám khóa linh trận ẩn thân, nhất định phải tìm được một chỗ khoáng mạch thưa thớt trước. Cảm xúc của Lũng Thụy Vân có chút xa xút, nhưng ngữ khí lại bình thản nói. Nghe Lũng đạo hữu nói là định thuận theo sắp đặt của gia gia ngươi. Ánh mắt Hứa Tuyết Xuyên lóe lên, có chút bất ngờ nói, dù sao nhìn biểu hiện ngày đó của nàng, không giống như sẽ dễ dàng từ bỏ. Không thuận ứng thì thế nào? Chẳng lẽ ta còn có thể địch lại ba vị hay sao? Lũng Thụy Vân nghe vậy, trên mặt lập tức có chút tức giận, lập tức trừng mắt nhìn Hứa Tuyết Xuyên, nhưng rất nhanh chán nản thở dài nói. Ba ngày trước, ta đã vụng trộm giao thủ với Quảng ca ca, kết quả chỉ một hiệp đã bị hắn nhẹ nhàng chế trụ. Được đại bại này, rốt cuộc ta cũng thanh tỉnh lại, thắng được long huyết thí luyện, trở thành thiếu chủ của Lũng gia căn bản không phải là chuyện ta có thể nghĩ. Hơn nữa Gia Gia sẽ không gạt ta, ông ấy nói lần này ta nguy hiểm đến tính mạng, nhất định là âm thầm nhận được tin tức. Nếu đã như vậy, so với việc mất mạng vì một mục tiêu hoa trong gương như trăng trong nước, còn không bằng sống tạm bợ, lưu lại thân thể hữu dụng. Nói xong lời cuối cùng, Lũng Thụy Vân không khỏi lộ ra mỉm cười, dường như dọn đi mất một khối đá lớn nằm trong lòng. Lập tức, nàng lật tay ngọc một cái, liền lấy ra một bầu linh tửu cùng bốn chén rượu. Sau khi rót đầy toàn bộ, Lũng Thụy Vân nâng chén kính một vòng, nói, lần trước gặp mặt, Thụy Vân đã đắc tội, mong rằng ba vị không tính tới hiềm khích lúc trước, lần thí luyện này bảo vệ ta chu toàn. Dứt lời, nàng ngửa đầu uống cạn linh tửu trong chén, khuôn mặt nhỏ nhắn cay đắng, hiển nhiên trước đây chưa bao giờ uống hung dữ như vậy. Ha ha, Lũng đạo hữu có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi, ngươi sắp bị cướp đi long huyết, ngày đó có phản ứng như vậy cũng là bình thường, chúng ta đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, mời. Sau khi thỏa mãn gật gật đầu, Hứa Tuyết Xuyên hút tới một chén rượu, nâng chén đáp lại. Đúng vậy, Lê Mỗ cũng không phải là người bụng dạ hẹp hòi. Lê Quân lập tức cũng cười ha ha, giơ ly rượu lên muốn uống. Chỉ có Lạc Hồng vẫn hồ nghi, những đả kích mà Lũng Thụy Vân tự thuật, ba ngày trước nàng không thể nào không biết.
làm sao đột nhiên có thể khiến nàng thay đổi chủ ý. Đang tự hỏi, hắn vô thức hút lấy chén rượu. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị nâng chén uống rượu, giọng nói của A Tử đột nhiên vang lên trong nguyên thần của hắn. Chủ nhân, rượu này rất ngọt nha. Ngọt. Lạc Hồng đầu tiên là sửng sốt trong chớp mắt, lập tức nhướng mày phản ứng lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lũng Thụy Vân nói. Lũng đạo hữu, trước đây ba người chúng ta có đắc tội gì với ngươi, đến mức phải hạ độc hại ngươi. Nói xong, Lạc Hồng liền đập mạnh chén ngọc lên bàn. Nghe lời ấy, Hứa Tuyết Xuyên lập tức dừng động tác uống rượu, mặt lạnh như băng nhìn về phía Lũng Thụy Vân có chút kinh hoàng, không nói một lời chờ đối phương giải thích cho nàng. Mà Lê Quân là một người tính tình hào sảng, mặc dù lúc hắn thu lấy chén rượu chậm hơn so với Hứa Tuyết Xuyên, nhưng động tác uống rượu cực nhanh. Chờ Lạc Hồng phát hiện không đúng, mở miệng, nhắc nhở thì hắn đã là nửa chén uống vào bụng. Lập tức, sắc mặt Lê Quân biến đổi, lập tức phun ra một ngụm rượu, tiếp theo lập tức vận chuyển công pháp, muốn thừa dịp rượu độc chưa vào huyết mạch bước ra. Ngươi, là đạo hữu, ngươi đừng nói bậy. Vừa rồi ta là người đầu tiên uống rượu, sao có thể hạ độc? Lũng Thụy Vân né tránh, phủ nhận nói. Đáng tiếc, nàng thật sự là thiếu kinh nghiệm, không khống chế nổi thần sắc trên mặt, không cần nàng phải thừa nhận. Lạc Hồng cùng Hứa Tuyết Xuyên chỉ nhìn dáng vẻ bối rối của nàng, liền biết nàng nhất định là hạ độc. Lũng đạo hữu đã nói mình không hạ độc, vậy thì mời uống chén của ta, tự chứng minh trong sạch. Ánh mắt Hứa Tuyết Xuyên lạnh lẽo, phất tay bắn chén rượu trong tay về phía Lũng Thụy Vân. Lũng Thụy Vân trong tay không có Bích Lạc Đan, làm sao chịu uống hỗn hợp rượu độc của Hoàng Tuyền Hoàn. Nàng ta né người, để chén rượu kia đập vào vách xe phía sau. Lũng đạo hữu, ngươi không cần ngụy biện. Ngươi hạ độc dược vào vách ngăn của chén rượu, tự nhiên không sợ cùng chúng ta uống một bình rượu. Lạc Mỗ khuyên ngươi vẫn là phân rõ ràng thì tốt hơn. Lạc Hồng ánh mắt hung ác nói, Lũng đạo hữu, ngươi rốt cuộc là hạ độc gì vậy, mau giải dược cho Lê Mỗ. Sau khi phát hiện không ép được rượu độc trong cơ thể, Lê Quân lập tức dừng vận công, hổn hển chất vấn Lũng Thụy Vân, là Hoàng Tuyền Hoàn, ta không có thuốc giải. Vừa bị Lạc Hồng gọi là thủ đoạn hạ độc, Lũng Thụy Vân liền biết mình không thừa nhận cũng vô dụng, lập tức thần sắc ảm đạm, có chút tâm tử địa đạo. Cái gì? Đúng là loại kịch độc như Hoàng Tuyền Hoàn, ngươi rốt cuộc có tâm tư gì mà muốn hạ độc giết chúng ta? Lê Quân nghe vậy thì trời đất quay cuồng, cảm xúc có chút không khống chế được hét lớn. Hắn không nghĩ ra, rõ ràng bọn họ đến giúp nàng, nàng lại muốn hạ độc thủ này. Ta cũng không muốn độc chết các ngươi, chỉ là muốn các ngươi không nghe theo sự sắp xếp của gia gia ta, giúp ta thắng thí luyện mà thôi. Nếu như mọi chuyện đều thuận lợi, đợi sau khi chuyện này thành công, ta sẽ cho các ngươi giải dược. Lũng Thụy Vân lắc đầu giải thích. Ngươi điên thật rồi, giải dược ở đâu? Có phải ở lại Liệt Vân Các không? Lê Quân tức giận đến mức suýt chút nữa nói không ra lời, nhưng mà hiện tại hắn không có rảnh rỗi quản Lũng Thụy Vân, chỉ muốn biết giải dược ở đâu. Hoàng Tuyền Hoàn lợi hại hắn rõ ràng, nếu không có giải dược, một tháng sau hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà một tháng vừa vặn là thời gian Long Huyết thí luyện kéo dài, cho nên chỉ cần giải dược tại Liệt Vân Các, hắn vẫn còn có thể cứu được. Độc của Hoàng Tuyền Hoàn chỉ có Bích Lạc Đan mới có thể giải, ta lấy được từ chỗ Quảng Ca Ca, hắn nói có thể cho các ngươi nghe lời. Nếu là giải dược, hắn còn chưa kịp luyện chế. Cốc Đàm Thụy Vân biết rõ chỉ một mình Lê Quân trúng độc thì không có tác dụng, nàng vẫn không khống chế nổi đội ngũ thí luyện của mình, cho nên lập tức dứt khoát nói ra. Hứa Tuyết Xuyên nghe vậy ra mặt lập tức co lại, dùng ánh mắt yêu mến kẻ ngốc nhìn về phía Lũng Thụy Vân nói, loại chuyện ma quỷ này ngươi cũng tin. Lũng Quảng kia nhất định là lừa ngươi, mục đích đơn giản là muốn mượn tay ngươi, khống chế ba người chúng ta. Ngươi có khác gì giao tính mạng của mình cho người khác đâu. Ta chỉ muốn liều một lần, ta nhất định phải thắng thí luyện. Lũng Thụy Vân cứng cổ, quật cường nói. Ta thật sự phục rồi, không phải ngươi rất rõ thực lực của mình sao? Cứ cứng rắn dùng trứng chọi đá. Hứa Tuyết Xuyên giờ phút này cảm thấy đau đầu, Lê Quân là chiến lực trọng yếu trong ba người, bây giờ trúng độc, khẳng định phải vì mình mà tranh mạng. Đợi đến sa mạc Hãn Hải, 8/9 phần 10 y muốn đi tìm Lũng Quảng, đến lúc đó đại kế ẩn thân của bọn họ sẽ bị bại lộ. Ta cũng không phải là không có một tia phần thắng, các ngươi cũng biết quy tắc thí luyện ở trong sa mạc sẽ có 14 chỗ phong ấn, trong đó có bảo phù hoặc pháp bảo dùng một lần cho tộc nhân Lũng gia chúng ta. Sau đó 10 ngày, sẽ xuất hiện 7 nơi phong ấn mới, cất giữ bảo vật lợi hại hơn. Đợi 20 ngày sau, cuối cùng,
cũng là một nơi phong ấn có giá trị nhất sẽ hiện ra. Chỉ cần chúng ta có thể thu thập nhiều bảo vật trong những nơi phong ấn này hơn, đồng thời tránh tranh đấu, đợi đến thời khắc cuối cùng lại làm khó dễ, sẽ có cơ hội thủ thắng. Lũng Thụy Vân không phải làm bừa, mà là một mình suy nghĩ rất nhiều, trong lòng có một kế hoạch riêng. Nhưng mà, kế hoạch này bọn Lạc Hồng nghe thấy thì quá lý tưởng hóa rồi, trên lý thuyết là có thể thực hiện. Nói trắng ra, chính là đem nguyên bản thập tử vô sinh, biến thành cửu tử nhất sinh, người bình thường cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng hiển nhiên trong lòng Lũng Thụy Vân có một chấp niệm, thế cho nên mới khiến nàng làm ra hành động điên cuồng như vậy. Hứa Tuyết Xuyên hoàn toàn bó tay rồi, nàng lập tức không muốn để ý tới Lũng Thụy Vân nữa, âm thầm dự định vừa đến nơi thí luyện đã bắt đối phương lại. Bất quá, trước đó, nàng còn phải ổn định Lê Quân, nhưng không đợi nàng mở miệng, bên tai liền truyền đến thanh âm của Lạc Hồng. Có ý tứ, lúc trước hỏi ra ra ngươi hắn không nói, vì sao Lũng đạo hữu ngươi lại muốn thắng thí luyện? Ha ha, ngươi nói cùng Lạc Mỗ nghe một chút, không chừng Lạc Mỗ bởi vậy liền đồng ý giúp ngươi. Là đạo hữu, ngươi làm loạn cái gì, chẳng lẽ thật sự muốn cùng nàng đánh cược một phần ngàn xác suất thành công sao? Hứa Tuyết Xuyên tức giận đến đỏ bừng hai má, đôi mắt đẹp khó có thể tin chừng mắt nhìn Lạc Hồng nói. Mặc dù ta biết ngươi không đáng tin cậy, nhưng không ngờ ngươi lại không đáng tin như vậy. Là đạo hữu ngươi nói thật không? Lũng Thụy Vân cũng cảm thấy kinh ngạc, chớp mắt nói. Ngươi ngay cả chết cũng không sợ muốn thắng thí luyện, vì sao hiện tại không dám thử chứ? Lạc Hồng bình tĩnh nói, giống như lời hắn nói cũng không khiến người ta ngạc nhiên. Cũng đúng, dù sao việc đã đến nước này, nếu như Lạc đạo hữu muốn nghe, ta liền nói một chút. Kỳ thật cũng không có ẩn tình kinh thiên động địa gì, chỉ là cha mẹ ta đều là bị người làm hại, mà hung thủ đến nay còn tiêu dao ở bên ngoài. Ta lập chí muốn báo thù cho cha mẹ, tất nhiên là không thể bỏ qua huyết mạch chân long của bản thân, nếu không làm sao có thể tu luyện tới cảnh giới đủ để báo thù. Tuy rằng giọng điệu của Lũng Thụy Vân bình tĩnh, trên mặt còn mang theo ý cười, nhưng hai nắm đấm nhỏ siết chặt của nàng trực tiếp bại lộ sóng to gió lớn trong nội tâm nàng. Thì ra là thế, hung thủ ngay cả Lũng Liệt tiền bối cũng không thể đối phó, chắc là lão quái hợp thể nào đó. Nếu ngươi bị rút ra một phần chân long huyết mạch, sau đó nhất định tinh nguyên đại thương, cho dù có các loại thiên tài địa bảo bổ dưỡng, tu luyện tới luyện hư đã là đỉnh thiên. Nếu không có tiên duyên đỉnh cấp, đời này nhất định là vô vọng hợp thể. Lạc Hồng chậm rãi gật đầu, có chút hiểu biết nói. Cho dù là đụng tiên duyên đỉnh cấp kia, cũng so với hiện tại. Thấy vẻ mặt của Lũng Thụy Vân lộ vẻ đau thương, giọng điệu của Hứa Tuyết Xuyên cũng không khỏi mềm nhũn. Nhưng điều này không có khả năng khiến nàng thay đổi chủ ý. Đang muốn khuyên nữa, lại bị Lạc Hồng đột nhiên mở miệng cắt ngang. Không sai, hiếu tâm đáng khen, Lạc Mỗ giúp người. Cái gì? Lạc đạo hữu, ngươi nói lại lần nữa. Hứa Tuyết Xuyên tê rồi. À cái này. Lạc đạo hữu, Lê Mỗ biết ngươi trọng tình trọng nghĩa, nhưng ngươi cũng không cần vì độc của Lê Mỗ, chỉ cần mạo hiểm chiêu này là được. Hoàng Tuyền Hoàn không phải là độc mạnh gì, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Cho dù là Lê Quân chúng độc chí mạng, lúc này cũng không nhịn được khuyên nhủ. Thật sao? Thật tốt quá. Lũng Thụy Vân nghe vậy thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lúc này nàng ta mặt mày mang ý cười nhìn về phía Hứa Tuyết Xuyên. Vui vẻ nói, Hứa tiên tử, hiện tại bên ta đã có hai người, hình như ngươi không có lựa chọn khác. Lê đạo hữu ngươi cũng yên tâm, Quảng ca ca cùng ta thanh mai trúc mã, đến lúc đó hắn nhất định sẽ cho ngươi bích lạc đan đấy. Ngay khi Lũng Thụy Vân thu nạp lòng người, chuẩn bị làm lớn một trận, Lạc Hồng có chút nhìn không được ngắt lời nàng nói. Ngươi chờ một chút, mặc dù Lạc Mỗ nói muốn giúp ngươi, nhưng chưa từng nói qua, phải theo kế hoạch của ngươi. À, vậy không biết Lạc đạo hữu có cao kiến gì? Lũng Thụy Vân biết rõ thái độ hiện tại của Lạc Hồng rất quan trọng, lúc này cẩn thận hỏi thăm. Muốn thắng thí luyện thì phải đánh bại hơn phân nửa đội ngũ thí luyện, lấy được long huyết lệnh trên người tộc nhân của Lũng gia, hơn nữa tất đụng phải mệnh định long tử, độ khó trong đó quá lớn. Mà Lũng đạo hữu ngươi bất quá là muốn bảo toàn tiên lộ của mình, ngày sau tốt có cơ hội tu luyện tới hợp thể báo thù cha mẹ, cho nên chúng ta chưa hẳn muốn thắng thử thách. Chỉ cần đoạt được đầy đủ máu của chân long, để cho ngươi có thể ở sau khi thí luyện bị thua, không làm bị thương huyết, mạch chân long của mình là được. Căn cứ quy tắc, phàm là người của Lũng gia bị thua thí luyện, cấm chế trong cơ thể lập tức phát tác, rút đi ước chừng 5 thành chân linh chi huyết. Cho nên, đối với Lũng Thụy Vân mà nói, chỉ cần đoạt được chân long chi huyết từ 12 châu trở lên từ người khác,
trước tiên không cần luyện hóa trong cơ thể là có thể lừa gạt được cấm chế. Mà có thể tham dự long huyết thí luyện đều là những người nổi bật trong thế hệ trẻ của Lũng Gia, chân long huyết trong cơ thể mỗi tộc nhân thí luyện đều từ 10 châu trở lên. Thế cho nên thanh niên tuấn tú kia, tuy tu vi cũng đến hóa thần kỳ, hơn nữa gót chân bất phàm, nhưng cũng không tham dự thí luyện. Tính như vậy, bọn họ chỉ cần đánh bại nhiều nhất 3 đội ngũ thí luyện, dù là thủ đoạn rút ra chân long chi huyết kém một chút, cũng có thể đạt thành mục tiêu của 12 châu. Lũng Thụy Vân cũng là người thông minh, thoáng tính toán liền ý thức được biện pháp của Lạc Hồng dễ dàng hơn nàng rất nhiều. Trước đây nàng không có dựa vào chính mình để suy nghĩ, toàn bộ đều bị cấm lệnh không được giết chóc của tộc nhân Lũng Gia hạn chế. Dù cho cấm lệnh này trên thực tế đã âm thầm giải trừ, nhưng ý niệm trong đầu của nàng lại không thể lập tức chuyển qua giới hạn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 963, Sa mạc Hãn Hải. Dù sao cũng là đồng tộc, bảo ta làm sao nhẫn tâm lấy tính mạng bọn họ. Lũng Thụy Vân cuối cùng vẫn thiếu kinh nghiệm, tộc nhân thí luyện lại cùng nàng một thế hệ, ngày thường ca ca tỉ tỉ kêu, không ít người đều tương giao rất dày, khiến nàng lúc này không cách nào nảy sinh sát tâm. Lần này long huyết thí luyện sát giới đã mở, cho dù ngươi không đi giết người khác cũng sẽ tới giết ngươi. Lạc Mỗ cũng không phải hạng người lạm sát kẻ vô tội, đến lúc đó chỉ diệt đội ngũ thí luyện giết tới tận cửa, ngươi không cần gánh nặng gì. Lạc Hồng vẻ mặt nhẹ nhàng nói, cũng chỉ có thể như thế. Dù sao cũng là người mang huyết hải thâm cừu, Lũng Thụy Vân mặc dù còn có chút không đành lòng, nhưng vẫn cưỡng ép chính mình đáp ứng. Lập tức hướng Lạc Hồng chắp tay nói, ân này Lạc đạo hữu tương trợ, Lũng Thụy Vân ta nhất định ghi nhớ trong lòng, ngày sau nếu có điều động, tất không nói hai lời. Hắc hắc, dễ nói. Lạc Hồng sờ sờ mũi nói, trong lòng thầm hô một tiếng xong. Có tấm thẻ bài đỡ tiễn của Lũng Thụy Vân này, ngay cả hắn rút long huyết ở trước mặt Lũng Gia lão tổ, cũng có thể chiếm được lý. Bởi vì cho dù là bản thân Lũng Gia cũng không thể lấy 10 phần 10 máu chân long trong cơ thể người trong gia tộc ra. Lạc Hồng có bí bảo của Tà Long tộc, có thể trắng trợn kiếm lấy giá chênh lệch. Lạc Hồng và Lũng Thụy Vân ở bên này nói chuyện sôi nổi, còn sắc mặt Lê Quân và Hứa Tuyết Xuyên bên kia lại càng ngày càng khó coi. Không được. À, tuyệt đối không đồng ý kế này. Giết 3 chi đội ngũ thí luyện trở lên nói dễ vậy sao? Ngươi cho rằng người khác đều là kẻ ngu si, từng người đưa lên tận cửa sao? Lấy tình huống của chúng ta, chỉ sợ vừa tới Hãn Hải sa mạc sẽ lọt vào vây công. Xin hỏi Lạc đạo hữu ngươi có thể địch lại mấy người? Hứa Tuyết Xuyên kiên quyết phản đối, nàng chỉ cảm thấy Lạc Hồng và Lũng Thụy Vân quả thực lạc quan đến không bình thường. Lạc Hồng nghe vậy lại không trả lời Hứa Tuyết Xuyên, hắn biết bằng thực lực lúc trước mình thể hiện, hiện tại hắn nói cái gì đối phương cũng sẽ không tin, dứt khoát không nói. Dù sao sau khi gặp địch, nàng đã hiểu rõ tất cả. Lập tức, Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lê Quân chần chừ không quyết, nói thẳng, Lê đạo hữu, lời của Lũng đạo hữu lúc trước ngươi cũng nghe thấy rồi. Chi sau lưng Lũng Quảng mặc dù có chút thế lực, nhưng muốn cung cấp đủ lượng hoàng tuyền hoàn cùng bích lạc đan cũng là không đủ lực. Theo Lạc Mỗ đoán chừng, trong tay Lũng Quảng này khẳng định có bích lạc đan, nhưng tuyệt đối không đủ số. Cho nên, lựa chọn tốt nhất của ngươi bây giờ chính là chủ động xuất kích, bắt lấy Lũng Quảng, cướp lấy giải dược. Nếu không, cho dù ngươi đổi sang đầu tư Lũng Quảng kia, cũng không nhất định có thể thu hoạch giải dược. Lê Quân cũng là người trong cuộc mê, bị Lạc Hồng tỉnh táo một chút, lúc này liền ý thức được vấn đề giải dược không đủ. Dù sao, luyện chế độc đan cũng là vì độc sát địch nhân, ít có một viên đối ứng luyện chế một viên giải dược, nếu không chính là lãng phí linh dược. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Lê Quân hung hăng cắn răng một cái, liền nhìn về phía Hứa Tuyết Xuyên nói, Hứa tiên tử, hôm nay Lê Mỗ đã không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết. Bát môn tỏa linh trận nằm trên người Hứa tiên tử, nếu Hứa tiên tử không muốn tranh vào vũng nước đục này, đến lúc đó tìm một nơi tránh kiếp đi, Lê Mỗ tuyệt không oán hận. Lê đạo hữu, ngươi, này, chuyện tới nước này, ta làm sao có thể không đếm xỉa đến. Thôi được, liền theo 3 vị liều mạng một phen, chỉ cầu đừng chết quá khó coi. Thấy Lê Quân tỏ thái độ, Hứa Tuyết Xuyên biết đại cục đã định, không thể sửa đổi, lập tức chán nản thở dài nói. Về phần một mình tránh kiếp gì đó, căn bản không nằm trong suy nghĩ của nàng. Dù sao, trên người nàng thế nhưng là có 20 cái huyết ấn,
Nếu là Lê Quân bọn hắn thất bại, hơn phân nửa sẽ bị siêu hồn tra hỏi tung tích của nàng. Bát môn tỏa linh trận tuy lợi hại, nhưng nếu địch nhân hiểu rõ huyền diệu trong đó, tự nhiên không khó nhìn ra đầu mối. Trong ba người, Lê Quân và Lũng Thụy Vân đều biết trận này, nàng ta thật sự không cược nổi. Quá tốt rồi, Hứa tiên tử, ta tin tưởng chỉ cần bốn người chúng ta đồng lòng, nhất định có thể bài trừ vạn nan. Lũng Thụy Vân trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy phong hồi lộ chuyển, liễu ám hoa minh, vô cùng phấn chấn nói. Chỉ bằng ngươi ngây thơ ấu trĩ phát biểu, ta cũng không, có cách nào có lòng tin a? Hứa Tuyết Xuyên miễn cưỡng cười cười đáp lại. Bất quá, nàng bi quan thì bi quan, nhưng cũng không có đến mức buông tha. Trong hơn một canh giờ kế tiếp, nàng dẫn đầu vây quanh địa đồ sa mạc Hãn Hải vừa mới phát xuống, chế định ra một kế hoạch khác. Trên cơ bản, vô luận bọn họ bị truyền tống đến chỗ nào, đều có thể lập tức hành động, không cần lâm thời nghĩ đối sách. Nhưng mà, ba người bọn họ không phát hiện ra được, Lạc Hồng lúc này lại trầm mặc. Rốt cục, trong từng trận thương nghị, bốn vách tường địa mạch xa đều sáng lên linh quang, một cỗ không gian ba động bao vây bốn người lại. Không cần phải nói, đây nhất định là phạm vi truyền tống trận đi vào, muốn ném bọn họ vào thí luyện chi địa. Trước mắt hoa lên, Lạc Hồng liền cảm ứng được một cỗ cảm giác thất trọng mãnh liệt, phảng phất có 7-8 đại hán treo ở trên người hắn, muốn ném hắn xuống đất. Đây là huyền tử chi lực. Lạc Hồng suy nghĩ một chút, liền thi triển độn thuật ổn định thân hình, lập tức nhìn lại bên cạnh, chỉ thấy ba người Hứa Tuyết Xuyên đều ở cách gã mấy trượng hoặc hơn 10 trượng. Hứa Tuyết Xuyên ổn định thân hình, cũng lập tức dò xét tình huống khắp nơi, đã thấy Lạc Hồng ở trên đỉnh đầu mình, không khỏi sửng sốt trong chớp mắt. Theo lý thuyết, bốn người bọn họ cùng truyền tống đến, hẳn là ở cùng một độ cao. Chỉ là bởi vì ảnh hưởng của huyền tử chi lực, nàng không kịp phản ứng, bị kéo xuống mấy trượng. Lê Quân và Long Thụy Vân ở dưới người nàng, cũng là bởi vì ổn định thân hình muộn hơn so với nàng. Tên này cao hơn ta mấy trượng, chẳng phải là không bị rung chuyển một tấc. Hứa Tuyết Xuyên suy nghĩ, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại âm thầm nghĩ. Lạc Hồng không hề để tâm đến tâm tư của Hứa Tuyết Xuyên, sau khi xác nhận xung quanh an toàn, liền đặt sự chú ý lên trên huyền tử chi lực. Huyền tử chi lực vô hình, cũng không cách nào ảnh hưởng thần thức, cho nên không cách nào dùng thần thức cảm ứng. Nhưng lúc này trên cồn cát có vô số hòn đá lớn nhỏ trôi nổi, trong đó nhỏ còn không bằng nắm đấm trẻ con. Lớn thì như một hòn đảo di động, làm Lạc Hồng có ảo giác đặt mình trong vành đai tiểu hành tinh. Những hòn đá này bay lơ lửng, phác họa ra quỹ tích của lực huyền tử, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Từ lòng đất vọt lên không trung rồi sau đó rơi xuống đất từ nơi rất xa ư. Trách không được nơi đây không cách nào bay cao, bởi vì càng là chỗ càng cao, tụ tập huyền tử chi lực lại càng nhiều, hơn nữa. Lạc Hồng thấp giọng tự nói, nâng tay phải của mình lên, mặt lộ vẻ hứng thú nói, huyền tử chi lực này đúng là nhằm vào từ lực của thân thể, trước đây ngược lại là chưa từng thấy qua. Đại ngũ hành từ quang giống như Lạc Hồng tu luyện, chính là một loại lực lượng nhằm vào ngũ hành linh tử, một là linh lực tinh thuần, hai là phương thức sắp xếp linh tử. Phương thức sắp xếp của linh tử ngũ hành từ quang là vô cùng chỉnh tề, thậm chí phương hướng vận động đều hoàn toàn nhất trí, cho nên bên ngoài mới hiện ra hào quang như tơ lụa. Về phần vì sao loại linh tử này có thể hấp thu linh tử tới, Lạc Hồng còn chưa tìm tòi rõ ràng. Trước mắt, lực lượng huyền tử này không ảnh hưởng tới linh tử, chỉ nhằm vào nhục thân, không khỏi làm cho hắn tăng lên nhiều hứng thú. Là đạo hữu đừng lo lắng, chúng ta vừa vặn bị truyền tống đến giữa hai phong ấn chi địa, mau tới thương nghị một chút đi đâu. Hứa Tuyết Xuyên cầm tấm bản đồ gia thú trong tay kêu gọi. Lạc Hồng nghe vậy không có lưu luyến ảo diệu của lực lượng huyền tử, dù sao một chỗ khoáng mạch lớn như vậy ở đây. Chờ trở về Vọng Long Thành khẳng định tùy tiện tốn chút linh thạch là có thể mua được rất nhiều huyền tử khoáng. Bất quá, nữ nhân này làm sao lại nhớ tới ý kiến của ta, không phải nên giống như trước đó sau khi thương nghị với Lê Quân liền lập tức quyết định sao? Mang theo nghi hoặc, Lạc Hồng lắc mình đi tới ba người phụ cận, quét mắt vừa nhìn liền thấy trên bản đồ đánh dấu chỗ phong ấn, vừa vặn ở trong hai vòng tròn đỏ. Mà vòng hồng này chính là chỉ, không phải một đàn thú do nhiều hóa thần tồn tại thống lĩnh, chính là một lãnh địa của cổ thú cấp bậc luyện hư. Nếu nói dễ đối phó, tự nhiên là một con cổ thú luyện hư đơn độc dễ đối phó, dù sao cổ thú tu vi cao mặc dù cũng có trí tuệ, nhưng đa số vẫn là thích khuất phục theo bản năng. Phong ấn chi địa kia cũng không phải là linh dược mà nó bảo vệ, đến lúc đó tùy tiện thi triển chút thủ đoạn là có thể dẫn đi.
Ngược lại là đàn thú bọn hắn mặc dù có thể bại, nhưng rất phí tay chân, hao tổn pháp lực. Nhưng trên bản đồ này chỉ có một vòng tròn đỏ, là đàn thú hay là cổ thú luyện hư, hoàn toàn dựa vào vận may. Lạc Mỗ cảm thấy người phía Tây này nhìn có duyên mắt. Lạc Hồng thuận theo cảm giác của mình nói, được, vậy đi phía Tây đi. Vốn chính là thử vận khí, cho nên Hứa Tuyết Xuyên nghe vậy liền quyết định. Đợi một chút, chính là bởi vì phía Tây có duyên gặp mặt, cho nên chúng ta hẳn là đi phía Đông. Lạc Hồng cực kỳ nghiêm túc nói. Hứa Tuyết Xuyên lập tức sửng sốt, vừa rồi nàng còn đang suy đoán Lạc Hồng có phải ẩn giấu thực lực hay không, kết quả đối phương lại không bình thường, thực sự khiến nàng khó chịu. Nàng làm sao biết được, Lạc Hồng đây là có đủ vận khí với mình, mới làm ra quyết định. Cho nên, hắn nói xong liền đi về phía Đông, ba người còn lại không có cách nào, liền cũng theo sát phía sau. Cứ như vậy, bốn người liên tiếp phi độn gần nửa ngày, trong lúc thi thoảng bị các loại cổ thú tập kích. Trong đó nhiều nhất chính là một loại cổ thú có thể độn đi trong cát, giống như cá sấu. Con thú này không thiện phi độn, nhưng lại có thể phóng ra hoàng nhận sắc bén của Thiết Thiết Ngọc. Nhưng đáng ghét nhất vẫn là một loại cổ thú mặc giáp cư ngụ trên hòn đá trôi nổi. Loại cổ thú này bất động như một khối nham thạch, không hề có một tiếng động. Cho dù là thần thức của tu sĩ hóa thần kỳ, trong 5 lần cũng có 4 lần không phát hiện được sự tồn tại của chúng. Mà chỉ cần bọn Lạc Hồng phi độn qua, con cổ thú mặc giáp này lập tức sẽ cuộn thành một đoàn, từ phía trên mượn huyền từ lực hung hăng nện xuống. Uy lực của con cá sấu lớn hơn nhiều so với con cá sấu phun ra lưỡi dao màu vàng kia. May mà dọc theo con đường này bọn họ không gặp phải tồn tại cao giai trong hai loại cổ thú này, cho nên coi như là hữu kinh vô hiểm. Mà khi bọn họ đi tới trong phạm vi vạn dặm của phong ấn, Lạc Hồng lại cảm ứng được mấy đạo khí tức. Có người đang đuổi theo chúng ta, không cần dò xét, thần thức của ta lợi hại hơn các ngươi một chút. Lạc Hồng lập tức hạ độn quang xuống. Lạc đạo hữu thì ra tu luyện bí thuật nguyên thần, không biết phía trước là người phương nào. Có phải hay không cùng chúng ta từ Thiên Uyên Thành tới đây? Hứa Tuyết Xuyên không để ý nhiều đến tu vi thần thức của Lạc Hồng, lập tức hỏi tình huống của người phía trước, dù sao đối phương rất có thể là đối thủ đầu tiên của bọn họ trong trận thí luyện này. Lần Long Huyết thí luyện này tổng cộng có 147 gã ngoại viện hóa thần. Ngồi trên thuyền từ Thiên Uyên Thành tới chắc chắn chỉ có 70-80 người, còn lại đều là tu sĩ hóa thần có chút danh vọng khắp các nơi trong nhân tộc. So với cái trước, cái sau bọn họ cũng không quen thuộc, cho nên tốt nhất là không nên gặp. Chẳng những là từ Thiên Uyên Thành tới, còn là người quen cũ của chúng ta, là nam tu nói chuyện không âm không dương. Lạc Hồng liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, lập tức đáp, là hắn, Cảnh Khôi. Hứa Tuyết Xuyên lập tức nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng trên mặt liền lộ ra vẻ kiêng kỵ. Khó giải quyết, xin hỏi Lạc đạo hữu, tên Cảnh Khôi này có phải đang lấy bảo vật hay không? Sắc mặt Lê Quân trầm xuống, nhíu mày hỏi. Cũng không nhanh như vậy, bọn họ đang nghĩ biện pháp dẫn dụ luyện hư cổ thú rời đi. Lê đạo hữu, nhìn dáng vẻ của ngươi và Hứa tiên tử, chắc là hiểu biết rất nhiều đối với Cảnh Khôi kia, không ngại nói nghe một chút, đến cùng là cái cách khó giải quyết như thế nào? Lạc Hồng bình tĩnh hỏi. Lạc đạo hữu có chỗ không biết, Cảnh Khôi này cũng là nhân vật lợi hại trong Thanh Minh Vệ. Tu vi của hắn mặc dù chỉ tương đương với Hứa tiên tử, nhưng công pháp tu luyện có chút lợi hại, chính là tên Âm Dương Luyện Hình Cương. Thần thông này rất khó đề phòng, nếu như kề sát, âm dương tất loạn, đến lúc đó một thân bản lĩnh cũng chỉ có thể phát huy 6-7 thành. Bất quá, hắn không có luyện môn thần thông này đến nhà, bằng không cũng sẽ không lọt vào cắn trả. Chính mình thủy chung ở vào trạng thái âm dương thất điều. Chúng ta chỉ cần bắt bọn họ dẫn dắt luyện hư cổ thú rời đi, bớt đi một cơ hội chiến lực, để cho Lê Mỗ cùng Hứa tiên tử lấy hai địch một, liền có thể bắt được nó. Lê Quân nắm chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra vẻ hung, ác. Thì ra là thế, người này tu luyện thần thông âm dương, khó trách được hai vị coi trọng như vậy. Khá lắm, thần thông quỷ này không bằng gọi người là yêu thần hống, chỉ cần lau là sẽ biến thành nhân yêu. Lạc Hồng âm thầm oán thầm một câu, lúc này lại nghiêm mặt nói, bất quá gặp phải Lạc Mỗ tính là hắn không may, Lạc Mỗ vừa lúc có một môn thần thông tên là Hồi Âm Bát Dương Công khắc chế hắn. Cũng không cần chờ thời cơ gì, theo Lạc Mỗ thấy, không bằng trực tiếp đánh lén. Về phần Cảnh Khôi, chỉ cần một mình Lạc Mỗ đối phó là được. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không loạn thất bát tao Hồi Âm Bát Dương Công, hắn chỉ tùy tiện mượn cớ, muốn đối phó với người lợi hại nhất mà thôi. Trước khi thu hoạch đủ lượng chân long huyết,
hắn sẽ không dễ dàng bại lộ thực lực, miễn cho để cao tầng Lũng Gia đang xem cuộc chiến có chỗ ứng đối. Cái gì? Là đạo hữu vừa lúc có thần thông khắc chế cảnh khôi kia, vậy thì quá tốt rồi. Lê Quân nghe vậy lập tức mừng rỡ, chiến lực của đội cảnh khôi cơ bản chính hắn chiếm một nửa, chỉ cần Lạc Hồng có thể địch lại hắn, vậy phần thắng của bọn họ có thể tăng lên gấp mấy lần. Đúng vậy, nên lập tức đánh lén, để bọn họ dẫn dụ cổ thú luyện hư tới, ngược lại sẽ đảo loạn thế cục. Lũng Thụy Vân gật đầu, cực kỳ tán đồng nói. Đã như vậy, là đạo hữu tự mình cẩn thận một chút, ta cùng Lê đạo hữu sẽ mau chóng giải quyết đối thủ đến giúp ngươi. Hứa Tuyết Xuyên thấy Lạc Hồng tự tin như thế, cũng không nghi ngờ gì hắn, dù sao không ai sẽ lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn. Dứt lời, nàng liền tế ra một bộ băng sa sáng lấp lánh, quấn bốn người một cái, lập tức làm bọn họ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, ngoài vạn dặm, ba người cảnh khôi đang vây quanh một thanh niên mặt lạnh nói chuyện. Các ngươi quyết định không có, ai dẫn dụ con luyện hư cổ thú kia rời đi, chúng ta cũng không có thời gian kéo dài. Thanh niên mặt lạnh không chút khách khí thúc giục nói. Ba người cảnh khôi nghe vậy thì đều lộ vẻ hận, nhưng đều không có hành động phản kháng, cho dù là sặc cũng không có một câu. Chương 964, Thần Cương cùng Thuấn Sát. Tu vi của thanh niên mặt lạnh mặc dù cũng là hóa thần trung kỳ, nhưng chỉ dựa vào bản lĩnh thần thông, tất nhiên là không thể áp đảo ba người cảnh khôi đến mức này. Không hề nghi ngờ, hắn cũng giống như Lũng Thụy Vân, đều là thành viên ngày đó nhận lấy Hoàng Tuyền Hoàn. Chỉ có điều, thủ đoạn của hắn rõ ràng cao hơn một bậc so với Lũng Thụy Vân, thành công hạ độc cho ba người cảnh khôi. Thôi, để Tống Mỗ đi làm việc này, ta có Linh Bảo Xuyên Vân Xí tương trợ, chắc luyện hư cổ thú không đuổi kịp đâu. Biết rõ rằng co tiếp chỉ tăng thêm nguy hiểm, một vị trung niên mắt ưng bên cạnh cảnh khôi trầm giọng nói. Nhưng mà, ngay tại thời điểm hắn muốn khởi hành, cảnh khôi lại đưa tay ngăn cản hắn, hai mắt nhìn chằm chằm thanh niên mặt lạnh nói, chậm đã. Trước khi chúng ta liều mạng, cảnh mỗ muốn tận, mắt nhìn thấy Bích Lạc Đan, miễn cho vì một câu nói ngoa mà liều sống liều chết. Hừ, cảnh huynh nói đúng, không gặp được giải dược, ngươi đừng hòng sai xử chúng ta bán mạng. Một hán tử mặt sẹo khác hừ lạnh một tiếng, lúc này phụ họa nói. Cảnh đạo hữu có ý gì, chẳng lẽ nghi ngờ trong tay Lũng Mỗ cũng không có giải dược. Thanh niên mặt lạnh nhướng mày, rất bất mãn nói. Đâu có, cảnh mỗ chỉ muốn xác nhận một chút mà thôi. Minh Hoa đạo hữu cùng tu sĩ với chúng ta là tu sĩ cùng cấp, cũng không đến mức sợ hãi chúng ta giết người đoạt đan chứ. Cảnh khôi dùng âm thanh tà dị âm dương biến hóa của hắn kích thích, buồn cười. Thần thông của ba người các ngươi chưa hẳn cao hơn ta bao nhiêu, cho dù các ngươi cùng nhau động thủ, ta cũng có thể dễ dàng phá hủy Bích Lạc Đan. Thanh niên mặt lạnh hừ lạnh một tiếng, tự tin vạn phần đáp lại. Nhưng lập tức thấy ba người cảnh khôi một bộ tuyệt không thỏa hiệp, sắc mặt hắn cũng không khỏi hòa hoãn, lại nói, nhưng mà, các ngươi lo lắng ta cũng có thể hiểu được, vậy thì thành toàn các ngươi là được rồi. Dứt lời, thanh niên mặt lạnh lật bàn tay lấy ra một cái hộp gỗ có thể nắm giữ. Đợi nửa phần hộp gỗ lật lên, lập tức mùi thuốc nồng đậm kèm theo một vòng bích quang bay ra. Quả thật là Bích Lạc Đan. Hai mắt lõm xuống của nam tử mặt bự sáng ngời, không kìm được muốn đưa tay ra bắt lấy. Nhưng chỉ nghe ba một tiếng, thanh niên mặt lạnh trong nháy mắt đóng hộp gỗ lại, ngay sau đó thu vào trong pháp bảo chữ vật. Tốt, Tống đạo hữu ra tay đi. Cảnh khôi cũng không nói hai lời, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Tống Hoài Phong, ra lệnh hắn dẫn dắt luyện hư cổ thú rời đi. Hiện giờ trong bốn người bọn họ, thanh niên mặt lạnh không thể nghi ngờ là người có địa vị cao nhất, cảnh khôi dựa vào thực lực bản thân đứng thứ hai. Hán tử mặt nạ dữ tợn có giao tình với cảnh khôi, có thể đảm đương vị trí thứ ba, Tống Hoài Phong tự nhiên cũng rơi xuống vị trí cuối cùng. Tống Hoài Phong biết rõ điểm ấy, mới chủ động tiếp nhận công việc dẫn dụ cổ thú luyện hư, đúng là không thể không đi. Cho nên, mặc dù cảnh khôi vênh mặt hất hàm sai khiến hắn, nhưng Tống Hoài Phong mặt ngoài cũng không tức giận, ngược lại lập tức phi độn về phía luyện hư cổ thú. Thấy thành công khống chế được hóa thần bên mình ngoại viện, thanh niên mặt lạnh không khỏi âm thầm đắc ý, có thể phân phối đến đội ngũ lão tạp mao chân nhân họ Khổng kia chiêu lãm. Thanh niên mặt lạnh ở Lũng Gia không thể nghi ngờ cũng là thế đơn lực cô, thật sự không có biện pháp dùng Hoàng Tuyền Hoàn. Nhưng mà, hắn cũng không phải là hạng người ngây thơ ấu trĩ, biết rõ Lũng Quảng sẽ không tốt như vậy, cho nên sau khi quyết định sử dụng Hoàng Tuyền Hoàn, liền làm đủ chuẩn bị. Rất tốt,
Sau khi thành công bắt được phong ấn chi bảo này, ta chỉ cần tránh khỏi Lũng Quảng, thận trọng từng bước, chưa hẳn không thể thắng được thí luyện. Nghĩ tới đây, trong lồng ngực thanh niên mặt lạnh không khỏi tuôn ra một cỗ hào hùng, lúc này liền phân phó hai người Cảnh Khôi, chờ Tống đạo hữu dẫn dụ cổ thú rời đi, hai người các ngươi sẽ toàn lực công kích cấm chế của khu vực phong ấn, chớ có nương tay, tránh cho đêm dài. Đột nhiên, còn chưa đợi thanh niên mặt lạnh nói hết lời, một tiếng nổ vang từ đằng xa truyền đến. Ba người lập tức nhìn lại động tĩnh truyền đến, chỉ thấy một vòng bình chướng băng tinh chẳng biết lúc nào đã bao vây bọn họ ở trong đó, đang từ dưới lên trên chậm rãi khép lại. Tiếng nổ kia đúng là do độn quang của Tống Hoài Phong đánh lên bình chướng, giờ phút này đang dây dưa không dứt với hắn. Nhìn bộ dạng tứ chi của hắn đều kèm theo xương trắng, hiển nhiên nhất thời trong lúc không quan sát đã bị thua thiệt lớn, lúc nào cũng có thể bị chém xuống dưới kiếm. Sau khi bị đánh văng ra khỏi hành tàng, tốc độ kết hợp của tấm chắn băng tinh kia thoáng cái nhanh gấp 10 lần, trên bầu trời dần dần hiện ra một quang trận to lớn. Không tốt! Tình hình như thế, Cảnh Khôi biết rõ bọn họ đã bị đánh lén, nếu để cho tấm chắn băng tinh khép lại, bọn họ có thể rơi vào trong trận pháp của địch nhân. Điều này không thể nghi ngờ là cực kỳ bất lợi, cho nên Cảnh Khôi không chút nghĩ ngợi, liền chạy trốn lên đỉnh đầu, muốn chạy trốn trước khi trận pháp thành hình. Phản ứng của hán tử mặt sẹo và thanh niên mặt lạnh cũng không chậm, không hẹn mà cùng bỏ lại Tống Hoài Phong không để ý, lách mình bỏ chạy. Nhưng mà, một con rồng vàng chợt từ dưới đất chui ra, nổ tung mười mấy vạn cân cát vàng, đồng thời trực tiếp lao tới cắn hán tử mặt gù kia. Bên kia, ngàn vạn giọt nước từ mặt bên đánh úp lại, bao phủ thanh niên mặt lạnh vào trong màn mưa. Vạn thủy thần quyết, ngươi là Thụy Vân biểu muội. Có lẽ là quá quen thuộc, Lũng Minh Hoa liền nhận ra thần thông, sau đó đoán được thân phận của kẻ tập kích. Bất quá, khuôn mặt hắn kinh ngạc rất nhanh bị giọt nước không ngừng nổ vùi lấp, thân hình cũng bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, Cảnh Khôi phản ứng nhanh nhất đã tiếp cận đỉnh của vách chắn băng tinh, chỉ cần còn một giây là có thể phi độn ra ngoài. Chỉ tiếc, hơn 10 đạo kiếm khí lăng liệt bỗng nhiên hiện ra, chẳng những ngăn chặt lỗ hổng, thậm chí kiếm khí kết nối thành trận, làm hắn không thể không dừng lại độn quang, cẩn thận ứng đối. Trần Mỗ là ai? Hóa ra là đội ngũ của Hứa tiên tử. Ha ha, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Tự biết không có hy vọng thoát thân, Cảnh Khôi cũng không kinh hoàng, thần thức đảo qua, liền sáng tỏ thế cục trước mắt, cũng thấy rõ địch nhân đến. Vị đạo hữu này, Hứa tiên tử chẳng lẽ dùng cái gì đó mê hồn canh đối với ngươi, lại để cho ngươi cam tâm tình nguyện đi tìm cái chết? Thế cục trước mắt cũng không phức tạp, bởi vì chiếm lợi thế đánh lén, ba người Hứa tiên tử hiện tại đều đang đè ép đối thủ của mình đánh. Nhưng muốn bắt lại cũng không dễ dàng, ngay cả Tống Hoài Phong bị đánh lén thảm nhất, lúc này cũng dựa vào xuyên vân xí dần dần ổn định trận tuyến. Cho nên theo như Cảnh Khôi thấy, mình chỉ cần giải quyết kẻ có tu vi yếu nhất trước mặt này là có thể xoay chuyển bại cục, chuyển nguy thành an. Lạc Mỗ sẽ không vì bất luận kẻ nào chịu chết. Cảnh đạo hữu đúng không? Có thủ đoạn gì mau mau lấy ra, đừng chờ đám người Hứa tiên tử xong việc tới đây, gọi Lạc Mỗ lấy nhiều khi ít. Lạc Hồng bình tĩnh nói, hừ, nói khoác không biết ngượng, chỉ bằng ngươi cũng muốn cuốn lấy Cảnh Mỗ, xem pháp bảo. Cảnh Khôi khinh thường Lạc Hồng, nhưng lúc ra tay cũng không có nửa phần nương tay, dù sao hắn có thể dùng thủ đoạn lôi đình tiêu diệt Lạc Hồng hay không, quyết định thắng bại trong trận chiến này. Cho nên, hắn vừa lên liền tế ra thần thông sở trường của mình, âm dương luyện hình cương. Chỉ thấy, hai tay Cảnh Khôi này bấm pháp quyết, 12 hạt châu đỏ rực hiện ra trước ngực hắn. Ngay sau đó hắn há mồm phun ra một đoàn khí lưu hắc bạch đan xen. Đoàn khí lưu này vừa ra khỏi miệng liền chia ra 12, bám vào trên 12 viên linh châu màu đỏ. Cốc đàm trong nháy mắt, theo ý niệm Cảnh Khôi vừa động, 12 viên linh châu màu đỏ liền bắn về phía Lạc Hồng. Đó chính là âm dương luyện hình cương. Lạc Hồng nhìn chằm chằm khí lưu hắc bạch kia, cũng không vội vàng sử dụng thủ đoạn lôi đình, thúc giục thần niệm, liền khiến cho kiếm trận phát uy, chém ra từng đạo vô hình chi nhận dài hơn 10 trượng. Thần phong vô ảnh kiếm ở dưới hóa thần, có thể làm được vô hình vô ảnh, nhưng bằng thần thức của tu sĩ hóa thần kỳ, đã có thể mơ hồ cảm ứng. Vì vậy, Lạc Hồng dứt khoát vứt đi đặc tính vô ảnh của bảo vật này, mà là sáng chế ra một bộ hoàn vũ kiếm trận, dùng tối đa hóa thúc dục không gian chi lực của nó. Trước mắt, những vô hình chi nhận này tuy rằng nhìn bình thường, linh cấp cũng không cao lắm, nhưng mỗi một đạo đều ẩn chứa đại lượng không gian chi lực, cực kỳ sắc bén.
cho dù là một ít linh bảo, cũng không cách nào kháng trụ được mấy kiếm. Lạc Hồng quan sát khí tức của những viên linh châu màu đỏ kia, liền biết đây chỉ là một bộ pháp bảo đỉnh cấp, còn chưa lọt vào hàng ngũ linh bảo, thần phong kiếm khí tuyệt đối có thể chém chết. Nhưng khi thần phong kiếm khí chân chính tiếp xúc với những linh châu màu đỏ kia, lại là một cảnh tượng khác. Trong chớp mắt va chạm với khí lưu hắc bạch, linh lực chấn động của thần phong kiếm khí liền mãnh liệt lộn xộn, một kích của linh châu màu đỏ đã đụng nát bấy nó. Quả nhiên có thần thông làm loạn âm dương. Lạc Hồng hai mắt sáng ngời, vẫn không có sốt ruột ra tay, ngược lại thúc giục kiếm trận càng kịch liệt vận chuyển, kiếm lưu kỹ cũng không ngừng chém ra thần phong kiếm khí. Ha ha, vô dụng, nếu ngươi không phá được cương khí thần thông của cảnh mỗ, thì dù tế ra linh bảo cũng không làm gì được 12 viên hồn hỏa châu này. Lúc này cảnh khôi cầm một hồ lô từ xa khí tức kinh người, nhìn Lạc Hồng dãy dụa vô ích, không khỏi cười điên cuồng nói. Nhưng sau khi cười xong, hắn chợt phát hiện có chút không đúng. Hắn chẳng những không thấy được một tia kinh hoàng trên mặt Lạc Hồng, ngược lại ánh mắt của đối phương càng ngày càng sáng, giống như có thể xuyên thủng hết thảy, nhìn thấu thần thông huyền bí của hắn. Đây là linh giác gì? Thật cổ quái. Trong lòng cảnh khôi chợt nảy ra một ý nghĩ, lúc này không nghĩ nhiều nữa, hắn liền vung tay lên tế ra hồ lô từ xa. Động tĩnh mới vừa rồi của hắn không khỏi khiến Lạc Hồng ghé mắt nhìn một chút. Thấy hồ lô từ xa kia linh khí kinh người mà lại ẩn ẩn có pháp tắc chấn động, không khỏi thầm nghĩ, sắp phải dùng đến linh bảo rồi. Ha ha, tên này cũng có ý tưởng, nếu mỗi một hạt cát thần đều bám vào hắc bạch khí lưu, tất nhiên có thể dễ dàng khiến người ta trúng chiêu. Nhưng hiển nhiên hắn vì thần thông không luyện đến nơi đến chốn nên thi triển chiến thuật này cũng không thoải mái, cho nên trước tiên dùng bộ hồn hỏa châu này xung phong. Ý niệm thoáng chuyển, Lạc Hồng liền đoán được thủ đoạn của cảnh khôi, vừa lúc số liệu của hắn cũng thu thập đủ rồi, liền không có ý định để cho đối phương còn sống nữa. Giờ phút này 12 khỏa hồn hỏa châu đã khiêng thần phong kiếm khí chém tới, đi tới trong vòng 10 trượng quanh Lạc Hồng. Mắt thấy trong nháy mắt sẽ phá vỡ hộ thân linh cháo của Lạc Hồng, nhưng nó lại đột ngột dừng lại trên không trung. Càn khôn chi lực, trách không được dám khiêu chiến cảnh mỗ, thì ra là có cậy vào. Cảnh khôi thấy thế thì cả kinh, nhưng rất nhanh hắn liền bình phục tâm tình, thậm chí còn mừng thầm. Dù sao, càn khôn chi lực vốn là sinh ra ở trong âm dương cân bằng, mà thần cương của hắn có thể nghịch loạn âm dương, chẳng phải là vừa vặn khắc chế. Nhưng mà, loại khắc chế này không thể có tác dụng cách không, nhất định phải nhiễm phải bản thể của bảo vật càn khôn mới được. Ý niệm tới đây, cảnh khôi vạn phần quả quyết mà biến đổi pháp quyết trên tay, hung hăng quát to một tiếng, bạo. Lập tức, hai viên trong 12 viên hồn hỏa châu liền sáng lên hồng quang chói mắt, trong chốc lát ầm ầm nổ tung, hóa thành hai đám mây lửa nặng nề vần đục. Hỏa vân tràn ngập cực lớn, thoáng cái liền nuốt sống cảnh khôi vào. Bất quá, uy lực hồn hỏa châu tự bạo đã không có bao nhiêu, cho nên hắn cũng không lui lại một bước. Ta mượn linh bạo chi lực, đem thần chi vung ra ngoài, chắc hẳn đã chạm đến càn khôn chi bảo của hắn. Xem trước một chút biến hóa, nếu có dấu hiệu càn khôn sụp đổ, ta sẽ lập tức bỏ chạy. Vừa nghĩ như vậy, cảnh khôi vừa dùng thần thức dò xét tình huống của Lạc Hồng. Nhưng không ngờ, thần thức của hắn vừa mới dò ra, tựa như tao ngộ một kích trọng chùy bị đập trở về, trong chốc lát đầu váng mắt hoa, thống khổ không thôi. Cùng lúc đó, thanh âm trung khí 10 phần của Lạc Hồng vang lên trong mây lửa, ha ha, ngươi ngược lại là phối hợp. Chính mình làm ra một mảnh hỏa vân giúp Lạc Mỗ che lấp ngoại giới cảm ứng, liền để ngươi chết thống khoái chút ít đi. Người này lại không bị thương. Không tốt. Cảnh khôi vừa nghe Lạc Hồng nói là biết sẽ gặp phải, lập tức cảm ứng được một cỗ khí tức đột nhiên xuất hiện ở gần đó, càng cảm thấy không ổn. Nhưng nguyên thần hắn bị thương, nhất thời khó có thể khu động pháp bảo, chỉ có thể toàn lực thúc giục con cương âm dương luyện hình từ lỗ chân lông quanh thân tán đi, ngưng tụ thành một thân áo giáp cương khí. May mắn là kịp, không nghĩ tới người này lại tu luyện bí thuật nguyên thần, thật là đáng chết. Chờ ta ổn định nguyên thần sau nửa hơi, tất yếu phải rút hồn. Trong lòng cảnh khôi điên cuồng gào thét, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy thân thể trống rỗng, tiếng gào yếu đi rất nhiều. Nửa hơi thở sau, hai mắt của hắn quả nhiên khôi phục thanh minh, cúi đầu xem xét. Chỉ thấy một cánh tay ngũ sắc xuyên thấu giáp trụ cương khí, chui vào trong ngực trái của hắn, chỗ trái tim trống rỗng không gì sánh được. Thì ra, ngay khi hắn tỉnh lại, trái tim đã bị bóp nát. Không chỉ như vậy, hắn lập tức phát hiện ngũ hành linh quang trong cơ thể đang tụ tập tại ngực,
ngay cả nguyên anh của hắn cũng bị hút lại, không cách nào trốn đi. Sao? Sao có thể tiếp xúc với cảnh mỗ thần thông gì đó, bất kể thần thông gì cũng chỉ còn 6-7 thành uy lực mà thôi, sao lại? Cảnh Khôi mở to hai mắt nhìn, không thể tin được mình sẽ chết trong tay một tu sĩ có tu vi thấp hơn mình. Thần thông của ngươi đúng là lợi hại, bất quá dù chỉ còn lại 3 thành uy lực, một chiêu này của Lạc Mỗ cũng đủ để giết ngươi. Dứt lời, Lạc Hồng liền rút cánh tay ra khỏi ngực Cảnh Khôi, chỉ thấy trong lòng bàn tay phải của hắn có một viên quang cầu ngũ sắc lơ lửng, chính giữa quang cầu chính là nguyên anh của Cảnh Khôi. Ý niệm trong đầu khẽ động, một đoàn linh diễm xanh trắng liền đằng xuất hiện, trong khoảnh khắc thôn phệ sạch sẽ ngũ sắc quang cầu. Tiện tay thu lấy đồ vật trên người Cảnh Khôi, Lạc Hồng thở nhẹ một hơi, lập tức có một ngọn lửa màu lam trắng bay ra, đem thi thể hắn hóa thành tro bụi. Lúc này, một đạo huyết quang đột nhiên từ trong thiên lang thần hỏa bay ra, chui vào trong lạc ấn cấm chế trên cánh tay Lạc Hồng. Huyết ấn thêm 10, ha ha, cũng không tệ. Tính cả 10 viên bản thân mình đã có, hiện tại Lạc Hồng đã có 30 huyết ấn, thêm chút sức nữa, liền có thể đổi được phản thần đan. Đan dược này rất thích hợp với hắn, nếu điều kiện cho phép, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang đã bổ đôi mây lửa, thì ra là Hứa Tuyết Xuyên chém chết Tống Hoài Phong, tới giúp đỡ Lạc Hồng. Cảnh Khôi ở đâu, giấu ở trong hỏa vân này sao? Hứa Tuyết Xuyên cảnh giác hỏi bốn phía, đã bị Lạc Mỗ diệt, xem. Lạc Hồng lúc này triển lộ khí tức huyết ấn trên người mình nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 965, rút ra lòng huyết. Cái gì? Là đạo hữu chớ có nói giỡn, Cảnh Khôi thật sự bị ngươi diệt rồi. Hứa Tuyết Xuyên tự nhiên không thể tin, đôi mắt đẹp trợn tròn nói. Phải biết rằng, nàng chiếm tiện nghi đánh lén mới có thể nhanh chóng diệt sát Tống Hoài Phong. Nào ngờ Lạc Hồng đối phó Cảnh Khôi lợi hại nhất, vậy mà còn nhanh hơn nàng. Hứa tiên tử không cần giật mình, Cảnh Khôi kia ngoại trừ âm dương luyện hình ra, cũng chỉ có một kiện linh bảo bàng thân. Mà Lạc Mỗ vừa vặn có thể khắc chế thần thông của hắn, có lòng tính toán vô tâm, tất nhiên là chiếm tiện nghi lớn. Chiến pháp như vậy nếu còn không thể lập tức đạt thắng cục, Lạc Mỗ sẽ gặp nguy hiểm, cho nên không cần ngạc nhiên. Lạc Hồng xua tay, mỉm cười nói. Nói cũng đúng, nếu như thế, chúng ta liền nhanh chóng đi viện thủ cho Lê đạo hữu. Bị kéo quá lâu, sợ là lại có đội ngũ thí luyện khác tới đây chiếm tiện nghi. Hứa Tuyết Xuyên nhìn Lạc Hồng một cái thật sâu, lập tức không nói thêm gì nữa, vung kiếm xua tan mây lửa, trốn về phía Lê quân bên kia chiến đoàn. Phe mình liên tiếp thiếu đi hai đạo khí tức, hán tử mặt gù cho dù kịch chiến say sưa với Lê quân, cũng có thể tinh tường cảm giác được. Cho nên không đợi Hứa Tuyết Xuyên và Lạc Hồng chạy đến viện thủ, hắn cứng rắn chống lại một kích của pháp bảo Lê Quân, cũng không quay đầu lại lao thẳng về phía vách chắn băng tinh. Nhìn dáng vẻ linh khí quanh thân hắn kích động, hiển nhiên là muốn liều mạng đánh một kích đánh nát bình phong, tiến tới chạy ra tìm đường sống, mơ tưởng chạy trốn. Hứa Tuyết Xuyên thấy thế, sắc mặt trở nên nghiêm túc, tay bắt pháp quyết, lập tức vách tường băng tinh trước mặt nam tử mặt gù đâm ra một đống băng chùy dày đặc. Nếu như đụng vào, cho dù hán tử mặt gù không bị đâm mấy lỗ thủng trong suốt, cũng sẽ bị chấn ra nội thương. Bất đắc dĩ, nam tử mặt nạ râu chỉ có thể độn quang nhất chuyển, tìm đường khác. Nhưng chỉ bị trì hoãn một cái chớp mắt, Lê Quân liền thúc giục Hoàng Long vọt tới phía sau hắn. Đáng giận. Hán tử mặt bi mắng to một tiếng, lúc này thôi động pháp bảo hộ thân, lần nữa ngạnh kháng một kích của Lê Quân. Nhưng mà, ngay lúc hắn bị chấn bay ngược ra sau, Hứa Tuyết Xuyên biến đổi pháp quyết trên tay, môi đỏ khẽ mở quát, bạo. Trong chốc lát, vô số băng chùy cùng nhau nổ tung, hóa thành băng vụn đầy trời, bao phủ hán tử mặt gù vào trong đó. À. Rất nhanh, trong băng vụ liền truyền đến một tiếng hét thảm, ngay sau đó một bóng người thẳng tắp phá vỡ băng vụ ngã xuống mặt đất. Không hề nghi ngờ, người này chính là hán tử mặt sẹo kia. Lúc này, trên người hắn cắm nhiều chỗ băng lớn nhỏ, lại không có một giọt máu tươi chảy ra, mà quanh thân ngưng kết một tầng xương trắng, sắc mặt xanh xanh dữ dội, bộ dạng đã bị đông cứng. Tâm hàn nhập thể, nàng này ngược lại là có vốn liếng kiêu ngạo. Lạc Hồng liếc mắt một cái liền nhìn ra hán tử mặt gù đã trúng chiêu gì, ánh mắt liếc nhìn Hứa Tuyết Xuyên, thấp giọng lẩm bẩm. Cái gọi là tâm hàn nhập thể,
chính là công pháp thần thông thuộc tính hàn khi tu luyện tới khi hiển hóa ra một tia pháp tắc chi lực, năng, lực tự nhiên sinh ra. Một khi bị loại thần thông này công phá phòng ngự, pháp lực và nguyên anh của đối thủ đều sẽ giống như bị đông cứng, trong khoảng thời gian ngắn lâm vào trạng thái giả chết, mặc người thịt cá. Ha ha, đa tạ Hứa tiên tử viện thủ. Lê Quân thấy thế đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đánh chó mù đường, lúc này con rồng vàng kia liền co rụt lại, hóa thành một thanh trường thương mạ vàng. Chỉ thấy kim sắc lưu quang lóe lên, đan điền hán tử mặt chữ điền liền nhiều hơn một lỗ thủng, khí tức cấp tốc tiêu tán. Mà 10 cái huyết ấn trên người hắn cũng lập tức bay về phía Lê Quân. Đến tận đây, ba vị hóa thần ngoại viện của Lũng Minh Hoa đều bị diệt, mà bọn Lạc Hồng chẳng những không tổn hại một người, thậm chí ngay cả pháp lực cũng không tiêu hao quá nửa. Nhưng nếu muốn đại hoạch toàn thắng, còn phải giải quyết Lũng Minh Hoa trước mới được. Luận tu vi, Lũng Minh Hoa không thể nghi ngờ cao hơn rất nhiều so với Lũng Thụy Vân, bất quá ngoại trừ một kiện linh bảo có thể cung cấp xương đạo ra, cũng không có thủ đoạn lợi hại khác. Hàn đấu pháp với Lũng Thụy Vân hoàn toàn có thể dùng 4 chữ gà trống mổ nhau để hình dung. Ngừng, Thụy Vân biểu muội dừng tay, ta nguyện giao long huyết lệnh ra. Thấy đại thế đã mất, Lũng Minh Hoa lúc này tháo xuống một lệnh bài hình rồng bên hông, hô to. Long huyết lệnh chính là vật trọng yếu nhất trong trận thí luyện này, trên người mỗi người thí luyện tộc đều có một tấm. Chỉ cần có người đạt được hơn nửa số thì chính là 25 tấm, liền có thể trực tiếp kết thúc thí luyện, lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhận được khai hồng không thể nghi ngờ khiến cho người ta mừng rỡ, nhưng vẻ vui mừng trên mặt Lũng Thụy Vân lại chợt lóe lên, lập tức cũng không buông lỏng thế công. Thụy muội, ta đã nhận thua, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn hạ sát thủ? Lũng Minh Hoa cũng không biết lần thí luyện này đã âm thầm mở sát giới, thấy Lũng Thụy Vân hùng hổ dọa người như thế, hắn không khỏi vừa vội vừa giận chất vấn. Thụy muội, cảnh ngộ của huynh và muội ở nội thành giống nhau, theo lý nên giúp đỡ lẫn nhau mới phải, chẳng lẽ biểu ca trước đây đã đắc tội muội? Thấy độn quang của ba người Lạc Hồng tới gần, Lũng Minh Hoa vội vàng đánh ra tình cảm bài. Vốn là dưới tình thế cấp bách, chính bản thân Lũng Minh Hoa cũng không cảm thấy có tác dụng gì, nhưng ngay sau đó, thế công của Lũng Thụy Vân lại chậm lại. Không còn thần thông cách trở, hai người lúc này thấy rõ khuôn mặt đối phương. Lúc này trên mặt Lũng Thụy Vân tràn đầy vẻ chần chừ, hiển nhiên nội tâm đã lâm vào dãy giụa. Nếu là tộc nhân dòng chính, Lũng Thụy Vân chưa báo huyết thù căn bản sẽ không nương tay, dù sao những người đó bình thường đều ức hiếp nàng. Nhưng đúng như lời của Lũng Minh Hoa, cảnh ngộ của đối phương và nàng giống nhau, khiến nàng không khỏi nhớ tới cảnh tượng mình và đối phương cùng nhau gặp phải ức hiếp, vì thế một cỗ đồng bệnh tương liên trong lòng tự nhiên sinh ra. Để long huyết lệnh lại, ngươi đi đi. Cuối cùng, Lũng Thụy Vân vẫn không thể nào nhẫn tâm quyết định tha cho đối phương một con đường sống. Lũng đạo hữu, thả hắn làm gì? Cơ hội cướp lấy chân long chi huyết cũng không dễ tìm. Ngươi bây giờ thả hắn, chúng ta sau này phải tử đấu nhiều hơn một lần. Lê Quân dừng độn quang, vừa ngăn chặn đường lui của Lũng Minh Hoa, vừa cau mày nói. Theo hắn thấy, lần này bọn họ có thể thắng trận tử đấu này, một là dựa vào thần thức hơn người của Lạc Hồng, thu được cơ hội đánh lén, hai là Lạc Hồng vừa vặn có thể khắc chế thần thông của Cảnh Khôi. Không có bất kỳ một cái nào trong đó, coi như bọn hắn có thể thủ thắng, bản thân cũng sẽ xuất hiện tử thương. Cho nên, tử đấu như vậy mỗi lần nhiều hơn một lần, nguy hiểm mà bọn họ phải tăng lên gấp đôi. Việc liên quan đến tính mạng của 4 người tuyệt đối không phải là chuyện của một mình Lũng Thụy Vân. Lũng Thụy Vân cũng biết lúc này mềm lòng rất là không ổn, nhưng nội tâm nàng sẽ không bước qua được ngưỡng cửa kia, lập tức cắn răng, nhìn Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu, ngươi đã nói ngươi không phải hạng người lạm sát kẻ vô tội, Minh Hoa biểu ca không phải là kẻ muốn lấy cái chết, xin hãy tha cho hắn một con đường sống. Lạc đạo hữu, thế cục hiểm trở, cổ hủ không được, ngươi nên suy nghĩ kỹ. Nhớ tới Lạc Hồng ở trong địa mạch xa đã nói, Lê Quân không khỏi mở miệng khuyên nhủ. Thấy hắn nhất thời không trả lời, lập tức biết sắp gặp phải trắc trở, liền lập tức nhìn về phía Hứa Tuyết Xuyên nói, Hứa tiên tử, lúc phi thường cần làm việc phi thường, kính xin cùng Lê Mỗ khuyên nhủ Lạc đạo hữu. Chuyện này, Hứa Tuyết Xuyên lúc này cũng cảm thấy có chút khó xử, không muốn lạm sát kẻ vô tội, lại không muốn để tính mạng của mình bị nguy hiểm hơn, lúc này lộ vẻ mặt trầm ngâm. Thấy tình hình này, ánh mắt Lạc Hồng lóe lên, trực tiếp chắp tay nói với Lê Quân, Lê đạo hữu, Lạc Mỗ nhất định phải đứng về phía Lũng đạo hữu, nguyên do trong đó, các ngươi không phải rất rõ ràng sao? Cái gì?
Sao ta lại biết rõ? Từ khi nào Lạc Hồng ngươi lại có quan hệ tốt với Lũng Thụy Vân như vậy? Hai người nghiêm chỉnh sao? Lê Quân nghe vậy thì mơ hồ, hoàn toàn không hiểu ý của Lạc Hồng. Ha ha, thì ra là thế. Nhưng mà lúc này, Lũng Minh Hoa lại cười một tiếng điên cuồng. Gia hỏa này như thế nào đều đã hiểu, ta là mất đi một đoạn ký ức sao? Lê Quân cảm thấy kinh ngạc nghĩ. Thụy muội, thủ đoạn hạ độc của muội chẳng ra làm sao cả, trong ba người chỉ có một người trúng chiêu. Nhưng ngươi cũng có vài phần may mắn, người trúng chiêu là người có thần thông mạnh nhất, nhưng bây giờ lại tiện nghi cho ta. Lũng Minh Hoa nói xong liền lật tay đem một cái hộp gỗ lấy ra, mở nắp hộp ra lại nói, vị đạo hữu này, ta đoán không sai. Ngươi đã trúng độc của Hoàng Tuyền Hoàn, đây là một viên bích lạc đan, có thể giải kỳ độc trong cơ thể ngươi. Ngươi chỉ cần bảo vệ ta chu toàn, ta sẽ hai tay dâng đan này lên. Ngày đó Lũng Minh Hoa cũng tham gia tụ hội, tất nhiên biết lúc trước Lũng Thụy Vân đã nhận lấy Hoàng Tuyền Hoàn. Cho nên kết hợp với lời nói và việc làm của Lạc Hồng, hắn liền phỏng đoán Lạc Hồng và Cảnh Khôi ba người đều trúng độc, lúc này mới bị Lũng Thụy Vân khống chế đến chết. Mà hắn biết rõ trong tay Lũng Thụy Vân không có bích lạc đan, cho nên lập tức muốn dùng đan này làm Lạc Hồng thay đổi đầu nhập vào hắn. Cái gì? Trong tay ngươi có bích lạc đan? Nhanh cho ta, Lê Mỗ thể thả ngươi một con đường sống. Nhưng mà ngoài dự liệu của Lũng Minh Hoa, sau khi Lê Quân nghe vậy phản ứng cực lớn, một bộ dạng cũng đã trúng độc. Lê đạo hữu, ngươi chớ nóng vội, trong tay vị đạo hữu này có lẽ không chỉ một viên bích lạc đan, ngươi ta đều có thể có phần. Lạc Hồng âm thầm cười lạnh nói, tuy còn có chút nghi hoặc, nhưng lời ấy của Lạc Hồng không thể nghi ngờ đã chứng minh hai người bọn họ đều đã trúng độc. Lũng Minh Hoa lúc này tinh thần chấn động, con mắt đảo hai vòng sau đó nói, không sai. Trên người ta có ba viên bích lạc đan, hai người các ngươi chỉ cần từ nay về sau làm việc cho ta, đều có thể giải độc. Mà chuyện thứ nhất là phải giết hai người các nàng cho ta. Lê Quân đang nghi ngờ vì sao Lạc Hồng rõ ràng không trúng độc, lại muốn lừa gạt Lũng Minh Hoa cho rằng hắn trúng độc, liền nghe được yêu cầu ác độc của Lũng Minh Hoa. Giết các nàng, Hứa Tiên Tử Lạc Mỗ còn có thể lý giải, dù sao lạnh như băng không khiến người ta thích. Nhưng Thụy Vân đạo hữu không phải vừa muốn tha cho ngươi một mạng sao? Vì sao ngươi lại nổi lên sát tâm đối với nàng? Lạc Hồng khẽ ồ một tiếng nói. Ừ, đồ đê tiện này nếu không sợ bị đồng tộc trách phạt, nghĩ đến là nhận được tin tức gì, mà con đường này của nàng quả thật không tệ, vì chân long huyết mạch của ta, ta cũng sẽ không mềm lòng. Cho nên, hoặc là giúp ta giết nàng, hoặc là chế trụ nàng, để cho ta thi pháp hút long huyết của nàng. Lũng Minh Hoa tay cầm hộp gỗ, tự giác đã lật bàn, lúc này không chút che giấu sát tâm của mình, gắt gao nhìn chằm chằm Lũng Thụy Vân nói. Ngươi, thật sự là lòng lang dạ sói. Lũng Thụy Vân chỉ vào Lũng Minh Hoa, không thể tin được đối phương chính là người nàng vừa mới bỏ qua, nhất thời tức giận mắng. Hừ, trách thì trách ngươi quá ngây thơ, lại cảm thấy trong thí luyện này sẽ có người vô tội. Lũng Minh Hoa cười lạnh chào phúng nói. Ha ha, thật sự là phối hợp. Thụy Vân đạo hữu, ngươi đã hiểu rõ chưa? Lạc Hồng nghe vậy nhất thời khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Lũng Thụy Vân nói. Là đạo hữu, hóa ra ngươi. Hiểu rồi, là ta quá ngây thơ, động thủ đi. Đầu tiên là ngẩn ra một chớp mắt, sau đó trên mặt lộ vẻ chợt hiểu, quả quyết nói. Không được động thủ. Bản thân Lê Quân chủ trương động thủ nhất, lúc này lại trở thành người phản đối nhất, thật có thể nói thế sự khó liệu. Lê đạo hữu, ngươi bị lừa. Đó căn bản không phải bích lạc đan. Lạc Hồng mặt hướng về phía Lũng Minh Hoa, bày ra, bộ dáng sớm đã nhìn thấu hắn, trêu tức nói, hồ ngôn loạn ngữ, rõ ràng, không tốt. Lũng Minh Hoa nghe vậy biến sắc, đang muốn ngụy biện, đã thấy thân ảnh Lạc Hồng đột nhiên biến mất, chợt biết muốn gặp. Quả nhiên, sau một khắc Hoàng Tuyền quỷ thủ đã áp đảo. Còn không đợi Lũng Minh Hoa có động tác gì, mặt ma trong lòng bàn tay Hoàng Tuyền quỷ liền giữ tợn cười một tiếng, trong nháy mắt làm ánh mắt nó ngây dại đứng lên, hiển nhiên là chúng thần thông đoạt hồn chân ma. Tuy rằng Lũng Minh Hoa rất nhanh khôi phục thanh minh, nhưng không thể nghi ngờ là đã muộn. Thân thể bị Hoàng Tuyền quỷ thủ bắt giữ, một thân pháp lực lập tức bị vô tận âm sát khí chấn áp, không thể điều động chút nào. Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh, đến mức Lê Quân căn bản không có cơ hội ngăn cản, nhưng hắn vừa lộ ra vẻ bất mãn, Lạc Hồng liền ném hộp gỗ kia cho hắn. Lê đạo hữu, nhìn kỹ chút, đây không phải bích lạc đan, mà là một tấm bảo phù cấp bậc huyễn hình phù hiếm thấy.
Lạc Mỗ cũng là thần thức mạnh hơn ngươi một chút, hơn nữa chỉ mới nhận ra phù lục chi đạo. Nghe lời ấy, vẻ bất mãn trên mặt Lê Quân chợt biến mất. Sau khi thi pháp với hộp gỗ một phen, nó thật đúng là biến thành một tấm phù lục linh quang sáng chói. Tức chết Lê Mỗ, Lạc đạo hữu ngươi tránh ra, để Lê Mỗ một quyền đánh nổ đầu tên khốn này. Xác nhận mình bị lừa, Lê Quân lập tức giận dữ, chỉ muốn giết chết Lũng Minh Hoa cho hả giận. Lê đạo hữu chớ tức giận, cũng đừng quên chúng ta bắt hắn. Ba vị, kính xin hộ pháp cho Lạc Mỗ. Lạc Hồng nghiêm mặt nói, chờ đã, không phải ngươi muốn. Lũng Minh Hoa đột nhiên ý thức được cái gì, nhưng không đợi hắn nói hết lời, đau đớn kịch liệt đã khiến hắn chỉ có thể kêu thảm thiết. Thì ra, Lạc Hồng đang thi pháp rút ra chân long chi huyết trong cơ thể hắn. Chỉ thấy đông đảo điểm sáng màu máu từ quanh thân hắn toát ra, sau đó hội tụ ở đỉnh đầu hắn một thước, ngưng tụ thành một viên huyết châu. Chỉ sau thời gian một nén nhang, Lũng Minh Hoa liền biến thành một cái thây khô, một viên huyết châu to bằng nắm tay trẻ con lơ lửng trên đỉnh đầu, tản ra khí tức chân long làm cho người ta sợ hãi. Thụy Vân đạo hữu, cầm đi đi, nơi này hẳn là có ba châu. Lạc Hồng thở ra một hơi, thần niệm vừa động, khiến cho huyết châu bay về phía Lũng Thụy Vân. Hứa Tuyết Xuyên và Lê Quân ở một bên thấy vậy có chút nóng mắt, nhưng không dám ra tay cưỡng đoạt. Lạc đạo hữu, ta thật sự muốn. Tay nâng huyết châu, Lũng Thụy Vân lại có xúc động muốn khóc, nhất thời không biết nên nói cảm tạ của mình như thế nào. Thụy Vân đạo hữu không cần phải cảm ơn, Lạc Mỗ tự nguyện giúp ngươi, chúng ta đã trì hoãn không ít thời gian, vẫn là nhanh chóng lấy bảo vật của nơi phong ấn rời khỏi đây đi thôi. Lạc Hồng xua tay, lơ đễnh nói, đúng là cần phải đi, vậy luyện hư cổ thú sẽ do ta dẫn đi, các ngươi mau chóng công phá cấm chế. Hứa Tuyết Xuyên hết sức tán đồng gật gật đầu, lập tức đề nghị, nếu có người tự nguyện nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất, vậy khẳng định không có gì đáng nói. Lúc này bốn người bắt đầu hành động. Nhưng mà bọn họ không biết, bởi vì trận chiến này, hành động của bọn họ đã rơi vào trong mắt rất nhiều người. Chương 966, Hai Thế Lực. Lũng gia mời đông đảo tân khách đến đây xem lễ, đương nhiên sẽ không đem truyền ảnh cấm chế khóa chặt ở trên người Định Long Tử, để cho người ta khô cằn nhìn vài đạo độn quang. Trên thực tế, trong sa mạc Hãn Hải sớm đã được Lũng gia bố trí, chỉ cần có bất kỳ địa phương nào xuất hiện linh khí dao động kịch liệt, đều sẽ tác động đến cấm chế truyền ảnh, trong đại điện chiếu rọi ra hình ảnh đối ứng. Cho nên, đấu pháp của bốn người Lạc Hồng và Cảnh Khôi sau khi bắt đầu không lâu, liền rơi vào trong mắt đám người Lũng gia lão tổ. Đương nhiên, khách mời trong điện này tuyệt đại đa số đều có tu vi luyện hư trở lên, đám người Lạc Hồng cũng không phải là đệ tử của bọn họ. Cho nên ban đầu mọi người cũng chỉ xem náo nhiệt, cũng không để ý tới mấy tu sĩ hóa thần kỳ tử đấu. Nhưng khi đấu pháp kết thúc, Lạc Hồng hấp thu máu chân long của Lũng Minh Hoa, đem giao cho Lũng Thụy Vân, mọi người trong đại điện bắt đầu sao động. Nàng này là tài tuấn của Lũng gia, dám sai khiến tu sĩ ngoại viện mượn cơ hội thí luyện, cướp lấy huyết mạch đồng tộc, thật sự tàn nhẫn dị thường. Ai nói không phải, tu sĩ hóa thần kỳ ra tay cũng thật to gan, trưởng lão của Lũng gia ẩn tàng trong thí luyện chi địa chỉ sợ không tha cho hắn. Ha ha, ta thấy chưa hẳn, long huyết của hắn rút ra trong thời gian một nén nhang, trưởng lão Lũng gia ở địa điểm thí luyện nếu muốn ngăn lại, tất nhiên đã sớm hiện thân. Trước mắt không thấy bóng người, chỉ sợ hành động lần này đã bị Lũng gia ngầm đồng ý, hắc hắc, lúc này có trò hay để xem rồi. Trong điện mọi người nghị luận ầm ĩ, đa số đều cảm thán thủ đoạn tàn nhẫn của Lũng Thụy Vân. Số ít thì nhận ra dị thường của long huyết thí luyện lần này, âm thầm suy nghĩ ảnh hưởng của biến hóa này đối với bên mình. Sao lại như vậy, ba người kia dám vi phạm ước định với lão phu, mang Thụy Vân đi con đường sát phạt này. Lũng Liệt thình lình cũng ở trong điện xem lễ, thấy tình cảnh này không khỏi vừa vội vừa giận, tay vịn của ghế dựa gỗ chộp đến xèo xèo rung động. Hắn là người già thành tinh, vừa thấy cháu gái nhà mình thu lấy chân long huyết liền biết bốn người bọn họ tính toán. Tuy rằng cờ mở đắc thắng, nhưng trong lòng hắn cũng không có nửa phần cao hứng, dù sao bản lĩnh của ba người Lạc Hồng và Lũng Thụy Vân hắn đều rõ ràng. Có thể thắng lần tử đấu tiếp theo đã là cực kỳ may mắn, thêm lần nữa phỏng chừng sẽ xảy ra chuyện. Còn nếu Lũng Thụy Vân bỏ mình, nhánh bên của hắn ta sẽ không còn ai nối bước nữa. Điều này không khỏi làm cho hắn thầm căm tức Lũng Thụy Vân, đồng thời cũng không khỏi hận ba người Lạc Hồng. Liệt huynh, không ngờ cháu gái Thụy Vân lại có thủ. Đoạn này, trước đây tiểu đệ chưa bao giờ nhìn ra được, thật đúng là mắt kém.
Lúc này, Lũng Liệt bên cạnh một vị trung niên nam tử mặc thanh sắc nho sam, đột nhiên mặt mang mỉm cười chắp tay đáp. Người này chính là Lũng Quảng tổ phụ, Lũng Trấn, người cùng thế hệ với Lũng Liệt. Ừ, cháu gái của Lũng Liệt ta tự nhiên là người phi thường, long huyết thí luyện đối với nàng chính là tuyệt cảnh, không thể nghi ngờ là việc phi thường. Cho dù Lũng Liệt vừa rồi còn trách cứ Lũng Thụy Vân không theo an bài của hắn hành sự, nhưng có người bên ngoài thăm dò, hắn vẫn không chút do dự nhận lấy. Lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ là đang nói cho người khác biết, hành động này của Lũng Thụy Vân chính là tự ra ý của hắn. Đối với chuyện ám khai sát giới trong thí luyện, bên phía dòng chính Lũng gia biết rất nhiều chuyện. Nhưng bọn họ cũng không ngờ được giọt máu đầu tiên này lại không phải là do thí luyện giả đích mạch làm ra, sắc mặt mỗi người đều có chút thay đổi. Vào lúc này, trong đại điện duy nhất có thể bảo trì thần sắc không thay đổi là chỉ có duy nhất Lũng gia lão tổ. Sau khi hình ảnh trong điện chuyển qua một chỗ khác, Lũng gia lão tổ chậm rãi mở miệng, không thấy vui buồn nói, Trường Hằng, vãn bối kia tư chất như thế nào? Lũng Trường Hằng ngồi bên tay trái Lũng gia lão tổ, chỉ thấy hắn mặc áo bào tím, có 7 phần giống với dung mạo của thanh niên áo bào tím kia, chính là đương đại Lũng gia gia chủ. Tuy rằng tu vi còn chưa tới hợp thể kỳ, nhưng ngoại trừ Lũng gia lão tổ ra, mấy vị hợp thể trưởng lão còn lại trong tộc bình thường đều lấy lễ đối đãi với hắn, ở Lũng gia có thể nói là dưới một người trên vạn người. Lập tức nghe lão tổ hỏi thăm, con mắt Lũng Trường Hằng xoay chuyển, lập tức đáp, bẩm phụ thân, vãn bối kia tên là Lũng Minh Hoa, tư chất còn tạm được, thân mang 18 châu chân long huyết mạch. Ừ, biết rồi. Lũng gia lão tổ nghe vậy thì nhẹ gật đầu, lập tức không nói gì nữa. Thấy tình hình này, Lũng Trường Hằng không khỏi len lén nhẹ nhàng thở ra, phụ thân hắn tu luyện công pháp tuyệt tình diệt tính, cũng sẽ không cùng hắn thưởng thêm tình phụ tử gì. Vừa rồi nếu trả lời không hợp tâm ý hắn, đoán chừng là không tránh khỏi bị liên lụy. Cũng may, ở lâu với nhau, Lũng Trường Hằng sớm đã rõ tính nết phụ thân của mình. Một tên hậu bối thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng nhất định không sống lâu được, không đáng để hắn chú ý. Trong chuyện này có thể để cho hắn mở kim khẩu, cũng chỉ có chân long huyết mạch. Trong hình ảnh vừa rồi, Lũng Thụy Vân rõ ràng đã nhận được máu chân long ước chừng 9 hạt châu, cũng chính là một nửa số máu của Lũng Minh Hoa. Đối với một ngoại nhân mà nói, có thể rút ra tỷ lệ đã cao siêu, có thể thấy được hắn không có lén lút thu một bộ phận chân long chi huyết. Chỉ cần xác nhận điểm này, thịt sẽ nát trong nồi, cái khác không quan trọng. Không lâu sau, phía đông sa mạc Hãn Hải, nương theo một tiếng ầm vang thật lớn, một mặt tường băng dày tới mấy chục trượng bị một con cua cát bá vương đụng nát bấy. Băng vụn như ngọn núi nhỏ nện lên giáp xác của nó, không hề lưu lại chút vết tích, ngược lại bản thân lại vỡ nát bay tứ tán. Mà chính lúc con cua lớn thân dài mấy trăm trượng này muốn di chuyển 8 cái chân khổng lồ, truy kích điểm sáng màu lam nơi xa, nó lại không thể nhấc chân lên. Không biết từ lúc nào, trên mặt đất xuất hiện một tòa cự hình quang trận, hàn phong gào thét, phối hợp với băng vụn rơi xuống, phong bế 8 chân của bá vương sa giải vào trong băng. Lập tức, bá vương sa giải hú lên quái dị, quanh thân xuất hiện một vòng bão cát cuồng bạo, đập nát những khối băng trên chân. Hứa Tuyết Xuyên ở phía xa thấy thế nhíu đôi mi thanh tú, nhưng ngay trước khi thi triển thủ đoạn, một đạo truyền âm lại vang lên trong nguyên thần của nàng. Hứa tiên tử, bảo vật đã lấy được, là đạo hữu đang thi triển thủ đoạn giúp người thoát thân. Nghe Lê Quân nói lời ấy, pháp quyết trên tay Hứa Tuyết Xuyên lúc này biến đổi, gọi ra huyền minh băng kiếm thi triển kiếm độn thuật, lập tức tăng độn tốc lên gấp bội. Nhưng mặc dù như thế, tốc độ chạy như điên của bá vương sa giải vẫn phải nhanh hơn nàng một bậc. Nhưng không chờ cổ thú luyện hư tới gần Hứa Tuyết Xuyên, một tiếng nổ mạnh từ sào huyệt sau lưng truyền đến. Trong sào huyệt có linh dược bá vương sa giải thủ hộ vạn năm, hiện tại truyền đến động tĩnh bực này, tất nhiên lập tức hấp dẫn sự chú ý của nó. Ngay sau đó, con cua không chút do dự bỏ qua Hứa Tuyết Xuyên, thân hình trầm xuống chui vào trong cát, ngay sau đó linh quang nồng đậm xuyên qua lớp cát bay ra, tiến về phía sào huyệt với tốc độ kinh người. Thấy tình hình này, độn quang do Hứa Tuyết Xuyên biến thành lập tức dừng lại, lộ ra thân hình thướt tha của nàng. Không bao lâu, ba đạo độn quang từ chân trời mà đến, hiển lộ ra thân hình ba người Lạc Hồng. Lần này ngược lại thuận lợi, không biết trong khu vực phong ấn kia có bảo vật gì. Nhìn thấy ba người, Hứa Tuyết Xuyên không khỏi tò mò nhìn về phía Lũng Thụy Vân nói. Bảo vật trong vùng đất phong ấn đều bị hạ cấm chế, chỉ có người Lũng gia mới có thể sử dụng, cho nên lúc này bảo vật chắc chắn là ở trên người Lũng Thụy Vân. Là tam sắc phượng hoàng phù.
Lũng Thụy Vân cười ngọt ngào nói, một tấm bảo phù loại công phạt sơ giai cao cấp. Ừm, cũng không tệ, sau này nếu gặp phải đối thủ khó giải quyết, có thể dùng phù lục này đuổi giết. Dù sao nói về uy lực, phù này có thể trở thành một kích toàn lực của tu sĩ luyện hư sơ kỳ. Hứa Tuyết Xuyên hiển nhiên đã nghe nói qua tam sắc phượng hoàng phù, biết rõ sự lợi hại của nó, lập tức không khỏi đối với kế hoạch của Lạc Hồng có thêm vài phần tin tưởng. Hứa tiên tử yên tâm, tới lúc nguy cấp rồi, Lăng Nhăng tuyệt đối sẽ không nỡ sử dụng phù lục này. Sau khi cam đoan một câu, Lũng Thụy Vân nhìn về phía Lạc Hồng, vẻ mặt tin cậy hỏi, Lạc đạo hữu, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tiếp tục, dò xét phong ấn chi địa phụ cận, hay là tiến thẳng vào hãn hải sa mạc, chờ đợi vòng phong ấn thứ hai xuất hiện. Theo Lạc Mỗ thấy, hiện tại thẳng tiến sa mạc vẫn còn quá sớm, không bằng tiếp tục đi hướng đông, thử xem có thể chặn được một chi đội ngũ thí luyện vừa mới đoạt được bảo vật phong ấn hay không. Lạc Hồng lập tức cũng không đùn đẩy, trực tiếp đề nghị. Là đạo hữu, Lê Mỗ cảm thấy hành động lần này có chút không ổn, bên trong sa mạc sớm hay muộn chúng ta cũng phải đi tới đó. Diện tích nơi đó còn xa mới bằng bên ngoài, nếu không sớm đi được chỉ sợ đến lúc đó chúng ta đã rơi vào trong mắt đội ngũ thí luyện rồi. Hơn nữa, Lê Mỗ nghĩ thầm đội ngũ thí luyện còn lại cũng sẽ có ý niệm tương tự, cho nên lần này chúng ta đi đại khái sẽ bị mất công dã tràng. Lạc Hồng vừa dứt lời, Lê Quân liền lắc đầu, đưa ra ý kiến phản đối. Hắn nói rất có lý, nhưng đồng thời cũng có ý riêng, đơn giản là muốn nhanh chóng tìm được Lũng Quảng, lấy được giải dược Hoàng Tuyền Hoàn. Hứa tiên tử, không biết ý của ngươi như thế nào. Mặc dù Lũng Thụy Vân hướng về Lạc Hồng, nhưng lời Lê Quân nói khó tránh khỏi khiến nàng lo lắng, lập tức không khỏi nhìn về phía Hứa Tuyết Xuyên có tu vi cao nhất trong bốn người. Ta đồng ý với ý kiến của Lạc đạo hữu, tiếp tục ở lại bên ngoài sa mạc 4-5 ngày. Hứa Tuyết Xuyên không chần chừ, lập tức nói, không biết hứa tiên tử có căn cứ gì. Lê Quân nhướng mày, ngữ khí có chút bất mãn. Lê đạo hữu chớ quên, lần long huyết thí luyện này thế lực lớn nhất chính là mười mấy chi đội ngũ vây quanh Định Long Tử. Nếu như ta giống như hắn chiếm ưu thế lớn như vậy, khẳng định sẽ không vì mấy tấm bảo phù sơ cấp cao cấp, phân tán lực lượng ở bên ngoài sa mạc. Mà là sẽ ở lúc vừa tới sa mạc hãn hải, liền lập tức đi vào trong lòng, để tụ lực lượng, sau đó lấy nhàn nhã đợi mệt tuần thủ ở bên trong. Cũng có nghĩa là, cho dù bây giờ chúng ta lập tức khởi hành đi vào trong lòng đất, cũng đã chậm một bước. Nếu như không may trực tiếp đụng vào bọn họ, chúng ta cơ bản chính là thập tử vô sinh. Cho nên kế hoạch trước mắt chính là phải bình tĩnh, chờ mấy ngày sau chạy tới nội địa của đội ngũ thí luyện và mệnh Định Long Tử liều mạng với nhau, chúng ta lại tiến vào trong nội địa tìm cơ hội. Đương nhiên, nếu chúng ta có thể đạt thành mục tiêu ở bên ngoài sa mạc, tất nhiên là không thể tốt hơn. Tin tưởng bằng vào thần thức hơn người của Lạc đạo hữu sẽ không để cho chúng ta uổng phí mấy ngày nay. Sau khi phân tích một phen, Hứa Tuyết Xuyên nhìn về phía Lạc Hồng cười nói, Hứa tiên tử cũng đừng quá hy vọng vào Lạc Mỗ, khí tức của huyết ấn cũng không thể che lấp, phòng trừng chiến thuật đánh lén lại một lần nữa, sẽ không cách nào sử dụng nữa. Lạc Hồng nghe vậy lập tức hiểu ý, lập tức cũng cười khẽ nói. Trước đây, Lạc Hồng có thể sử dụng kế làm cho Lũng Minh Hoa lộ ra chân diện mục, chính là bởi vì cảnh khôi cùng hắn đối thoại đều bị hắn nhìn thấy. Mà theo huyết ấn trên người tăng nhiều, Ngụy Long khí phát ra sẽ càng thêm mãnh liệt. Đến lúc đó đừng nói là đánh lén, người khác từ xa cảm ứng được cỗ khí tức này, trong 10 người sẽ có 9 người lựa chọn chạy trốn. Có một lần cũng tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta sẽ chạy tới chỗ phong ấn liền nhau. Hứa Tuyết Xuyên cũng không cảm thấy thất vọng, dứt lời liền bỏ chạy về hướng đông bắc. Lê Quân lập tức mặc dù còn có chút ý tưởng, nhưng tự biết thuyết phục không được 3 người khác, sau khi thở dài một tiếng cũng đi theo. Là nơi thí luyện long huyết, hãn hải sa mạc rộng lớn vô cùng, đám người Lạc Hồng tuy vì tiết kiệm pháp lực, không toàn lực phi độn, nhưng độn tốc cũng nhanh hơn vài dặm. Phi độn như thế một ngày đêm, trên đường chỉ nghỉ ngơi 2 canh giờ, lại còn cách một chỗ phong ấn nửa ngày lộ trình. Nhưng mà đúng lúc này, thần thức Lạc Hồng đột nhiên quét đến 2 cỗ khí tức, sau khi cẩn thận cảm ứng, không khỏi khẽ di một tiếng. Làm sao Lạc đạo hữu lại phát hiện ra gì? Từ sau trận chiến lần trước, thái độ của Hứa Tuyết Xuyên đối với Lạc Hồng đã tốt hơn rất nhiều, không còn ghét bỏ như trước, dù sao cảnh giới nguyên thần của Lạc Hồng hơn người hiện ra vô cùng hữu dụng. Hơn nữa, tu luyện bí thuật nguyên thần quả thật dễ khiến tính tình người ta trở nên cổ quái, có thể lý giải.
Cho nên, mặc dù giọng điệu vẫn lạnh như băng của Hứa Tuyết Xuyên khi hỏi thăm, lập tức lại ẩn ẩn có thêm vài phần nhu hòa. Phía trước có hai tu sĩ hóa thần trung kỳ, hơn nữa Lạc Mỗ chưa từng thấy qua, hơn phân nửa không phải từ Thiên Uyên Thành mà đến. Lạc Hồng lập tức đáp lại, hả? Không có người Lũng Gia nào ở bên. Hứa Tuyết Xuyên kinh ngạc nói, không có, nhưng nhìn khí tức, bọn họ không hề giống như bị đánh tan. Mặt khác, một người trong đó đang cầm pháp bảo nào đó, tựa hồ đang dò xét cái gì. Lông mày Lạc Hồng dần dần nhăn lại, chỉ cảm thấy trong đó nhất định có cổ quái. Nếu không phải là tàn binh, chẳng lẽ đội ngũ này vô cùng tự tin vào thực lực của mình, phân binh. Hoặc là hai người khác ẩn núp trong bóng tối, ngoài sáng chỉ là mồi nhử. Lê Quân nghe vậy cũng cảm thấy không đúng, lúc này đưa ra hai khả năng. Là đạo hữu, pháp bảo trong tay hai người kia có phải là một cái kim bát đen? Ngay khi ba người còn đang nghi hoặc, Lũng Thụy Vân lại giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, gấp giọng hỏi. Đúng vậy, chẳng lẽ Thụy Vân đạo hữu biết chút gì? Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, lúc này hỏi. Hỏng rồi, Quảng ca ca quả nhiên giáp tâm hại người. Lũng Thụy Vân đầu tiên là cắn răng dậm chân, sau đó áy náy liếc nhìn Lê Quân, nói tiếp, kim bát kia chính là tử bát trong Hoàng Tuyền tử mẫu bát. Nước Hoàng Tuyền có thể dùng để luyện chế Hoàng Tuyền hoàn, cũng có thể cảm ứng được độc của Hoàng Tuyền hoàn. Thì ra là thế, khó trách Lũng Quảng kia có thể luyện ra nhiều Hoàng Tuyền hoàn như vậy, đây là tiện lợi để chiếm linh bảo. Hai người trước mắt là người của Lũng Quảng, bây giờ đang thu nạp nhân thủ. Hứa Tuyết Xuyên lập tức hiểu ra, nhìn về phía Lê Quân sắc mặt ngưng trọng. Hô! Hứa tiên tử, Lạc đạo hữu, các ngươi đã quá rõ ràng tình huống của Lê Mỗ, không bằng. Cứ mỗi người đi một ngả đi. Lê Quân chần chừ một lát rồi trầm giọng nói. Ôi! Hứa Tuyết Xuyên tự nhiên không muốn để cho Lê Quân rời khỏi đội, nhưng trừ phi nàng có thể lấy ra Bích Lạc Đan, nếu không căn bản không ngăn cản được. Đều do ta. Lũng Thụy Vân cúi đầu, hổ thẹn vạn phần nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 967, Hỗn vào Lũng Đông. Trong Long Huyết thí luyện, các đội ngũ phân tán tiến vào địa điểm thí luyện, quy tắc là mọi người đều biết. Lũng Quảng muốn lợi dụng Hoàng Tuyền hoàn tụ lại lực lượng, nhất định phải có thủ đoạn dò xét người trúng độc. Nếu không ba người Cảnh Khôi cũng sẽ không chủ động đi đầu nhập vào hắn. Cho nên Lạc Hồng tin rằng hai tu sĩ hóa thần kỳ cử chỉ quái dị này nhất định không phải là trường hợp đặc biệt, mà tổ hợp giống như vậy còn có rất nhiều. Bọn họ phân tán ở bên ngoài sa mạc, không ngừng tìm kiếm tồn tại giống như Lê Quân, khiến cho thế lực lấy Lũng Quảng làm hạch tâm, phảng phất như tuyết cầu càng lăn càng lớn. Nếu nói bên Mệnh Định Long Tử là thế lực lớn nhất trong trận thí luyện này, như vậy bên Lũng Quảng chính là cỗ thế lực thứ hai đang nhanh chóng quật khởi. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng lập tức tính toán trong lòng, lúc này nhìn về phía Lê Quân nói. Lê đạo hữu cảm thấy Lũng Quảng kia có mấy phần đáng tin. Thực không dám giấu giếm, đối với vấn đề này Lê Mỗ đã sớm nghĩ tới vô số lần từ lâu. Từ tình huống mà Lũng đạo hữu giao phó, lời người này nói trong tụ hội hẳn là nửa thật nửa giả. Trong tay hắn hơn phân nửa không có đủ thuốc giải độc cho mọi người, nhưng nhất định sẽ có mấy viên. Lê Quân cũng không phải là người ngu dốt, sau khi biết được tiền căn hậu quả, tự nhiên có thể đoán ra mưu đồ của Lũng Quảng. Không sai. Nhưng Lê đạo hữu có nghĩ tới hay không, sau khi chuyện này thành công thì đan dược của Lũng Quảng sẽ luận công ban thưởng, hay là muốn các ngươi dựa vào thủ đoạn để tranh đoạt? Lạc Hồng đã đồng ý với cách nói của Lê Quân, nhưng lại đưa ra một vấn đề mới. Cái này, chỉ sợ đến lúc đó vẫn phải dựa vào nắm đấm nói chuyện. Lê Quân am hiểu quy củ của tu tiên giới, bọn họ vốn là một đám người xa lạ vì độc của Hoàng Tuyền Hoàn mới miễn cưỡng tụ tập lại. Sau khi chuyện thành công, làm sao có thể mắt thấy người khác có thể sống sót, chính mình lại độc phát chờ chết. Cho nên, đến lúc đó tất nhiên không thể thiếu một trận đại chiến. Lê đạo hữu, Lạc Mỗ tin tưởng ở bên phía Lũng Quảng, ba người giống như Cảnh Khôi cùng nhau trúng độc mới là chủ lưu. Nếu ngươi một mình tiến đến, vậy hả? Năng đoạt được Bích Lạc Đan trong đại chiến cuối cùng là cực kỳ bé nhỏ. Lạc Hồng Ngôn ngụ ý rất đơn giản, Lê Quân ngươi hiện tại một mình đầu nhập vào Lũng Quảng bên kia, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Đáng chết! Vậy ngươi nói, rốt cuộc bây giờ ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ trông cậy sau khi trở lại Vọng Long Thành,
trong tay gia gia của nàng vừa vặn có một viên bích lạc đan sao. Đừng quên, chúng ta bây giờ 8/9/10 đã chọc giận Lũng Liệt tiền bối. Bị Lạc Hồng trắng trợn chọc phá tình cảnh trước mắt như vậy, Lê Quân nhất thời không khống chế được cảm xúc, vừa hung hăng chỉ vào Lũng Thụy Vân, vừa điên cuồng hét lên Lạc Hồng. Thấy hắn như vậy, trong lòng Lũng Thụy Vân càng áy náy, nhưng nàng biết rõ lúc này mình mở miệng sẽ chỉ làm sự tình càng tệ hơn, cho nên chỉ có thể đáng thương nhìn về phía Lạc Hồng. Đương nhiên không thể đem tính mạng bản thân giao cho sự kiện xác suất nhỏ, cho nên Lạc Mỗ nguyện cùng đi với Lê Đạo Hữu. Lạc Hồng đầu tiên là lắc đầu, sau đó đột nhiên nghiêm mặt chắp tay nói: Cái gì? Lạc Đạo Hữu muốn cùng Lê Mỗ đổi sang đầu nhập Lũng Quảng, người đây? Nghe lời ấy, Lê Quân vừa khiếp sợ lại cảm kích, nhất thời nghẹn lời, một lát sau mới nói: Nhưng Lạc Đạo Hữu cũng không trúng độc, chỉ sợ đến lúc đó sẽ lộ ra chân tướng, vẫn tính. Điểm này Lê Đạo Hữu không cần phải lo lắng, Lạc Mỗ nuôi dưỡng một con linh trùng có độc đạo thần thông, bắt trước Hoàng Tuyền Hoàn trúng độc dễ như trở bàn tay. Chỉ là không biết Hứa tiên tử có nguyện ý đồng hành. Không đợi Lê Quân nói hết lời, Lạc Hồng liền tin tưởng 10 phần nói. Linh quang màu tím bên hông lóe lên, một con tử tinh hạt 2 đuôi dài vài tấc liền xuất hiện trên mu bàn tay phải của hắn. Linh trùng của Lạc Đạo Hữu nếu thật sự có thần thông này, chúng ta mượn cơ hội lẫn vào Lũng Quảng bên kia cũng chưa hẳn là một chuyện không tốt. Bằng không đồng thời đối mặt với hai thế lực lớn đấu đá, một hai đội ngũ thí luyện thế đơn lực cô rất khó sinh tồn. Hứa Tuyết Xuyên sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, không do dự liền đồng ý nói. Nhưng ta làm sao bây giờ? Ánh mắt của Lũng Thụy Vân rời khỏi ba người một vòng, lập tức có chút sợ hãi nói. Điều này cũng khó trách, dù sao đề nghị của Lạc Hồng rất có ý tứ vứt bỏ nàng. Thụy Vân đạo hữu đừng nóng vội, Lũng Quảng kia lại không biết thí luyện sát giới đã mở, đến lúc đó ngươi sẽ cùng chúng ta đi cùng nhau. Một khi xảy ra hỗn chiến, chúng ta càng có cơ hội đạt được mục đích. Lạc Hồng lúc này trấn an nói, tốt, ta tin Lạc đạo hữu một lần. Lũng Thụy Vân biết rõ hung hiểm trong đó, nhưng nghĩ đến sự trợ giúp của Lạc Hồng trước đây đối với nàng, nhất thời hạ quyết định. Như vậy rất tốt, chuyện này không nên chậm trễ, Lạc Mỗ để linh trùng thi pháp. Dứt lời, Lạc Hồng liền dùng thần niệm thúc giục, khiến cho A Tử từ trong đuôi bò cạp bắn ra 2 đạo tử mang, phân biệt đánh trúng ngực bụng của hắn và Hứa Tuyết Xuyên. À, cùng lúc đó, hai gã tu sĩ hóa thần kỳ cách xa nhau ngoài ngàn dặm vẫn không phát giác được chút nào Lạc Hồng đang theo dõi. Đang phi độn, một vị phụ nhân áo vàng đột nhiên lấy ra bản đồ gia thú, mở ra xem, trầm giọng nói. Còn có một ngày đêm là có thể đến chỗ phong ấn tiếp theo, bất quá ta xem lần này hơn phân nửa là chúng ta đi một chuyến tay không. Dù sao tính toán thời gian, đội ngũ thí luyện hàng lâm ở khu vực kia nếu như tiếp tục thăm dò ở ngoại vi, sớm nên cùng chúng ta đụng phải. Bây giờ không có, chỉ có thể nói rõ bọn họ lựa chọn trực tiếp đi vào trong phúc địa. Ngươi nói lời này có ý gì? Nam tử áo xanh bên cạnh tay nâng kim bát lên, ánh mắt hơi liếc qua nói. Ta có thể có ý gì? Tiếp tục phi độn về phía trước bất quá là vô dụng, không bằng chúng ta theo đường cũ trở về, đỡ phải lãng phí khí lực. Phụ nhân áo vàng tức giận nói. Không được, Kha Mỗ tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng. Nam tử áo xanh không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, một bộ tư thế chưa đến chỗ phong ấn tiếp theo đã không chịu bỏ qua. Kha đạo hữu, ngươi sẽ không thật sự cho rằng có thể thu nhận được 6 vị đồng đạo chứ? Tổng cộng mới có 49 chi đội ngũ thí luyện, bỏ qua hơn 10 chi đích mạch, cũng chỉ còn hơn 30. Vậy mà còn phân tán ở xung quanh 12 khu vực phong ấn, lại còn tranh đấu với nhau, muốn tìm đủ 6 mục tiêu trong 5 ngày, không khác gì người si nói mộng. Phu nhân áo vàng đầu tiên là lộ vẻ kinh ngạc, tiếp theo tức giận bất bình nói. Thì ra trước khi bọn họ lên đường, Lũng Quảng từng bảo đảm với bọn họ. Chỉ cần bọn họ có thể trong vòng 5 ngày chiêu lãm được 6 tu sĩ hóa thần kỳ trúng độc Hoàng Tuyền Hoàn, sẽ cho bọn họ thuốc giải. Nhưng điều này đối với phụ nhân áo vàng, không thể nghi ngờ là một câu nói suông, bởi vì căn bản làm không được. Nếu như Thang phu nhân muốn khuyên Kha Mỗ gia nhập kế hoạch cưỡng đoạt bích lạc đan của Tô đạo hữu thì không cần nói nữa. Tu vi của Lũng Quảng không kém, các ngươi không thể thành công. Hai mắt Kha Tuệ Quang nhìn chằm chằm kim bát trong tay, không ngẩng đầu lên mà nói. Đối với phụ nhân áo vàng, cũng chính là dự định của Thang phu nhân. Kha Tuệ Quang biết rõ trong lòng, cũng thập phần thấu hiểu. Dù sao, hắn cũng tức giận với thủ đoạn hạ độc hiếp bức mình của Lũng Quảng, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.
trừ phi chính Lũng Quảng lộ ra sơ hở, nếu không bọn Tô Uy nhất định không thể động vào mấy người, cho dù là mật báo cũng không cần thiết. Kha đạo hữu, đừng nói lời đó. Ngay khi Thang phu nhân chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn khuyên bảo, kim bát trong tay Kha Tuệ Quang đột nhiên phát ra một tiếng vù vù. Chỉ thấy, nước hoàng tuyền trong bát xuất hiện từng vòng gợn sóng, mà ngọn nguồn những gợn sóng này chính là ba điểm lõm tụ tập cùng một chỗ. Đúng là một đội ngũ thí luyện hoàn chỉnh. Thang phu nhân trừng mắt, kinh hãi hô to. Mau, đuổi theo. Kha Tuệ Quang tâm tình cũng kích động, dù sao chỉ cần mời chào ba người này, cộng thêm hai người trước đây mời chào, bọn họ chỉ thiếu một người là lỗ hổng. Thang phu nhân lúc này vô cùng phấn chấn, không bao giờ muốn Tô Uy mưu tính nữa, lập tức tăng mạnh độ tốc. Mấy canh giờ sau, bọn họ liền đuổi tới trong vòng vạn dặm, mà lúc này đối phương cũng hiển nhiên cảm giác được khí tức của bọn họ, trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng bọn họ độ tới. Biến hóa này nằm trong dự liệu của hai người, cho nên dù bốn người đối phương đằng đằng sát khí cũng không thể làm bọn họ chùn bước. Không bao lâu, hai bên độn quang liền xuất hiện trong tầm mắt của hai bên. Giờ phút này Kha Tuệ Quang không dám chậm trễ, lập tức dùng tiếng pháp lực chấn động khắp nơi truyền âm nói, hai người chúng ta có manh mối bích lạc đan. Nếu ba vị đạo hữu cảm thấy hứng thú, xin chế trụ người Lũng ra bên cạnh, cùng hai người chúng ta nói chuyện một phen. Nghe lời ấy, bốn đạo độn quang xung phong tới trước kia bỗng nhiên dừng lại, lộ ra bốn bóng người hai nam hai nữ. Bốn người này vừa mới hiện thân, liền mơ hồ có tiếng cãi vã truyền đến, mặc dù sau đó dùng cách âm cháo che đậy. Nhưng chỉ nhìn bộ dáng liền biết bầu không khí của bốn người này có thể dùng bốn chữ kiếm bạt dương cung nỏ để hình dung. Đối với việc này, Kha Tuệ Quang cùng Thang phu nhân không có một tia ngoài ý muốn cùng lo lắng. Dù sao lúc trước bọn họ cũng là như vậy mà tới, biết rõ đối phương cùng bọn họ đồng dạng không có lựa chọn khác. Quả nhiên, không đến nửa nén hương sau, một thanh niên tướng mạo bình thường trong đó đột nhiên ra tay với nữ tử Lũng gia nọ. Chỉ thấy, năm cái cốt hoàn tản ra âm sát khí nồng đậm, hiện lên trên cổ tay chân của nữ tử Lũng gia. Không đợi nàng kịp phản ứng, năm cái cốt hoàn này liền mãnh liệt thu lại, giam cầm pháp lực thần thông của nàng. Lập tức, thanh niên kia liền dẫn theo nữ tử Lũng gia cùng hai gã tu sĩ hóa thần kỳ khác phi độn đến phía Kha Tuệ Quang. Manh mối ở đâu? Nhanh lấy ra, không thì lập tức kêu các ngươi chết ở đây. Vừa tới gần, Hứa Tuyết Xuyên mặt lạnh như băng, sát khí bức bách nói. Vị muội muội này đừng vội, cũng đừng phát hỏa lên hai người chúng ta. Nói ra thật xấu hổ, hai người bọn ta cũng trúng phải độc của Hoàng Tuyền Hoàn, lúc này mới bất đắc dĩ phải thay kẻ đứng sau màn làm việc. Còn về manh mối, ba vị cứ xem lưu ảnh châu này. Thang phu nhân một mặt trấn an ba người, một mặt lấy ra một pháp khí giống như Dạ Minh Châu. Thần niệm vừa động, viên châu liền tràn ra linh quang nồng đậm, hội tụ thành hình ảnh Lũng Quảng. Sau một khắc, hư ảnh này liền mở miệng, đầu tiên là nói ra chuyện tụ hội ngày đó, sau đó cường điệu chỉ có bích lạc đan trong tay hắn. Cuối cùng nói rõ chỉ cần trong thí luyện nghe hiệu lệnh của hắn, sau đó liền có thể lấy được đan bảo toàn. Ba vị đã hiểu, có nguyện đi theo chúng ta không? Đợi hư ảnh cầm miệng, Kha Tuệ Quang lập tức hỏi. Đáng giận, Lũng gia này lại xuất hiện một kẻ âm độc như thế, làm Lê Mỗ tức chết. Lê Quân giống như vừa mới biết được Lũng Quảng là hắc thủ phía sau màn, tức giận nổi gân xanh nói. Hai vị đã cùng ba người chúng ta đồng bệnh tương liên, vậy có thể tín nhiệm. Lạc Mỗ lập tức chỉ hỏi một câu, các ngươi có tận mắt nhìn thấy trong tay Lũng Quảng có bích lạc đan không? Lạc Hồng một tay xách theo Lũng Thụy Vân mềm như bùn nhão, sắc mặt ngưng trọng hỏi thăm. Cái này tự nhiên, trong một lọ ít nhất có 8 viên bích lạc đan, mà trong tay đối phương có 6 bình thuốc giống nhau. Thang phu nhân khẳng định trả lời. Hứa tiên tử. Lạc Hồng nghe vậy gật đầu một cái, nhìn về phía Hứa Tuyết Xuyên nói. Không cần nhiều lời, chúng ta không có lựa chọn khác, liền theo nhị vị đạo hữu này đi gặp Lũng Quảng, xem hắn đến tột cùng muốn làm gì. Hứa Tuyết Xuyên lập tức gõ nhịp xuống. Tốt, Hứa tiên tử quả thật là người quả quyết, mời theo Kha Mỗ. Thấy Hứa Tuyết Xuyên sảng khoái như vậy, trong lòng Kha Tuệ Quang không khỏi vui vẻ, đơn hàng này càng nhanh hoàn thành, hắn có thể rút ra càng nhiều thời gian đi bổ sung lỗ hổng cho người cuối cùng. Không nói đến bốn người Lạc Hồng đi gặp mặt Lũng Quảng, lúc này ở trong sa mạc Hãn Hải, trong một ốc đảo hiếm thấy, lại có mười mấy người bày bàn, trái cây, thiết yến ở nơi thí luyện này. Nhìn kỹ lại, những người này rõ ràng đều là tộc nhân dòng chính của Lũng gia. Mà ngồi ngay ngắn ở trên thủ tọa, chủ nhân của yến hội này
chính là thanh niên áo bào tím kia. Hắn chính là đương đại mệnh Định Long Tử, Lũng Đông. Nghe nói trong cơ thể người này có chân long huyết mạch vượt qua 150 châu. Tư chất bực này ở Lũng gia trải qua vô số năm tháng, sinh ra vô số tộc nhân cũng có thể xếp vào năm vị trí đầu. Nói trắng ra lần long huyết thí luyện này chính là vì Lũng gia lão tổ để cho chân long huyết mạch của hắn đột phá 600 châu đại quan sở mở ra. Nào, ta kính các vị một ly nữa. Nếu không có chư vị huynh đệ tỷ muội ủng hộ, Lũng Đông ta lúc này cũng không thể khí định thần nhàn như vậy, các vị phải chịu ủy khuất rồi. Yến hội kết thúc, Lũng Đông đột nhiên nâng chén kính nói. Ha ha, Đông ca nói quá lời, chúng ta cũng không phải là những con ếch ngồi đáy giếng kia, thần thông của ngươi chúng ta đều đã kiến thức qua, sớm đã cam bái hạ phong, lúc này nào có ủy khuất đáng nói. Một vị dòng chính quần áo chỉnh tề lập tức đứng dậy nâng chén nói. Đúng, Tán Hoa huynh nói không sai, chúng ta sớm đã tâm phục khẩu phục đối với bản lĩnh của Đông ca ngươi. Ngày khác nhất định có thể tiến giai đại thừa, dẫn dắt Lũng gia chúng ta tái hiện vinh quang khi tổ tiên trên đời. Vì thế, chúng ta bỏ qua một phần huyết mạch chân long cũng không tính là gì. Lại có người phụ họa nói, ha ha, đa tạ chư vị cát ngôn. Các ngươi yên tâm, từ nay về sau Lũng Đông ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Lũng Đông hiểu rõ vì sao những đồng tộc dòng chính này của hắn lại ủng hộ hắn, lập tức lần nữa cam đoan. Nghe lời ấy, chúng tu trong yến tiệc tất nhiên là một trận ứng hòa. Sau đó không lâu, yến hội tan đi, các tu sĩ liền trở về đội ngũ thí luyện của mình. Rất nhanh, trong ốc đảo này chỉ còn lại có Lũng Đông cùng ba nam tử áo đen vẫn đứng ở phía sau hắn. Đột nhiên, một tiếng rít từ bên cạnh truyền đến, chỉ thấy một đạo gió tanh thô to, vô cùng nhanh chóng cuốn tới nam tử áo đen bên phải. Thấy tình hình này, người này chẳng những không tránh không đỡ, ngược lại còn vẫy tay. Nhất thời, đạo tinh phong kia quấn lên bàn tay hắn, lập tức biến thành một mặc dao to bằng ngón tay. Sau một hồi thần thức trao đổi, nam tử áo đen này chắp tay bẩm báo, thiếu chủ, 17 chi đội ngũ thí luyện đều đã an bài thỏa đáng. Từ bây giờ trở đi, phàm là đội ngũ thí luyện xâm nhập vào sa mạc, đều sẽ bị chúng ta phát hiện trước tiên, lập tức tru sát. Tiêu Tam, người khác còn chưa tính, ngươi khi nào cũng học được nịnh nọt như thế. Bản công tử chưa thắng được thí luyện, còn chưa được gọi là thiếu chủ đâu. Lũng Đông phốc một tiếng mở ra chiếc phiến, cười khẽ nói, thuộc hạ biết tội. Thật sự là lần này đại công tử thắng thí luyện giống như lấy đồ trong túi, làm thuộc hạ vô thức đổi giọng. Nam tử áo đen tên Tiêu Tam lúc này quỳ một gối xuống đất. Chương 968, Bỉ Ngạn Huyết Cốt Phiền. Ha ha, thắng thí luyện chỉ cần thu được hơn phân nửa long huyết lệnh, mà trước khi thí luyện bắt đầu, 17 chi đội ngũ đích mạch đều đã thần phục. Thế cho nên thí luyện này vừa mới mở, trên tay bổn công tử đã có 18 long huyết lệnh, còn lại 7 cái cũng không khó. Cho nên, có thể thắng được thí luyện hay không thì cũng chưa bao giờ đáng giá để bổn công tử lo lắng, bổn công tử chân chính quan tâm là làm sao không cho con mồi vào lưới chạy thoát. Ba người các ngươi theo dõi chặt chẽ cho bản công tử, nhất định phải để cho những hóa thần ngoại viện kia nghiêm túc làm việc cho bản công tử. Lũng Đông lúc đầu còn mang vẻ mặt cười, nhưng càng nói thần sắc lại càng hung ác, cuối cùng lúc khai báo, càng làm cho ba người đồng loạt quỳ xuống. Ưu thế của hắn rất lớn, thắng thí luyện cũng không khó, khó khăn chính là muốn diệt sát 20 đồng tộc trở lên. Dù sao, không phải ai cũng giống như Lũng Thụy Vân thân mang huyết hải thâm cừu, một khi chuyện ám khai sát giới lan truyền ra ngoài. Đa số thí luyện giả đều sẽ lập tức dùng cấm chế triệu hoán địa mạch xa, trực tiếp từ bỏ thí luyện. Cho nên, hắn ở bên trong sa mạc, dùng 17 đội ngũ thí luyện bố trí thành một tấm lưới tuyệt sát cự đại phải cực kỳ nghiêm mật. Nếu không chỉ cần một con cá lọt lưới là có thể làm cho hắn không cách nào làm hết toàn bộ công lao. Mà không thể dùng toàn bộ công sức đối với hắn mà nói, liền mang ý nghĩa thất bại. Chúng ta nhất định không để đại công tử thất vọng. Ba vị nam tử áo đen cùng kêu lên, ha ha, long huyết thí luyện lần này thật đúng là đáng xem, đích mạch và chi mạch mỗi bên tụ tập hai thế lực, nhìn điệu bộ này là muốn huyết chiến một trận. Trong bàng chi thế hệ này của Lũng gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, đầu tiên là ra một nữ tử thủ đoạn tàn nhẫn, hiện tại lại có thêm một tiểu tử thiện tụ nhân tâm. Ha ha, ngoại trừ có thể làm cho chúng ta vui vẻ ra, cũng không có tác dụng gì lớn, dù sao đích mạch lần này chính là đoàn kết chưa từng có à. Ở trong đại điện thí luyện,
một đám tân khách dựa vào truyền ảnh cấm chế, phán đoán thế cục rõ ràng. Hiện tại bên hãn hải sa mạc kia, thứ gây chú ý nhất đơn giản là sát trận do đích mạch của Lũng Gia bày ra trong nội địa, còn có thế lực Lũng Quảng lớn mạnh như quả cầu tuyết. Lũng Trấn, rốt cuộc ngươi đã động tay động chân gì mà dám làm tổn thương đến tính mạng cháu gái ta, ta nhất định sẽ không để yên cho ngươi. Thấy Lạc Hồng ra tay bắt lấy Lũng Thụy Vân, lúc này Lũng Liệt một chưởng vỗ nát tay vịn của ghế dựa, trợn mắt trừng trừng nhìn thanh sam trung niên bên cạnh nói. Ha ha, Liệt huynh yên tâm, Quảng Nhi có chừng mực, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương cháu gái R.E.B. Vân mảy may. Nhưng hành trình thí luyện lần này, cháu gái của Thụy Vân chỉ có thể đi tới đây. Lũng Trấn đắc ý cười nói, nhưng cũng không có kích thích Lũng Liệt, dù sao hiện tại dùng ánh mắt giết người nhìn hắn đâu chỉ có mỗi Lũng Liệt. Vì cơ hội một chiều hóa rồng này, một chi của hắn chính là đem danh dự tốt đẹp nuôi dưỡng vạn năm đều bồi vào. Hừ, quả nhiên là đám ô hợp, tụ cùng một chỗ ngược lại bớt đi chuyện của Đông Nhi. Lũng Trường Hằng ngồi ở Lũng Gia phụ cận hừ lạnh một tiếng, khinh thường nghĩ nếu chỉ dựa vào nhân số là có thể lay động vị trí Định Long Tử. Mấy lần Long Huyết thí luyện trước kia cũng sẽ không tất cả đều là Định Long Tử thắng được. Nhưng cũng tốt, đối thủ càng mạnh thì danh tiếng sau khi Đông Nhi chiến thắng sẽ càng vang dội. Đến lúc đó vị trí gia chủ của ta có thể yên tâm giao cho hắn. Không nói đến mạch nước ngầm bên trong đại điện thí luyện bắt đầu khởi động, sau khi bốn người Lạc Hồng trải qua hơn nửa ngày chạy đi, đã đi tới một khối nham thạch thật lớn. Không ngờ vừa đến, Lạc Hồng liền gặp được một người quen. Lạc huynh, đúng là Lạc huynh, sao ngươi cũng tới đây? Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Lạc Hồng, Bạch Thủ không khỏi kinh ngạc thốt ra, nhưng lập tức hắn liền ý thức được mình hỏi vấn đề ngu xuẩn. Cười khổ nói, nghe Bạch Mỗ nói vậy, chắc Lạc huynh cũng trúng phải gian kế của Lũng Quảng, ai, người này thật là âm độc. Bạch đạo hữu, Lạc Mỗ cũng không nghĩ tới lại gặp ngươi ở nơi này. Ngươi tới trước một bước, có biết Lũng Quảng hiện đã tụ tập bao nhiêu nhân thủ không? Lạc Hồng dẫn theo Lũng Thụy Vân, trực tiếp hỏi. Ở lại nơi đây có hơn 20 người, tính cả những người đi tìm người, chỉ sợ đã vượt qua 40. Bạch Thủ hơi chút tính toán, sau đó nói, Lạc đạo hữu, chuyện ôn chuyện không vội, tạm thời cùng Kha Mỗ đi gặp qua Lũng Quảng đạo hữu trước. Kha Tuệ Quang còn sốt ruột đi bổ khuyết cuối cùng, tất nhiên không muốn vì Lạc Hồng mà lãng phí thời gian. Tốt, Bạch đạo hữu, ta và ngươi sau này lại gặp nhau. Lạc Hồng gật đầu, liền cáo từ bỏ chạy. Bạch Mỗ tạm ở nhà đá góc đông bắc, Lạc huynh vạn lần đừng thất ước. Bạch Thủ thấy thế lập tức hô to về phía bóng lưng Lạc Hồng, thấy nàng phất tay đáp lại, mới yên lòng. Lúc này, một đạo độn quang từ phía dưới bay vụt đến, dừng ở sau người Bạch Thủ, hiện ra thân ảnh một trung niên nam tử mày kiếm mắt sáng. Nam tử này có khí chất lạnh thấu xương, khí tức giống như kiếm hơn người, mi tâm có một vết kiếm đỏ như máu mơ hồ lộ ra một cỗ linh lực đáng sợ. Lập tức, vẻ mặt hắn bình tĩnh, trong giọng nói lại mang theo trách cứ nói, Bạch đạo hữu, nhà đá ở góc đông bắc chính là nơi tụ hội tối nay của chúng ta, sao ngươi có thể tùy ý để lộ ra ngoài? Vạn nhất bị đám nhuyễn cốt kia phát hiện, chẳng phải trực tiếp chôn vùi mưu đồ của chúng ta. Việc này là Bạch Mỗ tự chủ trương, xin Tô đạo hữu chớ trách. Nhưng Bạch Mỗ có thể cam đoan, vị Lạc đạo hữu kia tuyệt đối là người cùng đường với chúng ta, hơn nữa thần thông bất phàm, Bạch Mỗ tự nhận ra không phải đối thủ. Bạch Thủ nghe vậy lập tức chắp tay xin lỗi, nhưng ngay sau đó liền tin tưởng 10 phần bảo đảm nói. À, người này được Bạch đạo hữu tôn sùng như thế, bốc lên chút phong hiểm lung lạc tới đây, cũng xác thực có thể tiếp nhận. Tô Kiếm Hà nhìn phương hướng Lạc Hồng rời đi, khẽ gật đầu nói. Bạch Mỗ tuyệt không nói dối, có hắn tương trợ, mưu kế của chúng ta liền có thể nhiều thêm một thành phần thắng. Nghe ra nghi ngờ trong lời nói của đối phương, Bạch Thủ lần nữa chắc chắn nói. Ừm, Tô Mỗ tất nhiên là tín nhiệm Bạch đạo hữu, nhưng mà muốn để cho những đồng đạo khác tin phục, đến lúc đó còn phải thử một lần. Tô Kiếm Hà vỗ vỗ bả vai Bạch Thủ, nói không lọt một giọt nước. Mà ngay khi hai người đang nói chuyện, bốn người Lạc Hồng đã đi tới trước một tòa thạch điện thô ráp được xây dựng bằng pháp lực. Mọi người vừa mới xuyên qua cấm chế đi vào trong đó, liền thấy một thanh niên áo trắng bước nhanh ra nghênh đón, nhiệt tình hô, ha ha, Lũng Quảng cung nghênh ba vị đạo hữu, xin mau mau ngồi xuống. Thì ra, trong thạch điện này cũng bày ra từng cái bàn, một tư thế tổ chức yến hội. Ba người Lạc Hồng lập tức liếc nhau, đều thấy được vẻ cổ quái trong mắt đối phương. Bọn họ vốn tưởng rằng đối phương cũng sẽ giống như Lũng Minh Hoa,
vênh mặt hất hàm sai khiến đối với tu sĩ chúng độc, không nghĩ tới lại là hành động của đám ngụy quân tử này. Quảng ca ca, huynh lừa muội, huynh sao có thể gạt muội? Nhìn thấy Lũng Quảng, Lũng Thụy Vân được Lạc Hồng ôm bên hông lập tức vặn vẹo, lòng đầy căm phẫn quát lên. Ủa, biểu muội Thụy, hóa ra đây là đội ngũ thí luyện của ngươi. Vị đạo hữu này, có thể để cho Thụy Vân biểu muội xuống nói chuyện hay không? Lũng Quảng sau khi khẽ kêu một tiếng, liền hướng Lạc Hồng chắp tay nói. Lạc Hồng nghe vậy không nói gì, lúc này cánh tay trái buông lỏng, để cho Lũng Thụy Vân đứng lên. Không đợi Lũng Quảng nói tiếp, Lũng Thụy Vân liền vẻ mặt giận dữ nhào tới, bởi vì không thể vận dụng pháp lực thần thông, cho nên phất tay đánh. Nhưng nàng vừa mới giơ nắm đấm lên, bạch cốt hoàn trên người liền siết chặt, làm cho nàng trong nháy mắt không còn khí lực, lập tức bay ngược trở về trong ngực Lạc Hồng. Đáng giận, buông ra, ngươi buông ta ra. Cũng không biết là tức giận hay xấu hổ, lúc này Lũng Thụy Vân đỏ bừng cả mặt mà ở trong ngực Lạc Hồng náo loạn lên. Lạc Hồng nhất thời nhăn mày lại, ô quang trên tay phải sáng lên, muốn cho Lũng Thụy Vân nếm chút khổ sở. Chậm đã, vị đạo hữu này chớ làm khó Thụy Vân biểu muội, nàng chỉ là nhất thời tức giận, nói ra là được rồi. Lũng Quảng thấy thế lập tức ngăn cản, vừa khuyên nhủ Lạc Hồng, vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người Kha Tuệ Quang lui ra. Đối với sự coi nhẹ của Lũng Quảng, Kha Tuệ Quang và Thang Phu Nhân đều không để ý. Bọn họ tới đây chính là để ghi công, chỉ ước được sớm đi thôi. Ta với ngươi không có gì để nói, ngươi hủy thí luyện của ta. Lũng Thụy Vân đỏ mắt quát. Ai, Thụy Vân biểu muội, mặc dù ta lừa ngươi, nhưng nếu ngươi không cần hoàng tuyền hoàn ta cho, cũng sẽ không thành bộ dáng như bây giờ. Lũng Quảng lắc đầu, thở dài nói. Nếu không phải thật sự không còn cách nào, ngươi cho rằng ta sẽ dùng 3 viên hoàng tuyền hoàn. Lũng Thụy Vân căm hận nói, trong mắt tràn đầy vẻ hối hận. Ta cũng không phải là không có cách, đích mạch lúc này đoàn kết chưa từng có, mà những bàng chi chúng ta lại đều có tâm tư, làm sao cũng không liên hợp được. Nếu không dùng thủ đoạn phi thường, làm sao có thể chống lại? Tuy nói có chút thắng mà không võ, nhưng nếu như Thụy Vân biểu muội đã bại, kính xin nể tình cùng là bàng chi, giúp ta một tay. Lũng Quảng ra mặt thật dày kéo cờ nói, những đồng tộc bị ngươi bắt tới ở đâu? Nghe thấy lời ấy, sắc mặt Lũng Thụy Vân hơi hòa hoãn, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Đa số đã gọi địa mạch xa mà đi, số ít lựa chọn lưu lại, ta cũng không hạn chế tự do của bọn hắn, cũng không có thu long huyết lệnh của bọn hắn. Nếu như biểu muội Thụy muốn gặp bọn họ, có thể đi tới nhà đá ở phía tây, bọn họ đều ở đó. Thấy có hy vọng đem người lưu lại, Lũng Quảng nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Khoan đã, bọn ta không nói là thả nàng đi. Vì Bích Lạc Đan, 3 người chúng ta có thể nghe theo hiệu lệnh của ngươi, nhưng cũng phải lưu lại đường lui. Sau này bất luận ngươi phái 3 người ta đi nơi nào, nàng đều phải đi theo. Hứa Tuyết Xuyên đột nhiên chen vào, một bộ dạng tuyệt không đường thương lượng. Lũng Quảng đạo hữu không cần nhìn Lê Mỗ và Lạc Huynh, chúng ta đã có cùng một ý tứ. Thấy ánh mắt của Lũng Quảng quét tới, Lê Quân lập tức phụ họa, nói, cái này, ai... 3 vị có cảnh giác như vậy, tại hạ cũng có thể hiểu được. Nhưng trưởng bối của biểu muội Thụy Vân cũng không dễ đối phó, 3 vị đừng chỉ lo trước mắt, không để ý sau này. Lũng Quảng có chút không cam lòng khuyên, đây là chuyện của chúng ta, ngươi không cần phải quản. Hứa Tuyết Xuyên không chút khách khí nói với Lũng Quảng một câu, sau đó phối hợp tìm một cái bàn ngồi xuống, tiếp theo lại nói kế hoạch của ngươi đi. Đừng tưởng rằng nắm giữ tính mạng 3 người chúng ta thì có thể để cho chúng ta làm pháo hôi của ngươi. Hứa Tuyết Xuyên cường thế như vậy, lập tức khiến cho Lũng Quảng nhận định nàng chính là người chủ đạo của đoàn thể nhỏ Lạc Hồng, lập tức không dám nhiều lời xung quanh vấn đề của Lũng Thụy Vân. Mà là ngồi đối diện Hứa Tuyết Xuyên nói, tại hạ chưa từng đem ý niệm làm pháo hôi của bất kỳ vị đạo hữu nào trong đầu, hơn nữa mưu đồ của tại hạ cũng cực kỳ đường hoàng. Đơn giản là trước tiên nắm chặt thời gian thu nạp nhân thủ, sau đó dẫn người thẳng tiến vào sa mạc. Nếu như tại hạ đoán không lầm, đội ngũ thí luyện của Đích Mạch đã bày ra sát trận ở sa mạc độc địa, chỉ chờ chúng ta đụng phải chịu chết, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng được chúng ta có thể hóa không thành hàng. Cho nên, chúng ta có thể thừa dịp vòng phong ấn thứ 2 xuất hiện, phân tán lực lượng của bọn họ, trực tiếp tập kích tới, tận lực cho đối phương trọng thương. Tiếp theo chúng ta xem tình huống quyết định là chiến hay lui. Kế hoạch của Lũng Quảng rất đơn giản, chính là tìm đúng cơ hội mà tiến lên, sau đó xem kết quả chiến đấu như thế nào. Quyết định thừa thắng xông lên, hay là lui về phía sau tu chỉnh, lại tìm cơ hội chiến đấu.
Tuy nhiên, kế hoạch này tuy nói đơn giản, nhưng kỳ thật chính là thích hợp nhất Lũng Hữu trước mắt. Dù sao thế lực hắn tụ tập này, cơ bản không có mức độ tổ chức, căn bản không thể chấp hành kế hoạch phức tạp. Chỉ có một tổ ong xông lên và một cỗ não đơn giản nhất mới có thể tối đa hóa chiến lực của bọn họ. Ngươi là người hiểu biết, nếu như thế, ba người ta sẽ đáp ứng nghe hiệu lệnh của ngươi. Hứa Tuyết Xuyên vừa nghe vừa gật đầu, Lũng Quảng vừa dứt lời, nàng liền quả quyết nói. Tiên tử thật sự sảng khoái, còn xin cùng uống. Lũng Quảng lập tức mừng rỡ, giơ chén rượu trước mặt lên, muốn khách khí một phen. Không cần, ba người chúng ta đã đến đây làm việc từ xa, giờ đi nghỉ ngơi trước đi, lúc xuất phát, kính xin thông báo một hai. Không nghe Lũng Quảng nói xong, Hứa Tuyết Xuyên liền đưa tay ra ngăn lại, lập tức đứng dậy cáo từ. Điều này, ba vị đạo hữu đi mạnh khỏe, nếu như có thể, kính xin tận lực đối đãi tốt với Thụy Vân biểu muội. Lũng Quảng thấy thế nhất thời ra mặt cứng đờ, trong mắt hiện lên một tia tức giận, nhưng rất nhanh liền tươi cười nói. Hắc hắc, oán khí của nữ tu kia không phải lớn bình thường, ngươi ăn như vậy thật sự khiến Tần Mỗ tâm tình thư sướng. Bốn người Lạc Hồng vừa bước ra khỏi cấm chế thạch điện, một đoàn sương mù đen liền từ trong hư không xuất hiện, từ trong đó đi ra một nam tử môi răng đều đen. Tần đạo hữu chớ có ở đây nói mát, khí tức huyết ấn trên 30 người này đều trên, ngươi không thể khinh thường được. Đối với sự xuất hiện của Tần Huyên, Lũng Quảng không có chút bất ngờ nào, lúc này xoay người lại, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Khạc khạc khạc, chỉ cần chúng phải độc của Hoàng Tuyền Hoàn, mặc kệ thần thông của hắn như thế nào, trừ phi có cảnh giới luyện hư trở lên, nếu không đều nhất định là vong hồn dưới lá cờ của Tần Mỗ. Tần Huyên âm tà cười nói, hoàn toàn không để ba người Lạc Hồng vào mắt. Hy vọng thần thông của ngươi lợi hại như vậy, bằng không ta có được Long Tử bảo tọa, kế hoạch quét ngang thí luyện thưởng cách của ngươi chính là người si nói mộng. Dù sao chưa từng tận mắt chứng kiến thần thông của đối phương, đến lúc dùng thì Lũng không khỏi có chút hoài nghi. Khạc khạc khạc, biết ngay tiểu tử ngươi đa nghi, cũng được, liền cho ngươi mắt dài. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Cối cũng không sợ Lũng Quảng đổi ý, bàn tay phải lật một cái liền lấy ra một cây cờ nhỏ dài gần tấc. Lập tức nắm chặt, lá cờ này liền dài đến hơn một trượng, chỉ thấy trên mặt phiên tràn đầy hoa bỉ ngạn huyết hồng, tản mát ra âm sát linh lực cực kỳ dọa người. Đây chính là bỉ ngạn huyết cốt phiên, linh bảo nổi danh trên hỗn độn vạn linh bảng. Lũng Quảng nhìn chằm chằm lá cờ trong tay Tần Huyên, hai mắt tỏa sáng nói. Đúng vậy, đây chính là bỉ ngạn huyết cốt phiên của 9.762 vị trên hỗn độn vạn linh bảng. Bây giờ tuy đã tổn hại nhưng chỉ cần kế hoạch của chúng ta thuận lợi, cho dù trong tay Định Long Tử có linh bảo ngang cấp cũng thua chắc. Tần Cối vỗ nhẹ bảo vật trong tay, tự tin nói. Bảo bối tốt. Tần huynh yên tâm, kế hoạch của chúng ta tuyệt không bỏ sót. Đợi đến ngày thành công, chuyện Tần huynh ở rể Lũng gia ta cũng có thể do tại hạ làm chủ, không biết vừa rồi Thụy Vân biểu muội của ta có lọt vào mắt Tần huynh không. Lũng Quảng nghe vậy lòng tin đại chấn, thuận thế lung lạc nói. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 969, một kích thăm dò. Hoắc, nguyên âm của biểu muội ngươi vẫn còn, mà lại do thân có huyết mạch chân long nên trong cực âm lại thai nghén một chút cực dương. Chính là đỉnh lô đỉnh tuyệt hảo, Tần Mỗ tất nhiên thèm nhỏ dãi không gì sánh được. Nhưng trưởng bối của nàng không phải dễ đối phó, đến lúc đó ngươi thật sự làm được. Tần Huyên liếm liếm môi, có chút động tâm lại có chút hoài nghi nói. Ha ha, chỉ cần ta có được vị trí thiếu chủ, chỉ là chuyện cưới gả của một tộc nhân bàng chi, tất nhiên có thể làm chủ. Tần huynh vẫn nên suy nghĩ tiệc cưới nên làm cái gì bây giờ đi. Lũng Quảng cười lớn một tiếng, mười phần tin tưởng hứa hẹn. Xem ra Tần Mỗ lần này không để cho Lũng Quảng đạo hữu xuất, ra tử lực cũng không được. Chiến ý của Tần Cối dấy lên. Hoa nở hai đóa mỗi cành, ngay tại lúc Lũng Quảng cùng Tần Ngọc mưu đồ bí mật, bốn người Lạc Hồng đã ở trên cự nham trên không tìm được một chỗ yên tĩnh. Chỉ thấy Lê Quân dẫm mạnh chân, liền thi triển thổ hành pháp thuật, trong mấy tức tạo ra một gian nhà đá. Bố trí cấm chế xong, ngăn cách người bên ngoài dò xét, Lạc Hồng mới buông cấm chế trên người Lũng Thụy Vân ra. Thụy Vân đạo hữu, Lạc Mỗ vừa đắc tội, xin hãy tha lỗi. Không sao, chỉ là một tiểu tiết, khẩn yếu quan trọng nên để ở sau đầu. Lũng Thụy Vân hai gò má đỏ bừng, lại ra vẻ hào phóng nói.
không nghĩ tới thuận lợi như vậy liền trà trộn vào. Lê Mỗ còn tưởng rằng kia Lũng Quảng sẽ đích thân kiểm tra thực hư một phen. Xem ra hắn cũng chỉ là bề ngoài khiêm tốn, vụng trộm cảm thấy ăn chắc chúng ta. Lê Quân không có nửa điểm hảo cảm với kẻ cầm đầu Lũng Quảng này, lập tức cười lạnh nói. Từ tình hình trước mắt mà xem, lúc trước các học viện đã quyết định sáng suốt, trận thí luyện này đơn đả độc đấu tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà lăn lộn đến Lũng Quảng bên này cũng chỉ có thể được an ổn nhất thời, chờ hai thế lực lớn đại chiến mở ra, chúng ta ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa theo ta phỏng chừng, mặc dù Lũng Quảng có thể chiếm được một chút tiên cơ, nhưng cuối cùng nhất định là đấu không lại Mệnh Định Long từ kia. Hứa Tuyết Xuyên cũng không vì kế hoạch thành công mà buông lỏng, ngược lại đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, phòng ngừa chu đáo, sau đó nên đi như thế nào. Hơn trăm vị tu sĩ hóa thần đại chiến, ngẫm lại liền biết đó là hung hiểm bực nào, nếu còn ở vào bên thua lớn, vậy thì càng làm cho người bất an. Hứa tiên tử, các ngươi đừng coi thường Quảng huynh Lũng Quảng, ta cùng hắn quen biết từ nhỏ, hắn là dạng người gì, ta là rõ ràng nhất. Thấy trong ấn tượng của tôi, nếu không có 7-8 phần nắm chắc, hắn thà bỏ lỡ cơ hội, chứ không làm liều. Tình huống Long Huyết thí luyện tuy đặc thù, nhưng hắn dựa vào khẳng định không chỉ có những người ở mặt ngoài này. Lũng Thụy Vân khi nói đến Lũng Quảng đột nhiên chăm chú. Lạc Mỗ cũng hiểu được người này lòng dạ thâm hậu, mới vừa rồi ở Thạch Điện liền mơ hồ cảm giác được một cỗ khí tức. 8-9 phần 10 là có một đồng đạo thần thông cao cường ẩn giấu ở bên cạnh hắn. Lạc Hồng lập tức phụ họa. Ngay cả thần thức của Lạc đạo hữu cũng chỉ mơ hồ cảm giác được, người này nhất định là rất đáng sợ. Đôi mi thanh tú của Hứa Tuyết Xuyên cau lại, sau khi than thở một tiếng, lại trầm ngâm một lát mới nói. Hiện tại chúng ta phải làm hai chuyện, một là tìm cơ hội chém giết hai người Lũng gia, hai là cướp lấy ít nhất một viên Bích Lạc Đan. Sau khi nghe qua kế hoạch của Lũng Quảng, chuyện đầu tiên nghĩ đến không khó, chỉ cần thừa cơ hội đột kích ra tay là được. Nhưng chuyện thứ hai này lại vô cùng phiền toái, chỉ cần một Lũng Quảng, chúng ta còn có thể đột nhiên làm khó dễ, xác suất lớn là trực tiếp bắt hắn. Nhưng bây giờ, bên cạnh hắn có một đồng đạo thần thông cao cường, trừ phi dẫn dụ hắn hiện thân trước, nếu không chúng ta không có nửa điểm cơ hội. Chỉ dựa vào bốn người chúng ta là không được, nhưng nếu như nhân thủ nhiều hơn chút nữa, thì lại khác. Vừa tới nơi này, vị đạo hữu kia là một vị bằng hữu Lạc Mỗ tin tưởng. Với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không cam lòng để người khác uy hiếp, bị ép bán mạng, và lại để Lạc Mỗ đi trao đổi với hắn một phen, tin tưởng sẽ có một kết quả không tệ. Lạc Hồng cũng không tin hơn 40 tu sĩ hóa thần kỳ này đều không có tâm tư cường đoạt Bích Lạc Đan. Chỉ bất quá không biết nhau, trong thời gian ngắn khó có thể tổ chức, lúc này mới an phận đến bây giờ. Vậy hoàn toàn nhờ vào Lạc đạo hữu. Lê Quân lập tức cảm thấy Lạc Hồng nhân nghĩa, chắp tay nói cảm ơn. Hứa tiên tử đợi lát nữa nếu như không có việc gì, liền dẫn theo Thụy Vân đạo hữu đi thăm dò tình huống những người của Lũng gia lưu lại, xem có đúng như lời Lũng Quảng nói hay không. Sau khi đáp lễ đơn giản, Lạc Hồng đề nghị với Hứa Tuyết Xuyên. Lạc đạo hữu nghĩ thật chu đáo, ta sau đó liền đi. Hứa Tuyết Xuyên sau khi ngẫm nghĩ một hồi, lập tức gật đầu đáp lại. Tốt, Lạc Mỗ đi trước một bước. Lạc Hồng cũng không trì hoãn, thân hình lóe lên liền đi tới bên ngoài nhà đá. Lúc này sắc trời đã tối, 7 vầng trăng sáng treo trên bầu trời, không ngờ mặt ngoài cự nham đã ngưng tụ sương trắng. Thời tiết đêm ở sa mạc tuy là băng hàn thấu xương, nhưng đối với tu sĩ hóa thần kỳ mà nói, lại không hề ảnh hưởng. Sau khi phân biệt phương hướng, Lạc Hồng lập tức hóa thành một đạo lam sắc độn quang, hướng góc đông bắc của cự nham mà đi. Đang nghĩ ngợi làm sao tìm được nhà đá bạch thủ, Lạc Hồng liền phát hiện ở góc đông bắc của cự nham. Lại không có nhà đá rải rác, chỉ có một tòa cao 3-40 trượng, ở giữa trống ra một cái nhà đá cổ quái. Hẳn là chỗ này. Sau khi tự nói một tiếng, Lạc Hồng lập tức độn quang một chuyển, rơi xuống bên ngoài cấm chế của thạch lâu. Vừa muốn gọi cửa, màn hào quang cấm chế kia liền tự mình xé ra một lỗ hổng, hiển nhiên chủ nhân nơi này đã biết được Lạc Hồng tới thăm. Lại có 7-8 đạo khí tức tụ tập ở trong thạch lâu, hắc hắc, bạch thủ quả nhiên không phải an phận. Tâm niệm vừa chuyển, Lạc Hồng liền không sợ hãi chút nào xuyên qua lồng sáng cấm chế, đi về phía cửa lớn của thạch lâu. Hắn chưa đi được mấy bước, lỗ hổng cấm chế phía sau bỗng nhiên hợp lại, toàn bộ màn hào quang sáng rõ. Đây rõ ràng là điềm báo trận pháp cấm chế kích phát. Lạc Hồng nhướng mày, liền thấy một thanh huyền hoàng cự kiếm từ trong màn hào quang trên đỉnh đầu chui ra.
Sau một khắc, huyền hoàng cự kiếm này liền hung hăng hạ xuống, một bộ muốn chém Lạc Hồng thành hai nửa. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng cũng không tránh không né, trên tay phải đột nhiên hiện lên một cái bao tay, da đen, lập tức không nhanh không chậm chộp tới huyền hoàng cự kiếm. Chỉ nghe bành một tiếng trầm đục, một vòng linh ba màu vàng như sóng biển đẩy ra bốn phía, bàn tay phải Lạc Hồng nắm chặt mũi huyền hoàng cự kiếm. Lúc này, bốn đạo cột sáng từ bốn góc màn hào quang bắn ra, sau khi nhập vào trong huyền hoàng cự kiếm, một chút làm cho nó bành trướng lên gấp ba. Thân kiếm dài hơn 30 trượng, giống như ngọn núi nhỏ, nhưng vẫn không thể làm lòng bàn tay phải Lạc Hồng trầm xuống dù chỉ nửa tấc. Ngược lại, trên mu bàn tay phải Lạc Hồng hiện ra một trương mặt ma, cũng không thấy dùng lực như thế nào, liền đem huyền hoàng cự kiếm này bóp nát bấy. Trong điểm sáng màu vàng óng tán loạn đầy trời, Lạc Hồng trầm giọng nói với Thạch Lâu, Bạch đạo hữu, chẳng lẽ hôm nay ngươi bày ra hồng môn yến? Nếu Bạch thủ đã biết một phần thực lực chân thật của hắn, vậy Lạc Hồng cũng không cần phải ở chỗ này diễn kịch. Vị đạo hữu này bớt giận, việc này không liên quan gì đến Bạch đạo hữu, chính là Tô Mỗ chủ trương muốn thử bản lĩnh của đạo hữu một chút. Theo một giọng nói tràn ngập từ tính, một vị nam tử trung niên mày kiếm mắt sáng xuất hiện ở trước cửa Thạch Lâu. Hóa thần hậu kỳ, kiếm tu. Cảm ứng hơi thở đối phương một chút, Lạc Hồng liền xác định thân phận kiếm tu của hắn, thật sự là quá mức lăng lệ, thật giống như một ngụm tế gia thần phong vô ảnh kiếm. Mặc dù tu vi của đối phương cao, nhưng Lạc Hồng há sẽ e ngại, lúc này bất mãn nói, ồ, đạo hữu thử xong cảm giác thế nào? Uy lực linh bảo của ngươi rất mạnh, đoán chừng trong chúng ta thực lực có thể xếp vào hàng tam giáp. Tô Kiếm Hà thần sắc bình tĩnh trả lời, ha ha, đạo hữu kia chắc là tự nhận đệ nhất. Lạc Hồng cười lạnh một tiếng nói, tâm tình đạo hữu hôm nay không tốt Tô Mỗ có thể lý giải, hơn nữa Tô Mỗ hành động quả thật có chút vô lễ. Nếu như trong lòng đạo hữu thực sự tức giận khó bình, không ngại ra tay chút giận, Tô Mỗ nguyện đón đỡ một kích của đạo hữu để bồi tội. Tô Kiếm Hà trực tiếp chấp nhận, ôn hòa chắp tay nói với Lạc Hồng. Ồ, ngược lại cũng là một người có tính tình tốt, Lạc Hồng nghe vậy hơi cảm thấy kinh ngạc. Mà ở bên trong Thạch Lâu, Bạch Thủ cùng 5 vị tu sĩ hóa thần khác giờ phút này đều chú ý thế cục bên ngoài, thần sắc trên mặt khác nhau. Ai, Bạch Mỗ đã sớm nói Lạc huynh thần thông bất phàm, các ngươi lại không tin, nhất định phải thăm dò, chọc ra chuyện phiền phức rồi. Lúc này Bạch Thủ vẻ mặt khổ sở, lần này hắn thật vất vả mới có được giao tình với Lạc Hồng, chỉ sợ phải bồi đi vào hơn phân nửa. Hừ, tai nghe là hư nhãn thấy mới là thật, chuyện liên quan đến sinh tử của chúng ta, chúng ta làm sao có thể chỉ nghe lời nói một phía của ngươi. Nói không sai, hơn nữa có Tô đạo hữu ở đây, có thể xảy ra chuyện lớn gì, ngược lại không đến một lần, sau này dễ dàng xảy ra chuyện. Ha ha, quả nhiên tới, Tô đạo hữu thật là một chiêu ăn sạch, khắp trời. Không biết vị Lạc đạo hữu này thấy mình ra sức thi triển thần thông, bị Tô đạo hữu một kiếm phá vỡ sẽ là biểu lộ gì. Hắc hắc, chỉ sợ cũng giống như Bạch đạo hữu, phải trợn mắt há hốc mồm nửa ngày mới được. Nghe lời ấy, trong mắt Bạch Thủ không khỏi hiện lên một tia tức giận. Lúc hắn vừa tiếp xúc với nhóm người này, Tô Kiếm Hà cũng đã hứa hẹn với hắn phương thức bồi tội tương tự. Kết quả bị một kiếm của đối phương phá đi thần thông, giao ai phủ đầu. Bản lĩnh không bằng người, ăn hạ mã uy cũng không tính là gì, Bạch Thủ cũng không vì vậy mà ghi hận Tô Kiếm Hà. Nhưng mấy thần thông bên cạnh hắn không kém hắn bao nhiêu, dựa vào cái gì để chế nhạo hắn? Hừ, mấy vị đã chắc chắn như vậy, vậy có dám đánh cuộc với Bạch Mỗ không? Đánh cược cái gì? Một đại hán cẩm bào vô thức hỏi. Cược thần thông của Lạc huynh Tô đạo hữu không thể một kiếm phá vỡ. Tiền đặt cược cũng đừng quá lớn, chỉ một kiện pháp bảo một lần duy nhất. Bạch Thủ hùng hổ đánh ra một tấm phù bảo sơ cấp bậc thấp. Một kiện pháp bảo dùng một lần đặt cược vào bình thường xác thực không lớn, nhưng trước mắt là tình huống gì, qua mấy ngày nữa sẽ chém giết, giá trị những pháp bảo dùng một lần này nhất thời không thể so sánh. Nhưng cho dù Lạc Hồng vừa mới lộ ra một tay, năm người này vẫn rất có lòng tin đối với Tô Kiếm Hà. Cho nên, chỉ chần chừ một cái chớp mắt, bọn họ liền nhao nhao đồng ý đánh cược, tất cả đều đặt ở bên kia Tô Kiếm Hà. Trong Thạch Lâu có xung đột nhỏ, Lạc Hồng và Tô Kiếm Hà tất nhiên là không biết. Lạc đạo hữu không cần khách khí, cứ việc ra tay, trận pháp bên ngoài Thạch Lâu đủ để dẹp loạn động tĩnh một kích của chúng ta. Thấy Lạc Hồng không có động tác, Tô Kiếm Hà uyển chuyển thúc giục nói. Tác dụng của trận pháp không cần Tô Kiếm Hà nói, Lạc Hồng cũng biết,
Sở dĩ hắn chậm chạp không động thủ chỉ là đang suy nghĩ những thứ khác. Người này rõ ràng là muốn mời chào cường giả kết thành một đoàn thể nhỏ, mục đích không ngoài là ở trong đại chiến nâng đỡ lẫn nhau, cùng cướp đoạt Bích Lạc Đan hai cái này. Mà lấy tu vi và thần thông của hắn, chỉ cần một lòng đầu nhập vào Lũng Quảng, lúc đại chiến hộ vệ ở xung quanh hắn, tất nhiên so với tổ chức một tiểu đoàn thể hiện tại an toàn hơn nhiều. Hơn nữa hắn còn là một kiếm tu, tính tình cương liệt, rất không có khả năng khuất phục ở Lũng Quảng, cho nên mục đích của hắn 8 phần 10 cũng giống như ta. Bất quá, coi như mục đích giống nhau, có thể hợp tác, cũng phải minh xác một người chủ đạo. Nhìn bộ dạng của người này, chỉ bằng mồm mép khẳng định không thể để cho hắn ngoan ngoãn làm theo lời ta nói. Nghĩ tới đây, hai mắt Lạc Hồng không khỏi híp lại. Mặc dù hắn không trúng độc Hoàng Tuyền Hoàn, nhưng Lê Quân cuối cùng vẫn từng ra tay giúp hắn trên chiến thuyền Lũng Gia. Nếu như có thể, Lạc Hồng muốn trả lại phần nhân tình này, cho nên chuyện cướp đoạt Bích Lạc Đan nhất định phải do hắn chủ trì, bởi vì hắn tự tin như vậy mới có xác suất thành công cao nhất. Đạo hữu nếu tự tin như vậy, Lạc mỗ đắc tội rồi. Sau khi nhắc nhở một tiếng, cánh tay phải Lạc Hồng đột nhiên hiện ra ngũ sắc hà quang nồng đậm, giống như giải gấm nhiều màu đem cánh tay hắn bao vây lại. Rất nhanh, những ngũ sắc hà quang này liền hướng lòng bàn tay Lạc Hồng tụ lại, một cây ngũ sắc linh thương có thể nắm tay trong chớp mắt liền ngưng tụ thành hình. Cảm ứng được ngũ hành linh lực thuần túy cực kỳ trong ngũ sắc linh thương, Tô Kiếm Hà từ lúc hiện thân đến giờ trên khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh rốt cục lộ ra vẻ ngưng trọng. Lúc này, hắn không dám khinh thường nữa, thần niệm vừa động, liền tế ra Tử Hà kiếm, để nó dựng thẳng ở trước ngực. Lập tức, trên tay hắn bấm kiếm quyết, làm khí tức linh kiếm tăng vọt lên, xung quanh vang vọng từng trận thanh âm sóng biển. Không ngờ đã tu ra kiếm thế, thiếu chút nữa là ngưng tụ ra dị tượng. Ha ha, trách không được lại kiêu ngạo như thế. Lạc Hồng tuy không phải kiếm tu, nhưng vẫn liếc mắt một cái nhìn ra chỗ lợi hại của đối phương. Hàn lão ma kỳ thật vẫn luôn xem như kiếm tu, bất quá hắn đi theo chính là kiếm trận. Mà kiếm tu bình thường cũng không có nhiều tài nguyên như vậy, một mình chơi kiếm trận, đa số chỉ tế luyện một thanh phi kiếm bản mạng. Tô Kiếm Hà này chính là điển hình trong đó. Sau khi nhắc nhở một tiếng, cánh tay phải Lạc Hồng đột nhiên hiện ra ngũ sắc hà quang nồng đậm, giống như giải gấm nhiều màu đem cánh tay hắn bao vây lại. Rất nhanh, những ngũ sắc hà quang này liền hướng lòng bàn tay Lạc Hồng tụ lại, một cây ngũ sắc linh thương có thể nắm tay trong chớp mắt liền ngưng tụ thành hình. Cảm ứng được ngũ hành linh lực thuần túy cực kỳ trong ngũ sắc linh thương, Tô Kiếm Hà từ lúc hiện thân đến giờ trên khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh rốt cục lộ ra vẻ ngưng trọng. Lúc này, hắn không dám khinh thường nữa, thần niệm vừa động, liền tế ra Tử Hà kiếm, để nó dựng thẳng ở trước ngực. Lập tức, trên tay hắn bấm kiếm quyết, làm khí tức linh kiếm tăng vọt lên, xung quanh vang vọng từng trận thanh âm sóng biển. Không ngờ đã tu ra kiếm thế, thiếu chút nữa là ngưng tụ ra dị tượng, ha ha, trách không được lại kiêu ngạo như thế. Lạc Hồng tuy không phải kiếm tu, nhưng vẫn liếc mắt một cái nhìn ra chỗ lợi hại của đối phương. Hàn lão ma kỳ thật vẫn luôn xem như kiếm tu, bất quá hắn đi theo chính là kiếm trận. Mà kiếm tu bình thường cũng không có nhiều tài nguyên như vậy, một mình chơi kiếm trận, đa số chỉ tế luyện một thanh phi kiếm bản mạng. Tô Kiếm Hà này chính là điển hình trong đó. Lạc Hồng tuy không phải kiếm tu, nhưng vẫn liếc mắt một cái nhìn ra chỗ lợi hại của đối phương. Hàn lão ma kỳ thật vẫn luôn xem như kiếm tu, bất quá hắn đi theo chính là kiếm trận. Mà kiếm tu bình thường cũng không có nhiều tài nguyên như vậy, một mình chơi kiếm trận, đa số chỉ tế luyện một thanh phi kiếm bản mạng. Chương 970, Thần Châm Hiển Uy. Góc, Đông Bắc Cự Nham, một tòa thạch lâu cao ngất đứng đó, phạm vi hơn 10 dặm đều bao phủ ở phía dưới màn hào quang cấm chế. Giờ phút này từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy màn hào quang sáng chói, thạch lâu vẫn lẳng lặng đứng sừng sững, cũng không có chỗ nào đặc thù. Mà trên thực tế, trước mắt ở trong màn hào quang, đang có hai cỗ linh khí mỗi bên chiếm cứ một nửa, kịch liệt va chạm. Một bên trong đó, tử khí giạt rào, sau khi dày nặng lại không mất đi sắc bén, khí thế sát phạt tràn đầy, thế công cực kỳ mãnh liệt. Bên kia, ngũ sắc hà quang lưu chuyển, giống như gấm vóc phiêu động, lấy tĩnh làm thủ, mặc cho linh khí màu tím cọ rửa như thế nào, đều không thể lay động mảy may. Nhưng đột nhiên, ngũ sắc hào quang mãnh liệt co vào một chỗ, tựa như chủ động tránh lui, nhường ra địa bàn vốn chiếm cứ. Linh khí màu tím lập tức bao phủ lên,
hầu như chiếm cứ toàn bộ không gian cấm chế. Tình cảnh như vậy khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy hào quang năm màu rơi vào hạ phong. Nhưng ở trung tâm linh khí màu tím kia, thần sắc Tô Kiếm Hà lại càng thêm ngưng trọng. Sau một khắc, thanh âm Lạc Hồng không có một tia ba động truyền đến, đạo hữu cẩn thận. Vừa dứt lời, ngũ sắc hà quang đã ngưng tụ thành một đoàn, như một tia chớp bắn nhanh ra, hóa thành một cây cự thương, mạnh mẽ vô cùng phá vỡ linh khí màu tím trước mặt, lao thẳng đến lồng ngực Tô Kiếm Hà. Bởi vì bị ngũ sắc cự thương tập trung khí cơ, Tô Kiếm Hà lúc này so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng sự lợi hại của một kích này. Lúc này hắn lộ vẻ hung ác, kiếm chỉ giơ đến trước mi tâm, thần niệm vừa động liền từ trong vết kiếm ở mi tâm bức ra một giọt tinh huyết. Đi! Sau khi nhanh chóng quăng tinh huyết lên Tử Hà kiếm trước người, Tô Kiếm Hà trầm giọng quát. Tử Hà kiếm mang theo thanh âm kinh đào, mang theo một chút huyết sắc chém ra. Tô Kiếm Hà và Lạc Hồng vốn chỉ cách nhau 10 dặm, cho nên Tử Hà kiếm mới chém ra một cái chớp mắt, liền đụng phải ngũ sắc cự thương. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là, dưới sự va chạm của cực chiêu lại không tạo thành động tĩnh kinh thiên động địa gì. Chỉ thấy, Tử Hà kiếm bị bao bọc trong kiếm chiều màu tím như biển gầm, lại bị so sánh với một cây châm ngũ sắc cự thương ngăn lại, cả hai cùng bị định giữa không trung, lâm vào giằng co. Tô Kiếm Hà thấy thế cả kinh, gã không ngờ rằng một kiếm mà mình không tiếc dùng máu huyết chém ra lại chỉ ngang sức với thần thông của đối phương. Ngay khi hắn do dự không biết có nên thôi động bí thuật, tạm thời tăng cao tu vi hay không, hắn lại kinh ngạc phát hiện mình đã mất đi khống chế đối với Tử Hà kiếm. Giờ phút này, kiếm chiều màu tím kia lại bị một cỗ lực lượng quỷ dị tác động, mới đầu cực chậm, nhưng càng lúc càng nhanh chui vào trong ngũ sắc cự thương. Phảng phất như hút vào, chỉ qua mấy hơi thở, kiếm chiều màu tím đã có hơn phân nửa tràn vào ngũ sắc cự thương. Trong quá trình này, cự thương dần tràn ra ngũ sắc hà quang, khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Dưới sức mạnh bên tăng bên giảm, mạnh yếu dễ hình, Tử Hà kiếm ngược lại trở thành một chiếc thuyền lá nhỏ trong ngũ sắc quang chiều, thân kiếm lập tức rung động không thôi, hiển nhiên là chịu không nổi. Không tốt, cảm ứng được bản mệnh linh kiếm của bản thân bị tổn hại, sắc mặt Tô Kiếm Hà đại biến, thần niệm vừa động liền tế ra thần thông kiếm linh hóa hư. Lập tức, Tử Hà kiếm liền hư hóa thành một đạo tử ảnh, lập tức vỡ vụn. Lần này, ngũ sắc cự thương không còn chỗ nào để chế nữa, thế như vạn quân xông về phía Tô Kiếm Hà. Thời khắc nguy cấp, Tô Kiếm Hà cũng không quan tâm tới ước định lúc trước, lật tay một cái liền tế ra một cái tử ấn, toàn lực thúc dục thần thông hộ thân. Nhưng ngay khi ngũ sắc cự thương tới gần, dị biến lại xuất hiện, chỉ thấy thương này vô thanh vô tức tản ra, hóa thành châm nhỏ đầy trời, lướt qua Tô Kiếm Hà lao thẳng tới lầu đá sau lưng hắn. Đám người bạch thủ còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ sự khiếp sợ vì Tô Kiếm Hà bị thua, linh giác đã đột nhiên báo cảnh sát. Cũng không biết ai hô lên đáng chết, 6 người luống cuống tay chân thi triển thủ đoạn hộ thân. Mặc dù không ai coi thường những cây châm ngũ sắc này, nhưng sau khi thực sự tiếp xúc, vẫn vì uy lực của nó mà chấn động. Chỉ thấy bất kể loại bảo vật nào kích phát linh cháo hộ thân, chỉ cần chạm vào châm nhỏ ngũ sắc, vị trí tiếp xúc đều rõ ràng biến mỏng, khiến cho năng lực phòng hộ giảm đi nhiều. Nhưng mà, ngay khi 6 người thấy tình thế không ổn, nhịn không được muốn vận dụng thủ đoạn bảo vệ tính mạng thì đông đảo ngũ sắc tế châm lại đột nhiên lệch đi, tất cả đều đánh vào chỗ không người. Đây là thần thông gì? Nhìn mười mấy điểm trong suốt trên bảo y, Cẩm Bào hán tử kinh hồn chưa định lẩm bẩm nói. Các ngươi nhìn những tường đá bị đánh trúng kia đi. Một vị nữ tu che mặt trong 6 người dường như nhìn thấy chuyện gì không thể tưởng tượng, chỉ vào tường đá phía sau kinh hồ. Ngũ hành biến mất hoàn toàn, chẳng lẽ là thần thông kia? Cẩm Bào đại hán quay người nhìn lại, chỉ thấy trên tường đá xuất hiện rất nhiều lỗ thủng lớn như cối đá, trong đó chồng chất một đống tro trắng. Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Châm, nhất định là Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm. Khó trách lúc trước Lạc huynh có thể một kích diệt sát man thú nhân, nguyên lai là luyện thành môn đại thần thông tiếng tăm lừng lẫy này. Bạch thủ lập tức vừa khiếp sợ vừa kích động hô. Khiếp sợ ở chỗ thực lực của Lạc Hồng vượt xa hắn dự đoán, kích động ở chỗ Lạc Hồng có thực lực này, khả năng bọn họ cướp đoạt Bích Lạc Đan liền gia tăng thật lớn. Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm có danh tiếng rất lớn, tu sĩ cấp cao ít khi nghe nói tới. Lập tức bị bạch thủ nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Dù sao, vừa rồi bọn họ thiếu chút nữa bị châm nhỏ ngũ sắc công phá phòng hộ, giờ phút này nghĩ đến ghi chép trong điển tịch bị Đại Chu Thiên Diệt sạch thần châm,
khó tránh khỏi có chút nghĩ mà sợ. Sáu người trầm mặc một lát, Cẩm Bào hán tử đột nhiên cười to hai tiếng, đem một tấm qua phù ném về phía Bạch Thủ Đạo, ha ha, Dương Mỗ và đánh cuộc chịu thua. Tấm sa tang phù này hiện tại thuộc về Bạch đạo hữu, mong rằng đạo hữu chờ một chút ở trước mặt vị Lạc đạo hữu kia, thay chúng ta nói tốt đôi câu. Bốn người còn lại nghe vậy cũng lập tức phản ứng lại, không chút do dự giao tiền đặt cược ra, trong miệng nói không khác lắm. Bạch Thủ tự nhiên rõ ràng bọn họ cũng không phải là thật sự đều cược vật cực tốt, mà là dưới uy thế của Lạc Hồng, không thể không lấy lòng hắn mà thôi. Trong thạch lâu cũng không bố trí cấm chế lợi hại, ngũ sắc tế châm thiếu chút nữa trực tiếp diệt sát sáu người Bạch Thủ, Tô Kiếm Hà toàn bộ đều nhìn thấy. Lập tức, hắn liền minh bạch mình vừa rồi nhất định là kháng không được, đối phương đây là hạ thủ lưu tình. Không ngờ Lạc đạo hữu lại luyện được Đại Chu Thiên Diệt Tuyệt Thần Châm, Tô Mỗ cam bái hạ phong. Tô Kiếm Hà cực kỳ quang minh, cũng không có thua mà ngược lại có chút chân thành chắp tay nhận thua. Cùng lúc đó, Tử Hà kiếm đột nhiên xuất hiện trong hư không trước mặt hắn, toàn bộ mảnh vỡ hợp lại, lại biến thành linh kiếm hoàn chỉnh, linh khí chỉ tổn thất một chút. Kiếm tu chỉ cần tu được thần thông kiếm linh hóa hư, liền cơ bản sẽ không phát sinh tình huống bản mệnh linh kiếm tổn hại. Tô đạo hữu đa tạ, Lạc Mỗ bất quá là vừa vặn khắc chế thần thông của ngươi, lúc này mới may mắn thắng một chiêu. Lạc Hồng theo thói quen khiêm tốn nói, là đạo hữu không cần lưu lại mặt mũi cho Tô Mỗ, cho dù là đấu pháp chân chính, Tô Mỗ cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Lạc đạo hữu, lần này thăm dò thực sự là Tô Mỗ tự rước lấy nhục. Nếu đạo hữu không từ bỏ, mời vào lầu của mình cùng Tô Mỗ nói chuyện với các đạo hữu còn lại. Thấy Lạc Hồng không có hùng hổ dọa người, Tô Kiếm Hà cảm thấy đối phương có phong thái quân tử, lập tức cung kính mời nói, ha ha, Tô đạo hữu mời. Lạc Hồng nghe vậy cười sang sảng, thân hình chớp động mấy cái liền đi tới gần Tô Kiếm Hà, đối phương không nói hai lời liền dẫn đường cho hắn. Không bao lâu, hai người liền tới thạch ốc của đám người Bạch Thủ, làm lễ một phen không cần nói tỉ mỉ. Lạc huynh, ban ngày bởi vì quá mức nóng vội, Bạch Mỗ không thương lượng với bọn Tô đạo hữu liền mời ngươi đến đây, lúc này mới có hiểu lầm vừa rồi. Việc này Bạch Mỗ làm không ổn, mong rằng Lạc đạo hữu thứ lỗi. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Bạch Thủ lập tức chắp tay xin lỗi Lạc Hồng. Bạch đạo hữu cũng là có nguyên nhân, còn nữa Lạc Mỗ cũng không có tổn thất gì, cho nên ta và ngươi đều không cần để ở trong lòng. Lạc Hồng khoát tay, cũng không trách tội Bạch Thủ. Thấy thái độ của Lạc Hồng hiền lành, tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức từng người ngồi xuống, bờ mông vừa dính bồ đoàn. Cẩm Bào hán tử liền khẩn cấp mở miệng nói, Lạc đạo hữu, Dương Mỗ là người nóng tính, lập tức có lời gì nói thẳng. Những người chúng ta vốn cũng không quen biết, thậm chí còn đến từ các đội ngũ thí luyện khác nhau, bây giờ lại tụ tập cùng một chỗ, chính là vì các ngươi là vì cưỡng đoạt Bích Lạc Đan. Không đợi hán tử áo gấm nói hết lời, Lạc Hồng đã thản nhiên nói, ách, Lạc đạo hữu đoán được. Cẩm Bào hán tử sửng sốt, sau đó hỏi, ha ha, tính tình của Bạch đạo hữu Lạc Mỗ rõ ràng không có khả năng chịu được sự uy hiếp của Lũng Quảng. Nói đến đây, Lạc Hồng dừng lại một chút, ánh mắt quét qua mọi người trong phòng một chút, sau đó nói tiếp, hơn nữa, Lạc Mỗ cũng mang tâm tư giống như vậy. Nghe Lạc Hồng nói như vậy, đám người Bạch Thủ không khỏi lộ vẻ vui mừng, dù sao bọn họ cũng không ngờ tới, ngay cả khuyên bảo cũng không cần, liền kéo đến cường viện bực này. Thật tốt quá, có Lạc huynh tương trợ, chúng ta nắm chắc đoạt đan rồi. Bạch Thủ bốp vỗ tay một cái, hưng phấn nói, Bạch đạo hữu đừng cao hứng quá sớm, việc này cũng không dễ dàng như vậy. Lạc Hồng lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, Lạc đạo hữu, có lẽ ngươi đã hiểu lầm. Trong thạch lâu này tuy chỉ có 7 người chúng ta, nhưng điều này cũng không có nghĩa là chúng ta tụ tập nhiều lực lượng phản kháng như vậy. Thật ra thì, tuyệt đại đa số đạo hữu đều là giận mà không dám nói gì. Chúng ta tiếp xúc với bọn họ, phát hiện bọn họ đều có ý nghĩ đoạt đan, chỉ là bởi vì sợ vạn nhất chuyện bại, khiến Bích Lạc Đan triệt để không có hy vọng, mới không có ở trong thạch lâu này. Nói cách khác, một khi chúng ta động thủ, tuyệt đại đa số đạo hữu mặc dù sẽ không xuất thủ tương trợ, nhưng cũng sẽ không ngăn cản chúng ta. Mà chỉ cần nhìn thấy chúng ta có hy vọng thành công đoạt đan, bọn họ nhất định sẽ thuận thế ra tay. Cho nên, chuyện đoạt đan cũng không có khó khăn như nhìn qua như vậy. Đại hán Mặc Cẩm Bào không muốn Lạc Hồng lùi bước, lúc này liền phân tích thế cục cho hắn. Lạc Mỗ làm khó không phải cái này, các ngươi có biết bên người Lũng Quảng kia vẫn ẩn giấu một vị đồng đạo không?
Lạc Hồng đương nhiên sẽ không cho rằng lúc đoạt đan, tu sĩ hóa thần khác sẽ liều chết bảo hộ Lũng Quảng. Hắn sầu lo chính là hắn ở trong thạch điện cảm ứng được một cỗ khí tức mịt mờ. Cỗ khí tức kia tuy mịt mờ, nhưng là tồn tại duy nhất từ khi thí luyện đến nay khiến linh giác Lạc Hồng cảm ứng được nguy hiểm. Theo Bạch Mỗ được biết, Lũng Quảng kia chính là ba hóa thần của mình ngoài viện đều hạ độc, ai sẽ chịu âm thầm bảo vệ hắn? Tô Đạo Hữu, ngươi là người có tu vi cao nhất trong chúng ta. Lúc trước thấy Lũng Quảng, ngươi có phát hiện ra không? Bạch Thủ có chút hoài nghi nói. Tô Mỗ không có nhận thấy được cái gì, bất quá nếu như Lạc Đạo Hữu có cảm ứng, cái kia hơn phân nửa là không giả. Dám hỏi Lạc Đạo Hữu, thực lực của người nọ như thế nào? Tô Kiếm Hà cũng không cảm thấy Lạc Hồng sẽ lấy chuyện này ra đùa giỡn, lúc này vẻ mặt trở nên ngưng trọng nói. Người nọ làm cho Lạc Mỗ có một loại linh giác nguy hiểm. Lạc Hồng nói thẳng, nói như thế, thần thông của người kia tất nhiên không kém. Bạch Thủ trầm giọng suy đoán. Chuyện này phải làm sao bây giờ, tiểu tử kia có cao thủ âm thầm bảo vệ, đến lúc đó chỉ cần ngăn cản chúng ta một chút, hắn liền có thời gian cầm bích lạc đan uy hiếp chúng ta. Hán tử mặc cẩm bào gõ bàn một cái, nhíu chặt lông mày nói. Đoạt đan không phải đấu pháp, nếu không thể một kích chế thắng, trong nháy mắt chiếm được Lũng Quảng, đối với mọi người mà nói chính là thất bại. Chư vị đừng nản chí, biện pháp luôn có. Lạc Hồng thấy vẻ mặt mọi người không đúng, vội vàng trấn an một câu. Hắn ta còn có thể dùng được bọn họ, nếu bị hắn ta khuyên lui mấy câu, vậy thì quá buồn cười rồi. Lạc Đạo Hữu có biện pháp xin cứ nói thẳng, ngươi đánh bại Tô Mỗ, chính là người thực lực mạnh nhất trong chúng ta sẽ cân nhắc. Lúc này, người vừa lộ ra tài năng tốt nhất, Tô Kiếm Hà đã chủ động đứng ra nói cho Lạc Hồng. Thực lực của người này tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có một người. Phiền phức chính là hắn ẩn vào chỗ tối, chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp dẫn hắn ra, đến lúc đó phái ba người đem hắn cuốn lấy, Lũng Quảng bên kia sẽ dễ dàng đắc thủ. Về phần cụ thể nên dẫn dụ ra như thế nào, Lạc Mỗ cũng đã có ý tưởng. Nói tới đây, Lạc Hồng đột nhiên ngậm miệng không nói, nhưng trong nguyên thần mọi người đều vang lên thanh âm của hắn, thì ra hắn giờ phút này thi triển thuật pháp thần niệm truyền âm. Một lát sau, mọi người trong thạch ốc đều lộ ra vẻ trầm tư, hiển nhiên là đang cân nhắc kế hoạch của Lạc Hồng. Không biết qua bao lâu, Tô Kiếm Hà gật đầu trước tiên, mở miệng nói, kế này của Lạc Đạo Hữu không có gì sơ hở, theo Tô Mỗ thấy, có thể làm theo kế hoạch. Nghe lời ấy, bọn người Bạch Thủ nhao nhao gật đầu đáp ứng, lập tức quyết định. Tốt, đã như vậy, Lạc Mỗ liền trở về thông khí với hai vị đồng bạn, đến lúc đó chúng ta phối hợp với nhau hành động. Thấy đã bàn xong, Lạc Hồng lúc này đứng dậy, cáo từ mọi người. Phiền phức chính là hắn ẩn vào chỗ tối, chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp dẫn hắn ra, đến lúc đó phái ba người đem hắn cuốn lấy, Lũng Quảng bên kia sẽ dễ dàng đắc thủ. Về phần cụ thể nên dẫn dụ ra như thế nào, Lạc Mỗ cũng đã có ý tưởng. Nói tới đây, Lạc Hồng đột nhiên ngậm miệng không nói, nhưng trong nguyên thần mọi người đều vang lên thanh âm của hắn, thì ra hắn giờ phút này thi triển thuật pháp thần niệm truyền âm. Một lát sau, mọi người trong thạch ốc đều lộ ra vẻ trầm tư, hiển nhiên là đang cân nhắc kế hoạch của Lạc Hồng. Không biết qua bao lâu, Tô Kiếm Hà gật đầu trước tiên, mở miệng nói, kế này của Lạc Đạo Hữu không có gì sơ hở, theo Tô Mỗ thấy, có thể làm theo kế hoạch. Nghe lời ấy, bọn người Bạch Thủ nhao nhao gật đầu đáp ứng, lập tức quyết định. Tốt, đã. Như vậy, Lạc Mỗ liền trở về thông khí với hai vị đồng bạn, đến lúc đó chúng ta phối hợp với nhau hành động. Thấy đã bàn xong, Lạc Hồng lúc này đứng dậy, cáo từ mọi người. Tốt, đã như vậy, Lạc Mỗ liền trở về thông khí với hai vị đồng bạn, đến lúc đó chúng ta phối hợp với nhau hành động. Thấy đã bàn xong, Lạc Hồng lúc này đứng dậy, cáo từ mọi người. Các bạn vừa nghe xong tập 97 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.